thần cấp ở rể. chương 41, con gái lớn của nhà họ Bạch. Cuối cùng Diệp Vô Phong cũng nói chuyện, bà nội, nếu như thư âm không sai thì mọi người không được phép oán trách cô ấy. Mạc Đông lôi bắt nạt người ta một cách quá đáng, lại còn dám hắt nước trà vào mặt của thư âm, cháu sẽ khiến anh ta phải trả giá gấp trăm lần. Lâm Kiến ba mỉa mai nói, Diệp Vô Phong, cậu đúng là giỏi nói điêu. Cậu tưởng Mạc Đông Lôi là người dễ đối phó như vậy sao? Bà nội cũng nói rồi, lấy trứng trọi đá, khi nên nhịn thì nhịn đi. Lần này chắc chắn là thư âm đã phạm phải sai lầm. Cô ấy không chịu suy nghĩ toàn diện, cố tình đẩy cả gia đình chúng ta lên máy chém. Lâm thư âm tức giận, lâm kiến ba, tôi có độc ác đến mức như thế không? Tôi cũng không hiểu là rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Anh lo lắng rằng Mạc Đông Lôi sẽ đối phó với nhà họ Lâm, mục đích không phải là muốn đá tôi ra khỏi nhà họ Lâm sao? Bà nội à, nếu bà cũng nghĩ như vậy thì bà có thể trực tiếp ra lệnh ngay bây giờ. Lâm Kiến Ba nói, Lâm Thư Âm, sự thật xảy ra trước mặt, cô không chịu thừa nhận thì cũng vô ích thôi. Nhà họ mặt sẽ lập tức bắt tay vào chèn ép nhà họ Lâm chúng ta. Không phải là cô có tài năng sao, vậy thì cô nhận giải quyết chuyện này đi, giống như lần trước đích thân cô giải quyết chuyện với Tổng Giám Đốc Bạch ấy. Cầu xin Mạc Đông lôi hạ bớt cơn tức giận lôi đình để cứu nhà họ Lâm chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng đi, cô có làm được không?" Lâm Vĩnh Kiệt cũng nói, "Thưa âm, lời nói của Lâm Kiến ba có thể hơi quá khích, nhưng mà nhà họ Lâm chúng thật sự không thể chọc vào nhà họ Mạc của họ. Chẳng lẽ cháu không thể vì dòng họ, vì lợi ích của mọi người mà nhẫn nhịn một chút được sao? Cháu hãy tới nhà của Mạc Đông lôi cầu xin anh ta tha thứ đi." Lâm Thi Mộng cũng nói, "Lâm Thư Âm thật ra thì chị chỉ cần hạ giá bán khách sạn hoàng triều là được mà thế thôi chúng ta không thể muốn tiền mà không muốn sống được bà nội cũng đã nói rồi ăn năn hối lỗi bán công trình bích la loan kiếm tiền có thể là dòng họ sẽ bồi thường cho chị bây giờ việc quan trọng là phải làm cho mạc đông lôi nguôi ngoai cơn tức giận lôi đình của anh ta tôi học cùng lớp với em trai của mạc đông lôi có thể tôi có thể châm ngòi trước bà cụ trông có vẻ rất do dự bà rất khó đưa ra quyết định ngay lập tức mặc dù bà cụ cũng lo lắng rằng mạc đông lôi sẽ trả thù nhà họ lâm nhưng bà cũng rất lưu luyến miếng thịt béo bởi là bích la loan này ánh mắt bà hướng về phía diệp vô phong dù sao cũng đã lăn lộn ở thương hải mấy chục năm bà cụ đã xác định lại diệp vô phong một lần nữa ông cụ nhà bà không phải là kẻ ngốc không thể tìm một thằng rác rưởi đến nhà làm cháu rể mà không có lý do gì được rốt cuộc là diệp vô phong có lai lịch như thế mặc dù ông cụ không nói cho bà biết nhưng dựa vào sự quan sát gần đây của mình thì bà cảm thấy Diệp Vô Phong nhất định có tài nghệ. Bà cụ hỏi, "Vô Phong, cháu thấy thế nào?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Vô Phong cười nhàn nhạt nói, "Bà nội, rõ ràng là Mạc Đông lôi chèn ép người một cách quá đáng. Có một câu nói của thư âm mà cháu thấy rất khâm phục, cô ấy nói rằng thằng ngọc nát còn hơn ngói lành. Mọi người đều sợ Mạc Đông lôi trả thù, nhưng mà trên giang hồ có một chuyện cũ là tai họa thua người nhà cho dù Mạc Đông Lôi trả thù thì cũng sẽ chém giết cả một nhà chúng ta trước. Vậy thì cứ để mặc anh ta đi, cháu không tin là anh ta dám làm điều gì sai trái ở một quốc gia đường đường quản lý bằng luật pháp. Lâm Thư âm nói, bà nội à, cháu đã quyết tâm đấu với nhà họ Mạc. Cháu vừa mới mời ba vệ sĩ cao cấp từ tỉnh Thành về. Vừa rồi cháu cũng vừa mới nói chuyện điện thoại với Bạch Nhạn Phi là tổng giám đốc của công ty Bảo An Long Kiếm. Bà cụ hỏi, Bạch Nhạn Phi là người như thế nào? cháu có quan hệ gì với cô ấy? Cô ấy có thể cân được nhà họ mặc sao? Lâm Thư âm nói, Bạch Nhạn Phi là bạn cùng lớp đại học của cháu, bố của cô ấy là Bạch Vân Phong, người đứng đầu nhà họ Bạch ở tỉnh này. Bà cụ nghe thấy câu này của cô thì ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế, Thư âm, bà không ngờ là cháu lại có vòng bạn bè hùng mạnh như vậy. Sao cháu lại không nói sớm hơn chứ? Thảo nào cháu lại có thể hợp tác với nhà họ Bạch ở công trình Bích La Loan một cách thuận lợi như thế? Nếu như con gái lớn nhà họ Bạch có thể đích thân đến thành phố Tam Giang, thì có cho Mạc Đông lôi thêm lá gan thì anh ta cũng không dám động đến nhà họ Lâm của chúng ta. Ha ha! Trong lòng Lâm Thư biết chuyện cô và Bạch Nhạn Phi là bạn cùng lớp đại học là sự thật, nhưng cô cũng mới vừa nghe được Bạch Nhạn Phi nói rằng mình là con gái lớn của nhà họ Bạch. Tại sao nhà họ Bạch lại giao công trình Bích La Loan cho cô chứ? Dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến Bạch Nhạn Phi. Lâm Thư Âm đã thương lượng với Mạc Đông Lôi, Cô cứ tranh luận bằng lý lẽ, việc đáng làm thì phải làm. Kết quả là lại chọc tức Mạc Đông Lôi, bị Mạc Đông Lôi hất cả cốc nước trà vào mặt. Cô biết mình đã gây ra tai họa nên đã liên lạc với Bạch Nhạn Phi. Bởi vì Bạch Nhạn Phi đã nhận được báo cáo của Tiết Phi, mặc dù Tiết Phi giấu giếm sự thật với Bạch Tinh Đồng nhưng không dám giấu giếm chủ nhân của mình. Tiết Phi đã kể chuyện anh ta gặp phải kẻ thù mạnh, suýt nữa là trải qua cái chết cho Bạch Nhạn Phi nghe. Tình bạn của Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm khá tốt. Chị em tốt chọc tức diêm vương, có khả năng sẽ bị trả thù một cách ác liệt. Vì vậy Bạch Nhạn Phi định là sẽ tự mình đến đó giúp đỡ Lâm Thư Âm. Kết quả là cuộc điện thoại xin viện trợ lần thứ hai của Lâm Thư Âm gọi tới nói cho cô ấy biết người mình chiêu chọc là Mạc Đông Lôi. Bạch Nhạn Phi làm cho tâm trạng Lâm Thư Âm thoải mái trở lại, một Mạc Đông Lôi nho nhỏ không đáng nhắc tới. Từ cô phải xử lý chuyện công ty một chút, chậm thì 3 năm ngày, hoặc lâu nhất là một tuần nữa cô sẽ đến thành phố Tam Giang. Cô xem ai dám động đến một sợi tóc của bạn mình. Qua cuộc trò chuyện này, Lâm Thư Âm mới biết được hóa ra bố của Bạch Nhạn Phi là Bạch Vân Phong có tiếng tăm lừng lẫy, người đứng đầu nhà họ Bạch. Lâm Thư Âm chưa bao giờ bước chân vào thế giới ngầm tăm tối, bỗng nhiên trong lúc đó cô cảm thấy được một cảm giác ấm áp đến từ thế giới ngầm. Không ngờ là bạn học của cô hóa ra là là chị đại xã hội đen. Chợt nhớ đến lời Diệp Vô Phong từng nói với cô, một ngày nào đó anh sẽ thay thế Mạc Tam gia trở thành bá chủ của thế giới ngầm của thành phố Tam Giang. Lúc này, trong lòng Lâm Thư Âm có hơi mong chờ một ngày nào đó liệu điều đó có đến thật hay không. Tâm trạng của bà cũ đã bình tĩnh trở lại, khuôn mặt mang theo nụ cười, nói chuyện với mọi người rồi lại ngồi xuống. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Lâm Thi mộng lại lướt qua một tin tức nóng hổi khác, bà nội, đã có kết quả bán đấu giá của căn biệt thự vọng Trường Giang trên núi Nhạn Tây. Bà cụ hỏi, kết quả là gì? Lâm Thi Mộng nói, thật khó mà tin được, một người đàn ông trẻ tuổi thần bí đã dùng tiềm lực tài chính hùng hậu của mình chèn ép Mạc Đông Lôi, giật được căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây với mức giá trên trời là hơn 800 tỷ, bao gồm cả chiếc siêu xe thể thao Bugatti xa xỉ kia. "Cháu thật sự ghen tị quá." Trong mắt bà cụ cũng tràn đầy khát vọng, nhìn về phía Diệp Vô Phong một lúc rồi nói, "Vô Phong, bà nhớ rõ là cháu đã từng nói một ngày nào đó, cháu cũng có thể mua được căn biệt thự vọng gian trên núi Nhạn Tây." Diệp Vô Phong mỉm cười nói, "Đúng vậy ạ, à, cháu đã nói rồi mà, bà nội đừng vội vã quá, cháu sẽ không để mọi người phải đợi lâu đâu." Bà cụ hài lòng nói, cho dù nói thế nào thì bà cũng cảm thấy rất vui mừng khi Mạc Đông lôi không được như ý. Bà đoán nhất định là nhà họ Bạch vừa mới bí mật ra đòn mạnh. Ngoại trừ nhà họ Bạch, những dòng họ khác trong thành phố Tam Giang không thể có tiềm lực tài chính như thế, càng không có can đảm dám tranh giành căn biệt thự kia với nhà họ Mạc. Diệp vô phong nói, ác giả ác báo, Mạc Đông Lôi cứ cực kỳ kiêu ngạo như thế thì sớm muộn gì anh ta cũng phải trả một cái giá thật lớn cho sự kiêu ngạo tột cùng của mình thôi. Ngoặc kép, ở một bên, trong đầu lâm kiến ba thầm tính toán, cậu Mạc không có được căn biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây, và chuyện lật đổ lâm thư âm cũng không như mong muốn. Đoán là anh ta sẽ sớm phát điên lên thôi. Hừ, lâm thư âm, Diệp vô phong, hai người cứ chờ chết đi. Cố ý chống đối Mạc Đông Lôi thì chính là tự mình tìm đến cái chết rồi. Đừng có mà đắc ý, vài ngày nữa hai người không còn cười được đâu. Chương 42, cuộc điện thoại của Bạch Văn Đông. Khi Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm về đến nhà thì bắt gặp Tả Tiểu Thanh ngồi sụ mặt trên ghế sa lông trong phòng khách, xem ra bà đang tức giận. Lâm Thư Âm hỏi, "Mẹ, có phải bố lại chọc cho mẹ giận đúng không?" Tả Tiểu Thanh lập tức đứng lên, bà một tay chống hông một tay chỉ vào mặt Diệp Vô Phong, khuôn miệng bà há to hiện ra nếp nhăn trên má, Diệp Vô Phong con gái tôi mang nhiệt tám kiếp hay sao mà lấy phải cậu vậy?" Diệp Vô Phong hơi hơi khó hiểu, đến cả Lâm Thư Âm cũng không biết là có chuyện gì. Mấy ngày nay việc kinh doanh bên khách sạn lớn Hoàng Triều rất phát đạt, Lâm Thư Âm cũng nói giúp cho Diệp Vô Phong không ít lời nên hai ngày rồi Tả Tiểu Thanh vẫn đối xử đàng hoàng với anh ấy. Thấy rõ nhất là chuyện cơm tối, bình thường sẽ do Diệp Vô Phong làm, hiện tại là Tả Tiểu Thanh phụ trách, mà Tả Tiểu Thanh cũng không hề oán giận gì hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, tại sao bà ấy lại thay đổi thái độ rồi? Diệp vô phong cười khổ, mẹ à, con đã làm gì khiến mẹ tức giận sao? Tả tiểu thanh lớn giọng nói, Diệp vô phong, công việc làm ăn bên khách sạn Hoàng Triều vừa mới khá lên cậu lại muốn kiếm thêm chuyện cho nhà chúng tôi. Bây giờ cả cái thành phố Tam Giang đều đồn ầm lên cả rồi, nói là cậu đánh chết tay sai đắc lực của Mạc Đông Lôi, Phùng Nhị Biêu rồi cậu còn giật dây xúi dục Lâm Thư Âm đối đầu với Mạc Đông Lôi, đắc tội cả nhà họ Mạc. Có phải cậu thấy hai cái mạng già này của chúng tôi sống quá lâu rồi đúng không? Diệp vô phong sầm mặt lại, mẹ, mẹ đừng có nghe mấy người ngoài đồn. Đến cả cảnh sát cũng đã vào cuộc, phó đội trưởng bọn họ cũng khẳng định là cái chết của Phùng Nhị Biêu không liên hệ gì với con cả. Nếu thật sự con có giết người thì đã bị công an bắt đi từ sớm rồi chứ. Lâm Thư Âm nói thêm, đúng đó mẹ à, Mẹ không nên nghi thần nghi quỷ. Chuyện giữa con và Mạc Đông lôi lại càng không liên quan gì đến Diệp Vô Phong, là Mạc Đông lôi khinh người quá mức. Chẳng lẽ mẹ có thể đành lòng bán lại khách sạn Hoàng Triều làm tiền bồi thường cho cái thằng khốn kia sao? Tả Tiểu Thanh lại nói, "Mẹ mặc kệ, hôm nay mẹ đi siêu thị mua đồ, lúc ra thì thấy trên xe bị người khác dán giấy lên, rõ ràng là một bức thư uy hiếp. Bọn nó muốn mẹ lo mà dạy dỗ lại thằng con rể vô dụng này đi, nếu không thì bọn nó đánh gãy xương mẹ." Diệp vô phong nói, mẹ à, mẹ không cần phải sợ. Cả con và thư âm đều sẽ không để cho ai động đến mẹ cả, mặc đông lôi cũng chỉ biết dọa nạt vậy thôi. Còn nữa, thư âm đã mời được mấy người vệ sĩ cao cấp từ các tỉnh khác đến. Sau này nếu mẹ có ra ngoài thì chúng con sẽ phái người đi theo bảo vệ, còn xem ai dám chọc vào mẹ chứ. Tả Tiểu Thanh gắt gỏng nói, im đi, đừng tưởng tôi không biết, tôi đã qua khách sạn hỏi chuyện với tử mạch, cậu quả là đồ phá nhà phá của, bản thân đi gây chuyện rồi lại xúi dục thư âm tìm thuê vệ sĩ. Ba tên vệ sĩ kia một tháng tiền lương cũng đã là 15 triệu bạc, còn chưa tính đến tiền ăn tiền ở. Cậu xem cả cái nhà này một tháng kiếm được bao nhiêu tiền hả? Diệp vô phong không cãi lại, thật ra chuyện tìm thuê vệ sĩ từ tỉnh khác đến không phải ý muốn của anh. Lúc này, Lâm Vĩnh Quân vừa mới tắm rửa xong, ông bước khỏi nhà vệ sinh, tiểu thanh bà đừng có nói nữa hai người chúng ta đã quá lạc hậu so với cái xã hội này rồi. mấy chuyện đó cứ để thư âm tự mình xử lý đi. nhà họ Mặc muốn một tay che trời thì sao chứ, không phải còn nhà họ Bạch chống lưng cho chúng ta sao? Lâm Thư Âm nói bố mẹ con gái lớn của nhà họ Bạch Bạch Nhạn Phi là bạn học của con. cuối tuần này cô ấy chắc chắn sẽ đến thành phố Tam Giang hỗ trợ con. chuyện giữa con và Mặc Đồng lôi bố mẹ không cần quan tâm. Tiên Hiệp hay tả tiểu thanh vẫn là có chút không thoải mái, bà lại của trách Diệp vô phong vài câu. Lâm thư âm thấy thế khoát tay Diệp vô phong ra hiệu, anh cũng hiểu ý mà không tiếp lời tả tiểu thanh nữa. Được rồi, con lên lầu tắm rửa trước đây, Diệp vô phong lấy cớ rời đi trước. Sau khi tắm xong Diệp vô phong xem qua tin tức, đột nhiên điện thoại di động của anh kêu lên. Anh nhìn qua màn hình hiển thị, là Bạch Văn Đông gọi tới. Diệp vô phong bước ra ngoài ban công nghe máy. Cậu Phong, chuyện cậu giao cho tôi xử lý đã xong rồi. Biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây đã được thuộc hạ của tôi thu về. Chỉ là chủ thuê cũng đã phá tanh bành chỗ này ra. Thân thể ngọc ngà của cậu sao lại có thể vào ở một nơi như thế chứ? Nên là cho tôi xin thêm hai tuần, tôi sẽ tìm người sửa chữa lại cho cậu nhé. Diệp vô phong tính toán một chút, còn cả một tháng trời nữa mới đến kỷ niệm ngày cưới của hai người, mất hai tuần cũng không ảnh hưởng gì kế hoạch của anh là dùng căn nhà này làm quà cưới tặng cho người vợ yêu quý Lâm Thư Âm trong lễ kỷ niệm tròn một năm ngày cưới. Diệp Vô Phong nói, vậy đành vất vả cho anh rồi, Văn Đông. Tốn kém bao nhiêu thì cứ lấy tiền trong tấm thẻ kia ra dùng. Tấm thẻ của nhà Hàn Uy dâng lên cho anh có tới 3.600 tỷ, trang hoàng lại biệt thự số 9 trên núi Nhạn Tây còn không phải quá dư xài hay sao? Cậu Phong, cậu quá khách sáo rồi. Sau này có chuyện gì cậu không tiện ra mặt thì cứ việc bảo tôi một tiếng. Vừa cúp điện thoại, cửa phòng ngủ cũng được mở ra, Lâm Thư Âm mặc một chiếc đầm ngủ kiểu dáng cổ điển màu hồng phấn có thêu hoa nhỏ đi ra. Khí chất thành thục của nữ giới trên người cô quả thật là một đòn chí mạng với cánh mày dâu. Mái tóc đen buông xóa trên đầu vai nửa trên nửa hở chiếc cổ trắng ngần của cô. Hai sợi dây áo bị kéo căng để giữ cho bộ ngực đầy đặn ấy nằm lại trong áo. Chiếc cổ áo khoét nửa ngực phô ra những đường cong đàn hồi uốn lượn theo từng bước chân những đường cong ấy có sức quyến rũ tài tình khơi gợi lên dục vọng thầm kín sâu trong lòng nam giới ánh trăng hắt lên người khiến cô tỏa sáng như một viên ngọc quý lâm thư âm cầm theo hai chiếc ly chân cao trong tay rượu vang đỏ lâu đời của pháp sóng sánh trong ly cô đi đến kế bên diệp vô phong rồi nhẹ nhàng đưa ly rượu cho anh thư âm sao tâm trạng em vui thế mẹ không còn giận nữa à diệp vô phong nhận ly rượu rồi hỏi cô lâm thư âm mỉm cười dạ em thuyết phục mẹ mãi mới được, còn nói sẽ cho cậu mượn 600 triệu, mẹ cũng chịu thua em rồi, không giận nữa. Anh thì sao, đang làm gì thế, anh có tâm sự à? Diệp Vô Phong lắc đầu nói, không có, vừa nãy anh vô tình nhìn cảnh đêm, trong lòng có chút cảm xúc thôi. Lâm Thư Âm nói khẽ, Diệp Vô Phong, thành phố Phồn Hoa có cái gì hấp dẫn anh được chứ? Diệp Vô Phong bị bất ngờ, Thư Âm, sao em đột nhiên hỏi đến vấn đề này? Lâm Thư Âm trả lời, Diệp Vô Phong, trước đó em vùng về không hiểu, nhưng ông em nói không sai, anh không phải người bình thường, anh như hạc giữa bầy gà vậy. Em rất muốn biết đến cùng là thành phố Tam Giang này có gì hấp dẫn anh. Diệp Vô Phong nói, ở đây có em. Lâm Thư Âm lắc đầu, người xinh đẹp hay giỏi giang hơn em trong thế giới này nhiều như cá trong biển, anh cũng đừng gạt em, em thật sự muốn biết. Diệp Vô Phong nói, sự thật chỉ có một, chính là anh thích em. Lâm Thư âm cao mày nói tiếp, nói như anh, thật sự anh cam tâm ở đây với em, sống trong cái thành phố Tam Giang nhỏ bé này. Diệp Vô Phong trả lời, anh đã hạ quyết tâm từ một năm trước. Tâm nguyện lớn nhất đời này của anh đó là ở bên em cả đời. Lâm Thư âm hỏi tiếp, một thân tuyệt học võ công hơn người, một cái đầu lạnh gặp nguy không loạn, anh còn có thể xoay chuyển tình thế, thu phục lòng người, há lại cam lòng vì một vẻ đẹp bình thường cũng sẽ tàn theo năm tháng như em sống hết đời ở Tam Giang sao biểu hiện trong mấy ngày của Diệp Vô Phong đủ chứng minh thực lực của anh, Lâm Thư Âm thông minh xinh đẹp như vậy sao lại nhìn không ra. Diệp Vô Phong, những điều anh nói có phải là lời thật lòng không? Lâm Thư Âm ngắm nhìn bầu trời đêm, cô buột miệng hỏi một câu thế đó. Diệp Vô Phong cười nhẹ, Thư Âm, là em suy nghĩ nhiều. Anh không có như em tưởng tượng đâu, anh thật lòng yêu em. chương 43, tình yêu và tình thân. Lâm Thư âm cười khổ một tiếng, anh không muốn nói thì thôi. Em vẫn luôn cảm thấy thành phố Tam Giang nhỏ bé này không chứa nổi anh." Diệp Vô Phong cười ha ha, "Thư Âm, anh đã không còn là anh của trước kia. Bây giờ anh chỉ là chồng của Lâm Thư Âm em thôi, Tam Giang mãi mãi là nhà của anh." Lâm Thư Âm gật đầu, cô nắm lấy tay Diệp Vô Phong, tình cảnh trước mắt của em anh cũng thấy đấy. Mạc Đông Lôi sẽ không từ bỏ, chuyện này khó nói trước, nhưng anh ta chắc chắn sẽ thâm độc hơn. Em vốn không hiểu chuyện giang hồ nhưng lại bị cuốn vào mất rồi, em còn đắc tội rất nhiều người. Mặc dù có Bạch Nhạn phi giúp, nhưng em rất lo, em cứ mãi sợ em sẽ liên lụy đến anh, đến cả nhà họ Lâm này. Thư Âm, em không cần lo lắng nữa, đã có anh ở đây. Ban đầu dù cho anh có cả một thế giới, nhưng trong cái thế giới rộng lớn đó không có thứ hạnh phúc thuộc về anh. Anh vẫn mãi liều mạng tìm kiếm một thứ không tồn tại, rồi đến một ngày anh hiểu ra, hạnh phúc của đời anh là em. Thế nên anh chấp nhận buông bỏ tất cả chỉ cần có em là anh đã mãn nguyện rồi vậy hãy cùng nâng ly vì nhau lâm thư ấm uống một hơi cạn ly rượu rồi cô nghiêng người cơ thể mềm mại ngát hương của cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của diệp vô phong ngoài cửa sổ đêm lặng như nước hai thân ảnh dịu dàng dính vào nhau họ đứng đó bất động một lúc lâu diệp vô phong rất muốn ôm thật chặt cơ thể nồng nàn quyến rũ của cô rồi bế cô lên giường mà dãi bầy niềm mong muốn cuồng nhiệt nhưng anh mãi lo này sợ kia không dám làm như vậy không biết lý do vì sao nhưng sự quyến rũ là độc nhất trên cơ thể cô gái trước mặt anh này khiến anh có một cảm giác thân thiết người ta nói yêu nhau lâu dài mới nảy sinh tình thân nhưng hai người còn chưa chân chính yêu nhau sao lại có thể tồn tại thứ gọi là tình thân được uống hết ly rượu vang khiến lâm thư âm có chút mệt mỏi cô e thẹn nói ra vô phong em buồn ngủ diệp vô phong dìu cô đến bên giường cô nằm xuống Diệp Vô Phong vẫn cứ thế ngây thơ thành thật đáp chăn cho cô. Cô nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, Vô Phong. Diệp Vô Phong ngẩng đầu hỏi lại, sao thế thư âm? Trong lòng Lâm Thư Âm rất muốn nói một câu, anh không cần phải ngủ dưới đất đâu. Nhưng là, mấy chữ này lại nặng tựa ngàn cân khiến cô không thể nói thành lời. Không có gì, chỉ là lòng em còn hơi sợ. Lâm Thư Âm nói lấp lửng cô cảm thấy kỳ quái, hai người rõ là đã kết hôn được một năm, cũng đã nảy sinh tình cảm cần có rồi mà. Trong lòng Lâm Thư Âm như có con ngựa chạy loạn, "Cho em nắm tay anh được không? Có thể lòng em sẽ dịu lại." Diệp Vô Phong cười cười, anh ngồi xích vào giữa giường, đưa tay ra để Lâm Thư Âm nắm lấy, "Thư Âm, có anh ở đây em không việc gì phải sợ. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ chống lấy vì em." "Hi, em tin anh mà." Lâm Thư Âm ôm lấy tay Diệp Tiểu Phong chìm dần vào giấc ngủ. Sau khi chiếc xe Passat được sửa xong thì giao lại cho Tả Tiểu Thanh. Tả Tiểu Thanh hôm nay cũng định về nhà mẹ đẻ. Bên nhà ngoại của bà hôm nay có một buổi họp mặt nhỏ, chủ yếu là để thảo luận chuyện hôn nhân cho cậu của Lâm Thư Âm. Nhà Tả Tiểu Thanh có hết thảy bốn người con, Tả Tiểu Thanh là con thứ hai, chị cả là Tả Tiểu Hồng, Tả Tiểu Lam là gái út, cậu út tên là Tả Đại Phú. Tả Đại Phú đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa có nghề nghiệp ổn định anh ta dựa vào công ty xây dựng của nhà họ Lâm để đầu cơ trục lợi một ít vật liệu xây dựng mà sống, cũng coi như không phải lo chuyện ngày mai ăn gì. Chỉ là người cậu này của Lâm Thư Âm có một tật xấu, chính là ham mê cờ bạc. Gần đây Tả Đại Phú có quen một cô bạn gái, gia đình hai bên cũng đã gặp mặt, nhà gái đưa ra yêu cầu nếu muốn kết hôn cần sở hữu một căn nhà ở trung tâm thành phố. Nhưng trong tay Tả Đại Phú làm gì có tiền. Bố mẹ của Tả Tiểu Thanh đều vẫn khỏe mạnh. Hai người cũng gần 70 tuổi rồi. Tất nhiên hai ông bà không có khả năng tiếp tục chu cấp cho Tả Đại Phú chuẩn bị chuyện kết hôn, thế là gánh nặng ngàn cân này rơi thẳng xuống đầu ba người chị ruột. Hôm nay về lại nhà mẹ đẻ, Tả Tiểu Thanh là muốn lái chiếc BMW X5 nhưng Lâm Thư Âm lo lắng khả năng lái xe của mẹ cô không vững nên đã nói, "Mẹ, mẹ muốn dùng chiếc nào cũng được, nhưng mẹ có thể để Vô Phong làm tài xế một ngày không?" Tả Tiểu Thanh hiểu rằng con gái lo bà sẽ gặp tai nạn cộng thêm lá thư đe dọa ngày hôm qua chỉ là bà vẫn có chút không tin tưởng Diệp vô phong nhưng bà nghĩ Diệp vô phong dù có vô dụng thân thể anh cũng coi như khỏe mạnh gặp mấy tên du côn lắt nhắt chắc là không sao nên cũng đành đồng ý Diệp vô phong lập tức lái xe chờ Tả Tiểu Phong rời trung tâm thành phố về đến huyện Đông Hoa Đông Hoa là một huyện trực thuộc thành phố Tam Giang có vị trí địa lý ở hướng đông trung tâm thành phố thuộc khu vực duyên hải cần đi xe một tiếng mới tới nơi không lâu sau đó Tà tiểu thanh về đến nhà mẹ đẻ của bà. Xe vừa chạy đến cả nhà tả tiểu thanh đã ra đón tiếp, chị cả và em gái bà tay bắt mặt mừng vô cùng thân thiết với tả tiểu thanh. Sau đó nhóm ba người họ đi vòng quanh chiếc BMW X5 này xem xét. Chiếc xe này đẹp thật, chị ba, chị mua nó bao nhiêu thế? Tả tiểu lam hỏi. Tả tiểu thanh đắc ý trả lời, cũng chỉ hơn 3 tỷ 6 thôi. Tả tiểu hồng hâm một tiếp lời, kiểu dáng quá sang trọng con gái em thật sự rất có tài. Lúc còn đi học thì là thủ khoa, vừa biết kinh doanh đã hoàn thành một thương vụ lớn, chị nghe nói kiếm được không ít tiền đúng không? Tả tiểu thanh đáp là cái công trình 3.000 tỷ kia. Nhà chúng em cũng chỉ kiếm được 300 tỷ thôi, nhưng số tiền đó cũng chẳng về tay thư âm. Bà cụ nhà em thật sự rất nham hiểm chị biết không? Tả tiểu lam ghen tị nói, sao bà cụ nhà em có thể chi ly như vậy chứ? Thư âm nói gì thì cũng là cháu nội bà ấy nha nếu không nhờ thư âm thì cái công trình đó nhà em sẽ có phần sao. Tả tiểu thanh thở dài nói, quyền hành cả một dòng họ đều nằm trong tay bà cụ, nhà em cũng chỉ đành nén giận. Nhưng cứ chờ công trình này kết thúc đi, thư âm nhà em chắc chắn sẽ ăn được 54 tỷ. Tả tiểu hồng vui vẻ, thế cũng không đến nỗi tệ. 50 tỷ cũng đã là con số một đời nhà chỉ có mơ cũng không dám rồi. Tả tiểu lam hỏi, chị ba, chuyện đại phú muốn mua nhà, chị định góp bao nhiêu? Tả Tiểu Thanh đáp, chị dự định chi 900 triệu. Tả Tiểu Lam tiếp lời, em và chị hai đều phải trích quỹ cả nhà, nên mỗi người chỉ góp 300 triệu, cũng mong chị thông cảm. Tả Tiểu Thanh nói, chuyện tất nhiên rồi. Lại nói, một tỷ năm cũng đã đủ làm tiền cọc, hôn sự của đại phú chị em mình tuy cần có trách nhiệm, nhưng tiền trả góp vẫn phải do cậu ta tự lo. Tả Tiểu Lam quay đầu nhìn thì gặp Diệp vô phong, chị ba, đây là ai thế? biểu cảm của tả tiểu thanh lập tức u ám đi ngày diệp vô phong và lâm thư âm kết hôn thì gia đình bên ngoại có mặt đông đủ ai mà ngờ được ấn tượng của diệp vô phong là hoàn toàn bằng không đến cả gì của lâm thư âm cũng không nhận ra anh diệp vô phong cũng không tức giận anh vừa cười vừa nói gì à cháu là chồng của thư âm diệp vô phong đây chẳng lẽ gì quên rồi hôm tiệc cưới cháu còn đến mời rượu gì đó tả tiểu lam vỗ vỗ đầu a à, tôi nhớ ra rồi cậu chính là tên chồng vô dụng của thư âm đúng không? Tả Tiểu Thanh thấy hối hận rồi, quả nhiên không nên mang Diệp Vô Phong về nhà mẹ đẻ, mất mặt quá đi. Quả là dù bà đi tới đâu thì cũng không thoát được cái danh có chàng dễ ăn bám này. Tả Tiểu Hồng nhíu mày, Tiểu Thanh, sao không mang thư âm đến mà lại mang tên vô dụng này theo? Tả Tiểu Thanh trả lời, công việc bên công trường nhiều quá nên thư âm không đi được. Cậu ta ở nhà không làm gì, coi như làm tài xế cho em. Thôi, em cũng nên vào kính bố mẹ hai ly mừng gặp mặt đây. chương 44, về nhà mẹ đẻ cùng bố mẹ vợ. Đến giờ ăn trưa, cả ba chị em đã chuẩn bị xong một bàn phong phú rượu và đồ ăn, chỉ còn chờ tả đại phú dẫn bạn gái về nhà làm khách. Nhưng mà trái chờ không đến, phải cũng chờ không được. Không những thế, gọi điện thoại cũng không có ai nghe mãi, ới, lại không có người nghe. Ba chị em ngồi lại một chỗ, Tả Tiểu Thanh nói, rốt cuộc là cái thằng đại phú này làm cái gì không biết. Chẳng lẽ nó xảy ra mâu thuẫn với đối tượng của mình à? Ông bà ngoại của Thư Âm cũng rất lo lắng cho con trai mình, liên tục gọi điện thoại cho Tả đại phú nhưng Tả đại phú lại không bắt máy, thật khiến người khác lo lắng muốn chết. Mắt nhìn một bàn đầy món ăn ngon nhưng mọi người lại chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống. Ngay từ đầu, Diệp Vô Phong là con rể, là người khác họ nên anh cảm thấy mình không nên lên tiếng nhưng cuối cùng anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, nói với tả tiểu thanh, mẹ, hay là có chuyện gì xảy ra với cậu rồi. Tả tiểu thanh lập tức giận dữ nói, miệng quả đen, cậu chớ nói lung tung. Tả tiểu lam càng không vui nói, diệp vô phong, cậu là bậc con cháu thì biết cái gì chứ. Nơi này không đến lượt cậu nói chuyện. Tả tiểu lam quay đầu nói với chị cả, nếu không thì chúng ta đi tìm nó đi. Tả tiểu hồng cao mày lo lắng nói, đại phú cả ngày chơi bời lêu lỏng đi theo một đám bạn bè xấu chạy ngược chạy xuôi ai biết chính xác nó đi đâu mà tìm cả gia đình đang lo lắng thì bỗng nhiên điện thoại di động của tả đại phú gọi đến máy bàn tả tiểu thanh vội vàng nói là đại phú gọi đến nhấc máy lên lại phát hiện người gọi điện thoại căn bản không phải là tả đại phú cậu là ai giọng nói của người đầu dây bên kia lạnh lùng và cứng ngắc anh ta nói tôi là ai không quan trọng quan trọng là tả đại phú và bạn gái của cậu ta đang nằm trong tay chúng tôi nguyên nhân là tả đại phú thiếu nợ ông chủ chúng tôi hơn 3 tỷ. Hôm nay đã quá kỳ hạn mà cậu ta không thể trả lại, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài thông báo tin tức cho người nhà để trả nợ cả gốc lẫn lãi cho chúng tôi, nội trong vòng 24 giờ. Nếu không thì sau này mọi người đừng mong gặp lại cậu ta nữa. Lúc đó, tả tiểu thanh sợ tới mức choáng váng cậu, cậu nói bậy bạ gì đấy, sao đại phú nhà chúng tôi có thể thiếu nợ các cậu nhiều tiền như vậy được chứ? phía bên kia hừ một tiếng rồi nói, trong tay chúng tôi có giấy ghi nợ rõ ràng, dù các người có đến tòa án kiện cũng vô ích. Khuyên các người tốt nhất là nên thành thật trả tiền đúng hạn. Nhớ rằng chúng tôi chỉ muốn tiền mặt, khi nào góp đủ tiền thì gọi lại cho tôi vào số này, tôi sẽ cho bà biết phương thức trả nợ. Bên đầu dây bên kia ngắt máy. Bố mẹ, đại phú bị người ta bắt cóc, sắc mặt tả tiểu thanh tái mét nói. Cả gia đình như ong vỡ tổ, Ông ngoại nghe xong thì bệnh tim tái phát ngay tại chỗ. May mắn là Diệp Vô Phong đang ở đây, anh dùng nội lực xoa bóp cho ông cụ, hồi sức cho tim, lúc này mới đưa ông ngoại trở về từ quỷ môn quan. Cả nhà bắt đầu thảo luận làm cách nào để chuộc đại phú trở về, Tả Tiểu Lam đề nghị báo cảnh sát, Tả Tiểu Thanh lại nói, chúng ta không thể tùy tiện báo cảnh sát được. Bây giờ chúng ta còn không biết đối phương là ai, lỡ như khiến bọn chúng tức giận rồi giết chết con tin thì làm sao? Tà Tiểu Hồng nói, nhưng mà chúng ta kiếm đâu ra hơn 3 tỷ bây giờ. Bọn chúng lại còn muốn tiền mặt vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Vô Phong nói, mẹ, ông bà ngoại, hai gì à, nếu mọi người tin con thì để con xử lý chuyện này được không? Tả Tiểu Lam nói, mau đi đi, người lớn đang bàn chuyện, cậu đừng có quấy rầy nữa. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin cậu? Tả Tiểu Thanh do dự một chút, hỏi, Diệp Vô Phong, cậu có cách gì hay? diệp vô phong nói con có quen một số người bạn trong giới xã hội đen chúng ta có thể nhờ họ nói chuyện với bọn cho vay nặng lãi bên kia khi nào gom đủ tiền thì sẽ trả cho bọn họ chủ yếu là để cậu có thể bình an vô sự tả tiểu lam nói cậu đúng là nói khoác không biết ngượng mồm nếu chúng tôi có thể gom đủ tiền trả nợ thì còn cần đến cậu nghĩ cách à cậu làm ra tiền chắc diệp vô phong cười khẩy nói gì à gì cũng coi thường cháu giống như những người khác sao có phải gì ghét cháu vì cháu ở rể không? Ai nói tất cả những người ở rể đều là phế vật? Bởi vì cháu thích thư âm nên mới đồng ý đến ở rể, chứ không phải ăn bám nhà thư âm. Tả Tiểu Lam tức giận, cậu còn bảo mình không phải ăn bám à? Sao mẹ vợ cậu có thể nói điều được? Chính cậu cũng nên nhìn lại một chút đi, từ khi cậu ở rể nhà họ Lâm đến nay, cậu đã làm được tích sự gì chưa? Cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói, bởi vì cháu chưa bao giờ thiếu tiền. Cho nên sau khi ở rể nhà họ Lâm, cháu thực sự không cần kiếm tiền. Thật là buồn cười quá. Diệp Vô Phong, chính cậu cũng đã thừa nhận mình là tên phế vật, thế thì đừng có nghèo còn bày đặt ở đây. Chúng tôi không có thời gian đấu khẩu với cậu." Tả Tiểu Lam tức giận, thở phì phì nói. Diệp Vô Phong còn nói, "Quan niệm của các gì cũng thật là rất buồn cười, chẳng qua là cháu chỉ ở nhà rảnh rỗi không kiếm tiền gần một năm, các gì đã coi cháu là phế vật. Vậy để cháu nói cho mọi người biết luôn." Tài sản của con trước đây có thể tương đương với vả đất nước này. Tôi nhổ vào, loại thanh niên suốt ngày đi ăn bám như cậu mà dám nói giàu ngang cả cái nước này. Ali của tập đoàn lão Mã, Xí Nga của tập đoàn tiểu Mã, hai người họ phấn đấu cả nửa đời người mà tài sản cá nhân lên tới mấy trăm tỷ, đến giờ họ còn chưa dám nhận là giàu ngang cả đất nước này. Chị Hai à, thật sự là chị nên dạy dỗ thằng con rể này tốt một chút, nói dối mà không biết giấu giếm tí nào chẳng trách toàn bộ người ở thành phố Tam Giang đều chê cười gọi thằng này là phế vật. Tả Tiểu Thanh bị em gái nói đến mức mặt đỏ bừng, rất không hài lòng với sự vô lễ của Diệp Vô Phong lần nữa, Diệp Vô Phong, đủ rồi. Cậu bớt tranh cãi lại đi, người khác không tưởng cậu bị câm niếc đâu. Nếu là trước kia, đối với tình huống như bây giờ thì Diệp Vô Phong cũng chỉ cười trừ, sau đó cũng không quan tâm nữa. Nhưng hôm nay lại khác với trước kia, anh nhìn về phía Tả Tiểu Thanh bằng một đôi mắt nghiêm nghị, nếu như mọi người không nghe cháu thì chỉ có đường nhặt xác của cậu về thôi. Tả Tiểu Lam tức giận, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu tình nguyện đảm nhận nhiều việc thì cũng tốt thôi. Chị cả, chúng ta mặc kệ đi, chuyện của đại phú cứ giao cho cậu ta làm. Dù sao thì gần đây thư âm cũng giàu rồi, phát tài rồi, không sợ chồng nó làm nó phá sản nữa. Diệp vô phong nhìn Tả Tiểu Lam nói, gì à, bây giờ cháu cũng không muốn cãi nhau với gì, chờ cháu giải quyết xong chuyện của cậu, đưa cậu bình an trở về nhà. cháu mong gì có thể nói xin lỗi với cháu. Tả Tiểu Lam không ngừng cười mỉa mai, đúng là một người con rể tốt. không phải là cậu quen biết người trong giới xã hội đen sao? vậy thì biểu diễn cho chúng tôi xem một chút đi. bảo bạn cậu dạy bảo đám cho vay nặng lãi đó đi. nếu như cậu có thể đem em trai tôi bình an trở về nhà, tôi không chỉ xin lỗi cậu, tôi còn gọi cậu một tiếng anh phong trước mắt tất cả mọi người diệp vô phong quay người lấy ra số điện thoại của người vừa rồi trong điện thoại sau đó dùng điện thoại của mình gọi lại tôi là người nhà của tả đại phú tôi muốn nói chuyện với các người một chút người nhà các ngươi đã gom đủ tiền chưa diệp vô phong nói tiền không phải vấn đề chúng tôi có thể trả nhưng là tôi cần phải chắc chắn rồi cậu tôi bây giờ vẫn đang bình an tôi muốn nghe giọng của cậu ấy một chút chuyện này không thành vấn đề người bên kia đồng ý dễ dàng rất nhanh, giọng nói của Tả Đại Phú truyền đến từ trong loa, "Chị, anh rể, mau cứu em đi. Em bị người ta bắt cóc." Tả Đại Phú nghe thấy một người đàn ông nói chuyện với kẻ bắt cóc, còn tưởng đó là anh rể của mình. Diệp Vô Phong nói, "Cậu ơi, cháu là chồng của Thư Âm, Diệp Vô Phong, cậu đừng sợ, cháu sẽ tìm cách cứu cậu." Chương 45: Bị nhốt ở làng trà nhỏ. Cả nhà họ Tả, cả già lẫn trẻ, dù sao thì ba chị em Tả Tiểu Thanh cũng là phụ nữ gặp phải chuyện lớn như thế này thì không ai dám tự mình quyết định. Cuối cùng, sau khi thương lượng, họ chỉ có thể chỉ trông cậy vào Diệp Vô Phong giải quyết vấn đề này. Diệp Vô Phong xin bọn cướp địa chỉ để giao tiền, tôi đã gom đủ hơn 3 tỷ rồi, mang tiền đến chỗ nào? Đầu tiên cậu lái xe đến trước tiên anh lái xe đến bến Bạch Du Thụ ở Vịnh Đông Hải, tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ cụ thể sau khi gọi lại. Bên kia cúp máy, Diệp Vô Phong cau mày, bến Bạch Du Thụ chỗ đó cách thị trấn của huyện Đông Hoa hơn 100 km. Được rồi, mẹ, các gì, mọi người ở nhà đợi tin tức của con, con cam đoan sẽ mang cậu trở về. Tả Tiểu Thanh lo lắng nói, cậu thật sự không đem theo một đồng tiền nào sao. Dù sao thì Diệp Vô Phong cũng là chồng của con gái mình, nhất là gần đây, tình cảm vợ chồng giữa Diệp Vô Phong và Lâm Thư âm tiến triển rất nhanh, Tả Tiểu Thanh lại không phải người ngốc, sao lại có thể không nhìn ra. Lỡ đầu Diệp vô phong xảy ra chuyện gì đó thì bà cũng không có cách nào ăn nói với con gái mình. Diệp vô phong cười, không cần mang theo tiền. Con nói rồi, ư cái con sử dụng là mối quan hệ, sử dụng thứ này còn tốt hơn nhiều so với tiền. Mẹ yên tâm đi, con cam đoan sẽ mang cậu bình an trở về nhà. Một mình Diệp vô phong lái xe thẳng đến bến Bạch Du Thụ, hơn một tiếng sau, Diệp vô phong đã đến nơi mà bọn bắt cóc chỉ định, anh gọi lại cho đối phương nói rằng mình đã đến nơi rồi. Đầu dây bên kia đáp, vậy thì cậu cứ đứng đợi ở bến đỏ đi, một lát nữa sẽ có thuyền tới đón cậu. Diệp Vô Phong hỏi, họ đưa tôi đi đến chỗ nào? Bớt nói lời thừa thải đi, đến nơi rồi cậu sẽ tự biết. Diệp Vô Phong đưa mắt nhìn về phía xa, trên mặt biển minh mông có một hòn đảo nhỏ, hòn đảo đó cách đất liền tầm từ 20 đến 30 hải lý, tra trên bản đồ thì đảo này có tên là đảo Đông Ngư. Muốn đến đảo Đông Ngư này thì phải đi bằng thuyền chẳng nhẽ cậu bị người ta bắt cóc rồi nhốt trên đảo này sao? Không bao lâu sau, một chiếc thuyền đánh cá đi ra từ phía hòn đảo nhỏ. Bên trên thuyền có hai người, người đằng trước mặc đồ đen, đeo kính dâm, người phía sau cầm lái, đang điều khiển chiếc thuyền đánh cá đi vào trong bờ. Đối phương đi vào bờ rồi cho thuyền dừng lại, hỏi Diệp Vô Phong, cậu chính là người thân của tả đại phú, đến đưa tiền sao? Diệp Vô Phong trả lời, không sai, là tôi, đối phương nhìn Diệp Vô Phong từ trên xuống dưới một lần, nhưng lại không thấy cái thằng Diệp Vô Phong không mang theo túi đựng tiền thì hỏi cậu để tiền chỗ nào. Diệp Vô Phong cười, tôi phải nhìn thấy tả đại phú trước. Nhìn thấy người rồi sẽ tiện thể chuyển khoản luôn. Được rồi, cậu lên đây đi. Người tới đón Diệp Vô Phong không phải tên xã hội đen gọi điện thoại. Vậy nên anh ta cũng không thận trọng tra hỏi Diệp Vô Phong mà để Diệp Vô Phong lên thuyền. Con thuyền xuôi theo dòng nước tiến vào làng trài khi đến bên ngoài một tòa nhà lớn chiếc thuyền nhỏ dừng lại người đàn ông đeo kính dâm bảo diệp vô phong xuống thuyền rồi dẫn diệp vô phong vào nhà cái nhà này rất lớn cả trong và ngoài có tổng cộng 3 tầng diệp vô phong liếc mắt quan sát một chút có ba bốn tên đàn ông vạm vỡ đang đứng ở trong dân vừa nhìn đã biết giữ chức vụ đàn em người đàn ông đeo kính dâm dẫn diệp vô phong đi thẳng đến phía sâu nhất của sân trong phòng tả đại phú bị người ta trói tay sau lưng bên ngoài đã chịu không biết bao nhiêu cái tát vào mồm, quai hàm đã sưng vù lên. Bạn gái của anh ta là từ nghệ chi, bởi vì cơ thể gầy gò nên cô ấy không bị đánh. Co do ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Trong phòng còn có một người đàn ông gầy gò, trên đầu còn một ít tóc để trẻ ngôi, lớn lên rất xấu, anh ta đang tra hỏi tả đại phú. Diệp vô phong lại không biết rằng thằng nhóc này chính là Mạc Đông Cường, em trai của Mạc Đông Lôi bí thư tri bộ của đảo Đông Ngư chính là Mạc Nhị Gia, bố của Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Cường nghiến răng nghiến lợi, chửi rủa mắng mỏ không ngừng, mày giỏi lắm tả đại phú, mày thì tính là cái thá gì chứ mà ngay cả tao đây mày cũng dám lừa gạt. Mày tưởng lấy tiền của tao dễ lắm sao? Tả đại phú oan ức nói, anh Cường, anh bất giận đi, không phải em cố ý lừa gạt anh. Dạo này em luôn gặp vận xui, cứ thua tiền, em thật sự không trả nổi. Mạc Đông Cường hừ một tiếng, nói, hừ, tả đại phú, tao nhìn mày căn bản chính là thấy mày muốn lừa tiền tao. Hôm nay đã đến kỳ hạn, tao cũng đã gọi điện thoại cho nhà mày, nếu như 24 giờ nữa không đem tiền tới chuộc người thì tao sẽ ném hai đứa mày xuống làm mồi cho cá ăn. Mày tin hay không? Tả đại phú gục đầu xuống, liên tục gật đầu, anh Cường, em tin anh mà. Chi gái em nhất định sẽ đem tiền đến cứu em. Ánh mắt của Mạc Đông Cường rất hung dữ và độc ác, anh ta nhìn tới từ nghệ chi, nói tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng, tao đợi thêm nửa tiếng nữa, người nhà mày còn chưa tới trả tiền thì tao sẽ chơi đùa với vợ mày ngay trước mặt mày. Mạc Đông Cường nói xong, cười ha hả nhìn toàn bộ da thịt mềm mại của Từ Nghệ Chi. Từ Nghệ Chi bị dọa đến mức cơ thể run lẩy bẩy, không ngờ là mình lại có thể dính vào chuyện này, bởi vì sợ nên chỉ có thể cúi đầu không nói gì. Tả Đại Phú dùng vẻ mặt cầu xin nói, anh Cường, cầu xin anh đừng làm khó vợ em. Em cam đoan sẽ trả tiền, Vừa nãy không phải là chị em đã hứa sẽ đem tiền đến sao? Mạc Đông Cường nhìn đồng hồ, mắng, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa tới. Tả Đại Phú nói, không phải vừa gọi điện thoại sao, anh quá nóng lòng rồi. Câm miệng, tao sốt ruột thì thế nào? Mạc Đông Cường bước qua tát vào mồm Tả Đại Phú khiến anh ta kêu lớn lên. Đúng lúc này, Diệp Vô Phong đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh này thì giận tím mặt, hét lớn một tiếng, con quỷ xấu xa này mày dám bắt nạt cậu tao à, tự ý giam lỏng người khác là phạm pháp. Diệp vô phong xài bước xông đến, dưới cơn nóng giận, anh nhấc mạc đông cường lên ném ra ngoài. Diệp vô phong vốn không hề dùng sức, chỉ là ném anh ta ra ngoài để xả hết cơn giận trong người. Ai ngờ là thân thể của thằng công tử bột này quá ốm yếu nên nghe răng rắc một tiếng, một chân mạc đông cường đạp phải bàn thành ra bị gãy. Thằng nhóc này lập tức kêu á ôi á ôi. Trong lòng Diệp vô phong thầm mắng, mẹ mày mày bao nhiêu tuổi cơ thể giống như đống bã rượu đúng là đống cặn bã biết đi mau hỏa táng rồi biến thành cho tàn đi diệp vô phong chạy tới nhanh chóng cởi dây trói cho tả đại phú và từ nghệ chi lo lắng hỏi cậu à cậu không sao chứ trí nhớ của tả đại phú cũng không kém lắm mặc dù chỉ gặp mặt diệp vô phong có hai lần nhưng vẫn nhớ tới diệp vô phong là chồng của lâm thư âm mặc dù ai cùng biết chuyện diệp vô phong là thằng con rể vô dụng nhưng mà nhìn thấy người thân trong hoàn cảnh khốn khó này, tả đại phú vẫn là tương đối kích động, vô phong, cuối cùng anh cũng đến rồi. Lúc này, mấy tên tay chân đỡ Mạc Đông Cường đi vào từ ngoài phòng, Mạc Đông Cường chửi, cái thằng khốn kiếp này ở đâu ra mà dám tới nhà tao gây rồi, anh em đâu, mau giết hắn cho tao. Có gì thì bản thiếu ra chịu thay anh em. Trong nhà Mạc Đông Cường nuôi mấy tên tay chân đều là người của công ty anh trai anh ta, cậu hai ra lệnh một tiếng, mấy tên tay chân này nhào lên như sói như hổ vốn dĩ diệp vô phong không muốn đánh nhau nhưng mà đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích nên không còn cách nào khác đành phải ra tay diệp vô phong giơ tay tên chỉ một cái tát làm một tên tay sai quay ba vòng tại chỗ sau đó rơi mất hai cái răng hàm sau đó bay lên đá văng hắn ra khỏi phòng mặt khác hai tên đàn em còn lại nhìn thấy diệp vô phong không đơn giản thì đưa mắt ra hiệu trái phải xông lên tấn công Hai bàn tay trái phải to lớn của Diệp Vô Phong duỗi ra túm lấy phía sau cổ của hai người này rồi đập vào nhau. Bụp, hai cái đầu cụng nhau rồi hôn mê ngay lập tức, cả hai người đều ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 46, ân oán giang hồ dùng cách thức của giang hồ giải quyết. Mạc Đông Cường bị dọa sợ mất hồn, anh ta không hề nghĩ tới sức mạnh của Diệp Vô Phong lại kinh khủng như vậy. Ban đầu chính bản thân đã không thể lên chiến rồi. Huống chi còn què một chân, nhìn thấy tình hình này, anh ta bị dọa cho phát choáng, ngã ngồi lên mặt đất. Diệp Vô Phong cũng lười để ý tới anh ta, tới trước mặt Tả Đại Phú, nói: "Nào cậu, tôi đưa cậu về nhà." Mấy người bọn mày không ai thoát khỏi đây được đâu, mày biết tao là ai không? Tao với mày không đội trời chung." Mạc Đông Cường ở dưới đất gào um sùm lên. "Hay lắm thằng oắt, mày ngon, đến tao mày cũng dám đánh, có giỏi mày phun cái tên mày ra tao nghe." diệp vô phong vốn không có ý muốn đánh anh ta thêm cái nào nữa đâu nhưng cái tên nhóc con này cứ không chịu buông tha cho anh cứ ôm khư khư chân của anh không chịu để anh đi thế là trong lúc nóng máu diệp vô phong nhẹ nhàng dẫm lên một chân còn lại không bị thương của anh ta ai mà dè răng rắc một tiếng chân còn lại cũng bị gãy nốt này vừa hay què cả hai chân luôn diệp vô phong mắng cái đồ hư hỏng này cái thân này của mày đã gãy xương một lần rồi xin lỗi nha, tao lại vô tình dẫm lên mày lần nữa. Mà xương của mày mềm quá nha, không khác mẹ gì bã đậu luôn. Thêm nữa, tao nói cho này biết luôn, tên tao là Diệp Vô Phong. Có bản lĩnh thì tới tìm tao mà báo thù. Vốn dĩ nói ra tên mình là bởi vì Diệp Vô Phong sợ sau này tên nhóc này sẽ báo thù tả đại phú. Mạc Đông Cường kêu đau ý ới như heo bị mổ, Diệp Vô Phong đang định đưa hai người tả đại phú và từ nghệ chi rời đi. Đúng lúc này, bố của mạc đông cường mạc nhị gia về tới nhà vừa hay tóm gọn được diệp vô phong đang đứng trong sân nhà mạc nhị gia là thư ký của tri bộ đảng của làng đông ngư hôm nay có một người bạn từ nhật bản tới chơi bữa trưa ông ta cùng người bạn đó ra ngoài ăn cơm không ngờ rằng mới ra ngoài có một chút trong nhà đã xảy ra chuyện lớn thế này hai chân của thằng quý tử nhà mình xem ra đứng không nổi nữa rồi đau đớn vật vã nằm lăn trên đất đông cường Xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Đông Cường dù có vô dụng thế nào đi nữa, nhưng dù gì cũng là con của mình mà. Đứa nào lại to gan, lại dám tới tận nhà mình hoành hành. Mạc Đông Cường nhìn thấy bố mình, dù sao thì cũng là nhìn thấy người thân, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc kể lể với bố mình về những chuyện vừa xảy ra. Bố, bố phải lấy lại công bằng cho con, chân cảng con coi như đi tong rồi. Mạc Đông Cường kể lại chuyện bản thân đi xem mắt bị từ chối rồi chuyện diệp vô phong xông vào tận nhà làm loạn cho ông ta nghe mạc nhị gia nghe xong nổi giận đùng đùng quát cái thứ khốn nạn ăn phải gan hùm mật gấu hả dám đến tận nhà ông đánh con ông mạc nhị gia khảm vàng cả hàm răng cả miệng đều toàn ánh sáng vàng lấp lánh mạc nhị gia bước tới đứng trước mặt diệp vô phong tức giận hỏi lại lần nữa là mày đánh con ông diệp vô phong gật đầu thằng con hư đốn này của ông đánh người không nhẹ đâu ngoài ra còn dám tự ý bắt cóc con tin, mất dạy quả thể, thế nên tôi mới thay ông dạy bảo lại nó. Mạc nhị ra tức tới phát run, ông già đây vẫn còn sống, mày là cái quần gì mà đòi dạy dỗ con ông, mày ăn no dỗi hơi muốn tìm chết hả? Mạc nhị ra quay đầu lại nhìn nhùn người bạn của mình. Người này cùng về với ông ta, tên là Nogawa Saburo, ông ta có một thân hình to cao vạm vỡ đúng chuẩn của võ sĩ Nhật Bản, cân nặng của ông ta thậm chí vượt ngoài mức 300kg ông ta còn là một cao thủ sumo, đã đạt tới trình độ thượng thừa. Trình độ của sumo được chia làm 10 cấp độ, vỡ lòng, sơ khai, trên sơ khai, bậc thấp, tầm trung, Zuryo, Maegashira, Komusubi, Sekiwek, Ozeki, Yokozuna. Maegashira là cấp bậc thứ 6 trong sumo, có thể so sánh ngang ngửa với một đại sư cao thủ ở Trung Quốc. Từng có kỷ lục về cuộc đọ sức giữa một đại sư cao thủ của Trung Quốc với một sumo cấp bậc Maegashira của Nhật Bản, hai bên đều không thể phân thắng bại. Một sumo có thể đạt tới những cấp độ cao hơn, sẽ giống với một người học võ đạt được trình độ võ thuật bậc thầy. Trình độ cao nhất trong sumo là Yokozuna có thể sánh ngang với chiến thần ở Trung Quốc. Ở Nhật Bản sự tồn tại của Yokozuna rất hiếm gặp, không có mấy người được công nhận tới trình độ này. Diệp vô phong liếc mắt nhìn người tên Nogawa Saburo này một cái, trong lòng chợt kinh ngạc mà sợ hãi, một thư ký tri bộ ở làng đông ngư bé tẹo teo này, vậy mà lại quen biết với một cao thủ sumo ở Nhật Bản. Diệp vô phong cười lạnh một cái, hỏi tôi cũng đâu phải không không tới phá, con trai ông ngang lẻ lẻ nên mới bị tôi đánh. Ông không cho tôi đi vậy chúng ta cùng nhau đâm đơn ra tòa đi, xem ai sợ ai. Mạc nhị ra thâm hiểm nói, nhóc con, mày tên gì? Mạc Đông Cường ở bên cạnh nói chen vào, ba, tên là Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong cười ha ha, nói, lão già, nghe thấy chưa, ba nó tên là Diệp Voi Phong đấy. Mạc nhị ra tức giận trừng mắt nhìn thằng con trai, ông ta cũng biết rằng thằng con trai mình là một thằng vô học, đến học trung học con học không xong. Ngày nào cũng không có việc gì làm, thế là chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Nhưng biết làm sao được nó vẫn là người thân của mình. Lúc này, Nogawa Saburo đứng dậy, vừa nãy ông ta đã cẩn thận quan sát Diệp vô phong một lần, trong lòng cảm thấy sợ hãi, hỏi sao người này có thể kêu ngạo như vậy lại sắp tới đánh con trai của thư ký đảng bộ, bao nhiêu người vây quanh như vậy cũng không hề biến sắc hay sợ hãi gì. Thì ra là một cao thủ. Không nhìn ra rốt cuộc trình độ của Diệp Vô Phong đang ở mức nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, trình độ của người thanh niên này ít nhất phải từ đại sư trở lên. Các hạ, chắc cậu đây cũng là người tập võ, thủ oán sâu nặng gì mà ra tay nặng như vậy, khiến cho chân của cậu cường đây gãy nát luôn. Diệp Vô Phong nói, nói thật, tôi không cố ý tôi chỉ vô ý ngã một cái xương cốt của cái thằng quát này cũng kém quá đi này sao trách tôi được mạc nhị ra bực tức nói diệp vô phong mày ngang ngược lắm tới đảo đông ngư rồi mà không thèm nghe ngóng xem mạc nhị ra tao dễ chọc thế hả mày ỉ mày có chút võ nghệ thế là ngứa ngáy trong người phải không được chuyện hôm nay không cần phải lên tòa làm gì chúng ta dùng quy tắc giang hồ giải quyết đi mày thấy không bạn của tao này nogawa saburo cao thủ sumo Nhật Bản, chuyên đánh với cao thủ võ học trong nước các người. Trong lòng Diệp Vô Phong thấy chút ngứa ngáy, đờ mơ gì mà cao thủ Nhật Bản, gì mà chuyên đấu tay đôi với cao thủ trong nước. Nghe y như là bọn cuồng Nhật Bản ấy, nhìn thấy bộ dạng sùng ngoại của Mạc Nhị ra, Diệp Vô Phong lại muốn tới đấm cho ông ta một đấm, đấm cho bay hết cái hàm răng khảm vàng kia ra ngoài luôn. Mạc Nhị ra nói tiếp, nếu mày có bản lĩnh, thì đánh thử với Nogawa-kun một trận đi, nếu thắng Nogawakun thì mọi chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Tiền thuốc thang các thứ tự ông đây bỏ. Diệp vô phong nghe xong mà khoái, bí thư mạc, chắc ông không nói xong nuốt lời đâu ha. Mặt mạc nhị ra hết sức kiềm chế, tao sống hơn 50 năm nay rồi, nói lời giữ lời, chưa từng có lời nào nói xuông, mọi người trong làng đều có thể làm chứng. Những người dân trong làng vây quanh đó cũng từ từ phụ họa theo, không sao. Ông bí thư lúc nào cũng nói lời giữ lời. Diệp vô phong gật đầu, vậy thì được. Anh quay đầu qua nhìn Nogawa Saburo, muốn đánh thế nào? Nhanh gọn vào, đánh xong tôi còn phải tranh thủ quay về làm việc. Mạc nhị ra lạnh lùng cười, nói, Mạc nhị ra đây hôm nay đứng trước mặt quý hương thân phụ mẫu của đảo Đông Ngư, nói lời không chút hối hận, trên thế giới này, vỏ quyết giày tất còn có móng tay nhọn, còn chưa chắc mày có thể thắng nha. Nếu mày thua rồi, thì làm sao đây? Mạc nhị gia nhếch miệng, để lộ ra bộ răng nạm vàng của ông ta, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Bí thư Mạc, nếu ông đã tính hết đường ra rồi, vậy thì tôi theo ông thôi." "Thế này đi, ân oán giữa hai chúng ta đừng để ảnh hưởng tới người khác. Tôi đấu với vị võ sư này, nếu tôi thua, tôi sẽ nhảy xuống biển tự sát. Thế vừa ý ông chưa?" Chương 47: Đấu võ luận thắng thua. Mắt Mạc nhị ra trừng lớn như trứng gà lột vỏ, nhóc con, lời này của cậu tính là thật chứ? Ông nói thế mà cũng nói được. Diệp vô phong liếc xéo ông ta một cái, ông cho rằng tôi với các người là cùng một loại người sao. Nói ra rồi mà không tính, chả nhẽ đi đại tiện xong còn có thể cứ thế cắp mông lên chạy. Ông đây từ trước đến nay nói lời giữ lời, nhổ bãi nước bọt ra cũng là chém đinh chặt sắt. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành một. Tình yêu hữu danh vô thực hai. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng 3. Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng 4 ngôn hoan bằng 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 lời này vừa nói ra đã làm cho mạc nhị gia bị nghẹn đến sửng sốt mắt trợn trừng được rồi ông ta cũng không đấu võ mồm với diệp vô phong làm gì nữa dù sao thì anh cũng đã đồng ý đấu võ với nogawa rồi hừ đến lúc đó dù cậu có vì thua mà chơi bẩn thì ông đây cũng sẽ có cách chỉnh chết cậu những nơi khác ở tính thành thì khó nói, chứ riêng phía đông làng trài thì chỉ có mà đuôi mù mới dám cùng ông đây gọi nhịp. Sao dù cho cảnh sát có đến tra án thì cũng không có ai dám đứng ra làm chứng. Ông đây cứ một mực chắc chắn, khai rằng cậu trượt chân ngã xuống biển chết đuối, thì cảnh sát làm gì được. Diệp vô phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của ông ta, lại thoáng quét mắt qua cái tên Nogawa Saburo kia, không phải chỉ là đấu một trận võ thôi sao. Cho dù võ thuật Trung Quốc đã tập luyện tốt, thực hành nhiều rồi, tôi cũng vẫn chưa thực sự dám tùy tiện thi đấu với người khác. Nhưng nếu ngay cả một thằng quỷ Nhật Bản cũng đánh không lại, trước mặt nhiều bậc chú bác như thế, chẳng phải đã làm hỏng đi danh tiếng tinh hoa võ học Trung Quốc của chúng ta hay sao? Nếu mà như vậy, tôi làm gì còn mặt mũi sống trên đời này nữa? Không cần các người ngăn cản, tôi cũng muốn nhảy xuống biển tự tử cho đỡ nhục. Danh dự đấy, hiểu không? Được, coi như thằng nhóc cậu có khí phách, mạc nhị ra dựng thẳng ngón cái, căm hận nói. Sau đó ông ta lại xoay người, gập thắt lưng nói với bên kia, ngài Nogawa, ngài sẽ thi đấu với cậu ta, hãy cho cậu ta biết phó thuật của Nhật Bản đỉnh cao đến mức nào. Nogawa Saburo đứng một bên nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của hai người bọn họ, hơn nữa ông ta nói tiếng Trung cũng rất lưu loát, trôi chảy anh Diệp vô phong, tôi rất khâm phục dũng khí của anh. Nhưng mà can đảm không thể thay thế năng lực. Nếu anh thật sự đấu với tôi, anh chắc chắn sẽ thua rất thảm hại hiện tại hối hận còn kịp đấy, từ bỏ trận đấu đi. Nói xong, ông ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Vô Phong, lắc lắc đầu. Diệp Vô Phong nghe xong thì cười ha ha, ôi tôi càng bội phục cái mồm với cái khả năng chém gió của ngài hơn đấy. Đúng rồi, ngài chắc phải nghe qua câu, chém gió không tính thuế của Trung Quốc chúng tôi rồi đúng không? Tôi đây cũng hữu nghị khuyên ngài một câu, bây giờ ngài hối hận, không dám thi đấu thì rút lui cũng vẫn còn kịp đấy chứ không đến lúc đấy lại bị đánh bôm bốp vào mặt cảm giác không dễ chịu tí nào đâu được nogawa cười lạnh một tiếng anh đã khăng khăng một mực không chịu tình ngộ tôi đây sẽ khiến cho anh tâm phục khẩu phục người luyện võ trung quốc các người trước giờ đều khoe khoang võ học của tổ tiên ông cha tuyệt diệu ra sao mạnh mẽ thế nào tôi sẽ đánh với cậu đến cùng để xem võ học trong tay ai mạnh mẽ hơn tuyệt diệu hơn anh dám tiếp chiêu không tùy ngài thôi muốn mềm muốn cứng gì cũng được tôi đây mềm cứng đều ăn hết. Diệp vô phong lại cười ha ha, nói đi, muốn đấu như thế nào. Nogawa Saburo đã có chuẩn bị từ trước, ông ta giơ tay gọi Mạc Nhị đến, nói thầm vài câu. Ông ta cúi đầu khom lưng, cung kính, dạ dạ dạ, sau đó với tay gọi bốn, năm tên tay chân vào trong sân khiêng đồ ra. Rất nhanh, một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Mấy tên tay chân vừa thở hồng hộc vừa hô người khác tránh đường, sau đó khiêng ra một tảng đá hoa cương nặng hơn 100kg từ trong vườn ra. Mạc nhị ra lại cho người nhanh chóng khiêng ra hai cái ghế sắt, đặt ở bãi đất trống, sau đó dùng mấy câu ra hiệu cho đám tay chân buông lỏng tay. Quynh một tiếng, tảng đá được ném lên trên hai cái ghế dài, còn đám tay chân thì lùi sang một bên đứng thở ồ ồ. Nogawa nhìn tảng đá hoa cương kia, gật gật đầu, nói với Diệp vô phong, anh Diệp, nghe nói Trung Quốc các người có một loại quyền cước gọi là thiết xa trường, có thể một trường khai bia. Nhưng theo tôi được biết, mấy người biểu diễn kia toàn dùng gạch, chưa có ai dùng bia đá thật cả. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn một chút, cho các người mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là một trường khai bia, đúng nghĩa. Diệp vô phong nhìn thế trận bày ra trước mắt, cũng có chút bất ngờ, tảng đá hoa cương này nhìn qua thì đúng là hàng thật giá thật, dài hơn 1 mét, dày khoảng hơn 20 cm. Đừng nói là dùng tay, cho dù dùng bố đập, một người bình thường chưa chắc đã đập vỡ người nhật bản trước mắt này thật sự có cái bản lĩnh ấy à dám mạnh miệng như vậy xem ra thằng cha nogawa này cũng có chút tài năng vì thế diệp vô phong cười nói ngài nogawa gió thật thì không phải cứ chém là ra xe lửa thì không phải cứ đẩy là đến chúng ta vẫn là bớt dài dòng văn tự lại tại đây ngay lúc này ngài mau biểu diễn cho chúng tôi xem một màn khai bia đi xem nào à đúng rồi nếu một trưởng mà bia không khai thì hai trưởng cũng được nhé. Nogawa hừ lạnh một tiếng, không đáp lời. Ông ta đi vài bước đến trước tảng đá, giơ hai cánh tay từ hai bên sườn lên, ở trên đỉnh đầu chập lại làm một, tiếp đó hạ thấp trọng tâm cơ thể, mở rộng hai chân, tạo thành tư thế đứng tấn của người Nhật Bản, sau đó hạ hai tay xuống trước ngực. Hai mắt ông ta nhắm chặt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, lồng ngực rung lên. Đột nhiên, ông ta duỗi cánh tay phải ra, tay áo rộng thùng thình cũng bị thổi phồng, rung lên như cái trống. Hả, thằng cha này cũng có tài thật này. Diệp vô phong nghe nói ở Nhật có một môn võ gọi là Aikido, có nguồn gốc từ môn khí công khổ luyện sức mạnh của Trung Quốc. Lẽ nào ông ta trước đây thật sự có luyện qua loại võ này rồi? Nogawa hơi hơi trợn mắt, lại tiến lên phía trước hai bước, đứng trước tảng đá, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái, tay phải giơ lên, lấy tốc độ xét đánh chém thẳng vào giữa tảng đá. Chợt nghe, răng rác, một tiếng, tảng đá từ giữa gãy ra. Bùm bùm hai tiếng, hai nửa tảng đá rơi xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố chết. Nogawa đứng ở đó không chút hoang mang, hai tay để trước ngực chậm rãi thả xuống, miệng thở ra một hơi dài, đứng thẳng người lên. Một màn biểu diễn vừa rồi của ông ta khiến những người xung quay sợ ngây người, ước chừng khoảng 20 giây vẫn trợn mắt há hốc mồm, không phát ra tiếng. Thấy Nogawa ôm quyền chào hỏi bốn phía mọi người mới hồi phục tinh thần. Trong phút chốc, xung quanh như ầm ầm dậy sấm, nhất là đám đệ tử ông ta mang đến, kích động nhảy dựng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mạc nhị ra mặt mày càng hớn hở, liên tục dựng ngón cái, hay quá, giỏi quá. Hôm nay tôi thật sự đã được mở mang tầm mắt, đây mới là một trường khai bia, chân chính, so với mấy người chỉ biết ba hoa khoác lác kia không biết phải tài giỏi hơn bao nhiêu lần. Ngài Nogawa, ngài thật là thần kỳ quá, thần kỳ quá đi. Nogawa Saburo cũng có chút đắc ý, phẩy phẩy tay ngăn lại, làm cho xung quanh im lặng, rồi xoay người về phía Diệp vô phong, nói, anh Diệp. Xấu hổ rồi, tiếp theo đến lượt anh nhỉ, tôi nghĩ anh sẽ không quên lời mình nói ban nãy đâu, người thua, sẽ phải nhảy xuống biển tự sát. Mạc nhị đứng bên cạnh cũng chen mồm vào ồn ào, đúng vậy, đúng vậy. Diệp vô phong, cậu cũng tận mắt thấy rồi đấy, ngài Nogawa một trưởng chặt đôi tảng đá đấy. Cậu có cái khả năng này không? nếu không làm được thì cũng không cần phải tự làm mình mất mặt trước mọi người nữa, kiếm chỗ nào kín đáo tí mà gieo mình xuống biển đi. Ông ta càng nói càng hăng say, con người tôi ấy à, rất là có tình nghĩa với bạn bè. Cậu chết rồi tôi sẽ giúp cậu báo tin cho gia đình, di vật cậu để lại tôi cũng bảo quản thật tốt cho. Ha ha, ông ta vui sướng khoa chân múa tay, miệng cũng không ngừng la hét, đám tay chân xung quay thấy thế cũng nhao nhao lên góp vui. Mọi người đều cảm thấy lần này Diệp Vô Phong đã hết đường lui. Tả đại phú và Từ Nghệ Chi đứng trong đám đông, lo lắng, hồi hộp đến tay chân vã mồ hôi lạnh, anh bạn này xem ra phải nhảy xuống biển thật rồi. Cậu ấy còn thất thần ở đây làm gì nữa, chạy, mau chạy a. À. Nếu còn không chạy, mấy người này có thể sẽ trói cậu ấy lại, ném xuống biển mất. Nhưng nếu cậu ấy chạy thật thì sao đây? Hai người chúng ta làm sao bây giờ? Chương 48: Công phu thật sự hai người đang nôn nóng gần chết lại thấy ở trong sân diệp vô phong không hề có ý định chạy trốn còn lắc lư đi về phía tảng đá gãy đôi kia ngồi xổm cái mông đưa tay vuốt vuốt mặt cắt vẻ mặt kinh ngạc thật sự đánh gãy à aiya à, một trường này của ngài đúng là đỉnh không chịu được chật 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 nói nhảm ít thôi cậu cho rằng đây là trò đùa à cậu có thể khai bia không nếu không thế thì trực tiếp nhảy xuống biển đi đồ khốn này mạc nhị ra ra ở phía sau lớn tiếng la hét diệp vô phong đột nhiên xoay người cười hi hi nói đồ khốn nhà ông gấp cái gì anh thả nhẹ một câu mắng mặc nhị ra ra thành đồ khốn làm cho đối phương tức giận mặt đỏ bừng mà không làm gì được diệp vô phong phủi phủi bụi đất trên tay lần nữa đứng thẳng thế này đi các người tìm xem có còn tảng đá nào như vậy không nếu như còn tôi sẽ đập vỡ hai tảng một lúc cho các người xem còn nếu như không có thì cũng không thể trách tôi kha kha biết ngay thằng nhóc cậu sẽ tính dở trò ăn nói lươn lẹo mà. Gì chứ bia đá thì ở chỗ này của ông đây không thiếu. Người đâu, khiêng một tảng nữa ra đây cho ông. Mạc nhị ra vẫy tay ra hiệu, bọn tay chân một lần nữa vâng lời, đi khiêng bia đá. Xem ra, bia đá kiểu này đúng là có sẵn. Diệp vô phong đứng một bên trương ra bộ dáng không biết phải làm sao, vẻ mặt đau khổ nói, này tôi nói ông chứ, ông thích chứ cái gì không thích, lại thích lắm bia đá thế làm gì. Tính khắc bia mộ mở nghĩa trang công cộng à? Con mẹ nó ít nói lời vô nghĩa đi, lát nữa cậu đập không vỡ, tôi tính sổ với cậu. Trong lúc nói chuyện, mấy tên tay chân đã hự hự từ trong vườn khiêng ra một tảng đá hoa cương khác, chẳng qua tảng này với tảng ban nãy không quá giống nhau. Xét về độ lớn nhỏ, hai tảng đá cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng khối hoa cương này trên mặt chưa được mài nhẵn, vẫn còn nguyên các cạnh sắc nhọn, giống như răng nanh thỏ ra. Thế này thì không thể nghi ngờ, độ khó tăng lên một trường giáng xuống, đá đập không vỡ còn có thể khiến tay mình nát vụn. Mạc nhị ra đứng nhìn bọn tay chân lại ném tảng đá lên hai cái ghế, nhếch mép nói với Diệp vô phong, nhóc con, thấy cậu là người bên ngoài đến, người đảo đông ngư chúng tôi cũng không dở trò ma cũng bắt nạt ma mới, chọn cho cậu tảng đá mỏng một chút. Chỉ cần cậu có thể giống như ngài Nogawa, một trường đập vỡ, mọi chuyện đều dễ bàn. Còn nếu đập không được, thì tôi chỉ đành nói thế nào làm thế ấy thôi. Đến đi, Diệp vô phong cũng đi đến trước tảng đá, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, còn đưa tay ra sờ sờ, gật gù nói, được. Xem tôi biểu diễn, một trường khai bia, cho mọi người đây. Các người mở to mắt ra mà nhìn, a, à, anh đột nhiên hét to một tiếng, cơ thể nhảy vọt lên cao, giơ tay lên chuẩn bị bổ xuống một trường, khí thế cũng không kém hơn Nagawa ban nãy. Nhưng cánh tay giơ lên một nửa, Diệp vô phong không có bổ xuống mà dừng lại giữa không trung, cơ thể cũng rơi trở lại mặt đất. Anh giống như sực nhớ ra cái gì, nháy nháy mắt, quay đầu nói với Mạc Nhị ra, ai nha, xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm. Vừa rồi chúng ta nói như thế nào ấy nhỉ, tôi hơi quên mất rồi. Tên đã lên dây, cùng đã kéo căng mà anh lại dừng ở giữa chừng lắc lư ngoe nguẩy không chịu bắn, làm mọi người vây xem tí thì ngã bổ nhào. Mạc Nhị ra tức giận hừ đến sắp vẹo cả mũi, thằng nhóc cậu bớn cợt bọn này đấy à. Còn không mau đập đi tay Diệp vô phong vẫn còn đang lơ lửng trên không, cười hì hì đáp đập, đập chứ. Cái trò đập đá này dễ muốn chết, tôi chỉ muốn hỏi một chút, trước đó chúng ta đã thống nhất cái gì, phiền ông trước mặt mọi người nói rõ lại một lần, tránh cho đến lúc đó lại cãi nhau. Được, vậy tôi nói lại một lần nữa, nếu cậu đập vỡ được tảng đá, thì tôi bỏ qua chuyện con trai tôi bị thương. Còn nếu cậu đập không vỡ, thì cậu tự nhảy xuống biển đi. Những chuyện còn lại, cậu không cần quan tâm. Sao, rõ ràng thế rồi, nếu là đàn ông thì mau đập, bớt lề mà lề mề. Cậu lằng nhằng làm ông đây điên lên, ông lập tức ném cậu xuống biển đấy. Tôi không gấp đồ khốn nhà ông gấp cái gì, đập liền bây giờ đây. Nói xong, hai tay Diệp vô phong thu về hai bên sườn, hết tiến lại lùi, âm dương bát quái mà đi quanh tảng đá, rẽ trái đi ba vòng, rẽ phải đi ba vòng, cuối dùng dừng lại. Nogawa Saburo nhìn anh bước mấy bước như nước chảy mây trôi, cũng không dám khinh thường. ấy thế mà Diệp vô phong đứng ở đó, lại đùng cái giơ hai tay lên đầu, hợp lại làm một, soạt một phát dạng chân thành tư thế trung bình tấn, hai tay hạ xuống trước ngực, cổ họng cũng gầm gừ như ai. Nogawa còn chưa kịp nói gì, đệ tử đứng bên cạnh đã hô lên, sư phụ, anh ta học lỏng của người kia. Diệp vô phong tinh nghịch nháy một mắt, đúng nha, tôi chính là học lỏng của Nogawa ngài nè. Còn có, tôi quên mất không hỏi, vừa nãy đập đá ngài có dùng miếng bọc cao su dán lên không? Nogawa Saburo tức giận gào to, chết tiệt, khốn nạn. Anh dám làm nhục võ sĩ Đông Dương bọn tôi. Chúng tôi chưa bao giờ dở trò bịp bợm, không giống đám Trung Quốc các người, rượu giả, thuốc giả, dầu tái chế. Sao dầu tái chế, chỉ việc các nhà hàng dùng dầu chiên đi chiên lại. Diệp vô phong vội vàng giơ tay lên chán, làm vẻ chào giải thích nói, ngại quá ngại quá. Các ngài chưa bao giờ làm đồ giả, chưa bao giờ làm trò, cái gì cũng là thật. Diễn viên hạng A là số một thế giới, cơm vàng cơm bạc người giàu ăn cũng lại ý ra phân thật. Tất cả đều là thật, là thật hết. Mấy lời này vừa nói ra, đã chọc cho ngư dân vây xem xung quay cười điên. Nogawa còn rất nghiêm túc nói, anh có thể tùy tiện kiểm tra, nếu có một chút giả nào, tôi mổ bụng tại chỗ. Người Nhật quả là có cá tính, bất cứ lúc nào cũng có thể mổ bụng cho người ta xem. Nhưng mà, Lúc này bọn họ đang cố tình làm khó Diệp vô phong, khiến anh mọc cánh cũng khó mà chạy thoát nhanh, lập tức đập đá đi. Diệp vô phong cười hì hì nói, được được, đừng vội, đập liền đập liền. Chẳng qua tôi vẫn còn một điều kiện nữa, nếu các người đồng ý, tôi lập tức đập luôn. Mạc nhị ra ra đứng một bên sắp bị anh làm cho tức phát ngất rồi, tên nhóc cậu đúng là biết cách gây sức ép cho người khác. Được, thấy cậu chết đến nơi rồi, bọn tôi du di cho cậu một bước, có dám mau đánh, muốn điều kiện gì? Diệp vô phong lấy tay bịt mũi, thối quá, thối quá. Người chung có hai thói xấu, một là chỗ nào cũng khạc nhổ, hai là lúc nào cũng đánh rắm. Điều kiện của tôi là, có thể cho tôi đeo găng tay không? Anh chỉ vào tảng đá kia, nói ông nhìn xem, trên mặt đá toàn là gai nhọn sần sùi, đập tay lên nhất định rất, đau. Anh vừa nói xong, đám sai sai của mạc nhị ra không nhìn được cười ầm lên, sợ bị thương còn đòi khai bia cái mẹ gì đúng là giỏi làm trò được cho cậu chết một cách minh bạch rõ ràng người đâu mạc nhị ra cho người mang đến một đôi găng tay ông ta cũng không ngu sợ diệp vô phong dở quẻ lên đôi găng trực tiếp sai người mang đến tự mình kiểm tra thấy rõ chỉ là một đôi găng tay bằng bông bình thường mới đưa cho diệp vô phong diệp vô phong chậm rãi đeo găng tay mồm thì liên nguyên cằn nhằn không dứt nào là kích thước không vừa nào là kiểu dáng không đẹp đúng lúc mặc nhị ra ra sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị thúc giục anh đột nhiên im hơi lặng tiếng vung tay một trường bổ lên tảng đá chương 49 cả đám khiếp sợ khi mọi người còn đang nhìn vào tảng đá kia diệp vô phong lại la lên một tiếng rồi cua tay nhạy loạn tại chỗ áo à, Ui ra đau chết tôi đâu chết tôi cái găng tay quái quỷ gì đây đeo nó thả là không đeo anh vừa la hét vừa muốn may quay cuồng mọi người lại nhìn qua tảng đá giữa sân nó vẫn đang nằm yên vị trên hai cái ghế sắt đến lúc này thì nội tâm từ nghệ chi đã lạnh đi một nửa đủ rồi diệp vô phong đây cũng phải trách cậu tôi sớm biết đã không được rồi không bằng người ta thì cũng đừng ba hoa như vậy hiện tại mất mặt mà chuyện nhỏ mà đám người mặc nhị ra còn lâu mới để mất chữ tín chuyên ngày hôm nay coi như xé bé ra to rồi tả đại phú đứng bên cạnh cô cũng là lòng như lửa đốt anh ta nhịn không được chạy vội ra sân cầm tay Diệp Vô Phong xem xét, người anh em, cậu không sao chứ? Nogawa Saburo thấy Diệp Vô Phong không thể bổ đôi tảng đá được thì đắc ý ngửa mặt cười to, Diệp Vô Phong, bây giờ anh nói thử xem, ai mới là người khoác lác hả, ai mới có thực tài đây? Phó công Trung Quốc thật là quá cùi mía, rồi anh ta vừa nói vừa duỗi một ngón tay lắc lắc với đám người đằng sau. Mạc nhị ra cũng không bỏ sót cơ hội này mà nhảy đến, Diệp Vô Phong, không muốn làm chó thì đừng có tập sủa nói lời thì phải biết giữ lấy lời cậu không bổ được tảng đá ra chính là thua chọn đi cậu muốn tự nhảy xuống biển hay muốn chúng tôi tận tay ném cậu xuống những thuộc hạ của ông ta tính cả đám đệ tử của Nogawa Saburo đều đang nhìn chằm chằm anh họ tản ra xung quanh hăm he muốn bắt người diệp vô phong bày ra khuôn mặt chán chẳng buồn sống ngửa cổ ngáp dài oáp thật ngại quá trưa nay tôi ngủ không đủ giấc nên có hơi mơ màng vừa rồi cũng là không dùng toàn lực vậy nên có thể cho tôi thêm một cơ hội hay không mạc nhị gia đã xém phun ra một ngụm máu diệp vô phong cậu có làm rơi liêm sỉ đâu không cả tám đời nhà tôi cũng chưa gặp được ai mặt dày như cậu cả một chiêu định thắng thua là một chiêu nghe thủng chưa thua thì thua còn lằng nhằng cái con mẹ gì nữa hả rồi ông ta quay người vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ tụi bay còn chờ cái gì xông lên gô cổ thằng nhãi đó rồi ném xuống biển đi chuyện này nó làm nó chịu, không trách ai được. Những người đó vội vàng cầm dây thường lên hùng hùng hổ hổ muốn trói Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đột nhiên hét lên một tiếng, vỡ rồi. Mọi người nhìn đi, tảng đá vỡ rồi. Theo tiếng hét của anh, bọn họ cũng thật sự dừng chân lại mà đồng loạt quay đầu nhìn chỗ tảng đá. Tảng đá kia vẫn đang nằm trình hình nơi đó, chưa sứt mẻ gì, vỡ con mẹ đầu anh. Mạc nhị ra không muốn nghe anh làm nhảm nữa, ông ta tay vồ bắt nhưng bị diệp vô phong nhún nhảy một cái tránh được này mạc nhị ra ông không thể không biết giữ lời như vậy nha tôi đã đánh vỡ tảng đá ông vẫn còn muốn bắt người mạc nhị ra mắng con mẹ mày dậy mày lươn lẹo điêu ngoa thế hả mày nói tao nghe xem tảng đá bị vỡ chỗ nào vỡ con mẹ mày tất cả đừng im diệp vô phong khoát tay hét lớn mọi người mở mắt ra mà nhìn tôi nói chứ sao mọi người ở đây lại phàm tục đến thế hả tất cả cũng chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài nhưng lại không hề thấy được tình trạng hiện tại ở bên trong hiện tại tảng đá kia đã bị vỡ rồi vỡ cái rắm có đá mẹ mày đẻ ra mới vỡ trong lành lặn mạc nhị gia đã sắp mất khống chế thật rồi diệp vô phong không chút hoang mang đáp lời nếu không tin à mấy người nhìn kỹ xem bên trong tảng đá đã bị vỡ thành tám khối chỉ còn mỗi lớp mặt ngoài là chưa để tôi thổi thêm một ngụm tiên khí nữa nữa thì nó sẽ lập tức hiện nguyên hình nha đậu má mày còn biết xấu hổ không vậy mày là khỉ hay sao còn chơi được tiên khí mạc nhị gia không muốn nghe thêm gì nữa ông ta bổ nhào qua muốn cắn chết diệp vô phong nogawa saburo còn tốt anh ta nén giận mà nói anh muốn thổi thêm một ngụm tiên khí chứ gì được thôi ngon thì thổi đi dù sao diệp vô phong cũng chạy không thoát anh ta muốn cho diệp vô phong chết trong tâm phục khẩu phục diệp vô phong đáp được rồi anh khoát tay bảo mọi người lui về sau một chút anh đứng tại nơi đó, trợn mắt há mồm hít một hơi thật sâu rồi thổi cái vù qua chỗ tảng đá. Mọi người không một ai tin lời anh, nhưng họ vẫn banh mắt ra nhìn tảng đá. Ai ngờ tảng đá có rung động thật, rồi sau đó tảng đá rắc một cái, rồi lại rắc 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 mấy cái, rất nhiều vết nứt lan ra từ giữa tảng đá. Ngay sau đó tảng đá rơi lộp bộp từ trên ghế xuống, đếm đi đếm lại vừa đủ 8 khối đá nhỏ. Diệp vô phong cũng không chút hoang mang chỉ tay đếm số, 1, 2, 3, 7, 8, thấy chưa thấy chưa, đủ 8 không thiếu không dư. Mọi người không tin thì tự lên mà đếm lại nha. Cảnh này quả thật khiến cả đám khiếp sợ, không ai ngờ được sau khi Diệp Vô Phong thổi bụi cho tảng đá thì nó nứt ra tám cục thiệt. Có vài ngư dân vây xem cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cậu thanh niên này không phải người trần mà, chỉ sợ là thần thánh hạ phàm. Không phải thần tiên thì cũng là yêu tinh quỷ quái nha. Đúng rồi, có thể là Hoàng Đại Tiên Hiển Linh. Mọi người lôi đủ thứ trên đời ra đoán, cảnh tượng kỳ quái đó nhất thời khiến mấy người dân bản địa nhát gan sợ đến xanh mặt, hai chân run rẩy. Mấy tên thuộc hạ của Mạc Nhị ra cũng bồn chồn không yên, tên Diệp Vô Phong này đã không còn là người bình thường, coi chừng hắn ta lại là con yêu tinh nào hóa thành. Đến cả Mạc Nhị ra cũng bị hiện tượng bất thường trước mắt hù sợ cứng người. Ông ta là người đứng gần nhất, hai mắt cũng trợn đủ to, từ đầu đến cuối ông nhìn thấy không sót một thứ gì tảng đá đó đúng thật là bị miệng của Diệp vô phong thổi nứt, hơn nữa còn nứt ra đủ tám khối nhỏ vừa y như anh nói. Chỉ có Nogawa Saburo hiểu thấu nguyên do, hóa ra Diệp vô phong này là một cao thủ ngàn năm có một. Làm gì có chuyện quỷ quái thần tiên gì, cả cái tiên khí nhảm nhí kia nữa. Rõ ràng là nhờ một loại trưởng pháp diệu kỳ, khi anh ta tùy tiện vỗ vào tảng đá thì nó đã nứt ra rồi. Sau đó anh ta tự biên tự diễn một trò hề che mắt người đời thôi đến cùng là loại trưởng pháp kỳ diệu nào thì Nogawa Saburo cũng không biết vì anh ta không hề hay biết hiện tại nội công của diệp vô phong đã đạt đến cấp hóa cảnh của một võ sư một khi xuất chiêu khí tụ đan điền lúc đi đường quyền không nghe không thấy được nhìn thì như mềm mại vô lực nhưng lại thấm thiế vô cùng giống như khi đánh tảng đá có một khí lực vô hình đánh phá kết cấu bên trong nhìn bề ngoài thì tảng đá không bị gì nhưng trong lòng đã bể nát cả ra đến một luồng gió thổi qua cũng khiến nó nứt vỡ khi nghĩ thông suốt rồi thì Nogawa Saburo không còn dám xem thường cậu thanh niên trước mặt tí nào nữa, mà càng là cẩn thận hơn. Kết quả đột nhiên đảo ngược khiến Từ Nghệ chi kinh ngạc xem lẫn vui mừng. Cô cũng không có suy nghĩ sâu xa, cô vì vui mà khóc hô lớn, Diệp Vô Phong, anh tuyệt lắm. Tả đại phú còn tưởng anh đang nằm mơ, đưa tay dụi mắt nhỏ giọng hò hét, trời má, chàng rể ăn hại của cháu ngoại mình quả thật là thần. Quá thần kỳ. Trong đám người không biết ai mở miệng hô, đại tiên hiển linh, xin phù hộ cho chúng con. Thì ra là có một ngư dân thường ngày hay mê tín. Khi thấy Diệp vô phong thổi vỡ tảng đá thì cho rằng anh là người tu tiên ngoài biển rộng, trong lòng vô cùng kích động mà quỳ dạp trước người Diệp vô phong xin được phù hộ, xin phù hộ chúng con tai qua nạn khỏi, xin phù hộ chúng con mưa thuận gió hòa. chương 50, ván thứ hai quyết chiến dưới nước người đó quỳ lại cầu khấn khiến cho có thêm hai người nam nữ cũng quỳ xuống theo. Một người trong đó là xin cho vợ của ông ta đẻ được con trai, hai người lấy nhau đã lâu nhưng chỉ sinh ra con gái, mắt thấy hương khói tổ tiên sắp bị đứt đoạn thì suốt ruột quỳ xuống cầu khẩn diệp vô phong, xin thần tiên phù hộ cho nhà họ lưu chúng con có một đứa con trai. Chúng con xin cúng cho ngài ba con bỏ vàng, muôn kiếp thờ lại ngài. Hành động của ông ta khiến Diệp vô phong phải bật cười, bác à, bác cũng sống đến thời đại này rồi nha, nam nữ như nhau đều gánh được nửa bầu trời. Bác sinh nam hay sinh nữ thì cũng thế, mà tôi có là thần tiên cũng chẳng dám phân bì trai gái. Nhìn dáng vẻ cợt nhà của anh, mặc nhị ra có chết cũng không tin anh là thần là quỷ gì. Mặt ông ta nhăn như khi ăn ớt hết to, hãng dân đen có mắt không chồng, ông thật sự coi nó là thánh sống à. Cùng lắm chỉ biết phó vẽ chút yêu tà mê hoặc lũ ngu ông ta lại quay đầu nhìn Diệp Vô Phong, tao mặc kệ thằng nhãi nhà mày dùng cái trò dơ bẩn gì, nhưng mày đừng vội mừng. Vừa nãy chỉ là màn kịch mở đầu, mày còn dám tiếp tục so tài nữa không hả? Đấu ba hai thắng. Diệp Vô Phong vô cùng kinh ngạc, gì nữa? Còn đấu nữa à? Không phải mấy người thua rồi hả? Còn dám nói đấu ba thắng hai mới là thắng. Mạc nhị ra, tôi thấy ông xấu mặt không đủ còn muốn xấu cả lòng. Từ nghệ chi chạy lại kéo cánh tay anh, vô phong, chúng ta đi thôi, không cần chấp nhặt với bọn họ. Mạc nhị ra khoát tay ra lệnh thuộc hạ chặn đường họ lại, muốn đi cũng không dễ như vậy. Dám dùng trò lừa gạt che mắt người đời rồi chơi bài chuồn à. Nằm mơ đi, tao nói cho mày biết, dù mà có thoát được không có nghĩa là bọn chúng thoát nổi. Ông ta nói bóng gió như vậy ý chỉ Diệp vô phong muốn đi thì dễ, nhưng những người dân vô tội khác phải chịu trận thay. Diệp vô phong kéo từ nghệ chi ra sau lưng, anh hơi nhíu mày nếu nói như vậy bên tôi đành phải xuống nước với ông nhỉ nogawa saburo tiến lên một bước gật đầu với anh diệp vô phong có gan thì cùng tôi đánh một phen ván thứ hai là đấu võ không đánh ở đây không đánh ở đây vậy ra ngài còn biết bay lên trời làm chim hả diệp vô phong cười như không cười anh muốn xem thử thằng cha này còn làm diễn được loại tuồng gì nogawa saburo nói không cần phải lên trời hai ta xuống biển đánh, anh có dám hay không? Nói rồi anh ta cười một cái bí hiểm, đưa tay ra, có gan thì đi theo tôi. Diệp vô phong đi theo Nogawa Saburo và Mạc Nhị ra vào làng Đông Ngư. Cái thôn này vốn là một khu vực hẻo lánh bị biển vây quanh, ở giữa thôn còn có một cái hồ nhỏ. Cái hồ này có diện tích lớn chừng trăm mẫu, chất nước trong vắt, nguồn nước ngọt trên đảo chủ yếu đến từ cái hồ này. Một đám người đi đến cạnh hồ nước thì ngừng bước. Nogawa Saburo đưa tay chỉ xuống hồ, xét về thực lực thì anh là một cao thủ, nhưng không biết kỹ thuật dưới nước của anh ra sao. Thế nào, dám đánh một trận với tôi trong cái hồ này không? Diệp vô phong cao mày, tôi nói, Nogawa Saburo ngài có thể có chút ý thức bảo vệ môi trường không hả? Tôi nghe nói cái hồ này là nguồn nước sinh hoạt chính của cả cái thôn. Ngài muốn tôi cùng ngài quậy tung chỗ này lên thì người dân làm sao dám lấy nước dùng nữa? mạc nhị ra đứng kế bên lập tức hô hào mày đừng có mà văn vở tao xử lý chuyện nguồn nước được chưa mày nói một lời đi có dám đấu dưới nước không không dám thì nhận thua ngay ông ta lần nữa lấy lại tinh thần nogawa saburo càng tự tin hơn trăm lần anh từ bé đến lớn sống ở ven biển vô cùng có kinh nghiệm thủy chiến anh biết nội lực diệp vô phong thâm hậu nhưng đánh nhau dưới nước thì dù võ công trung quốc có tốt đến đâu cũng không chắc gì bù lại được anh chọn chiến đấu dưới nước cũng là vì muốn phát huy sở trường của bản thân. Diệp vô phong uể oải ngáp một cái, rồi rồi, mấy người nhất định muốn xuống nước thì xuống nước. Tôi cũng hết cách, muốn xuống nước làm cá thì xuống thôi. Nhưng tôi phải nói trước cho rõ ràng một chuyện, định đấu đá đến bao giờ hả? Tôi không rảnh rỗi cùng mấy người đấu đến trận thứ ba nhân 100 đâu. Nogawa Saburo nói, tôi trước nay nói lời giữ lời, đấu 3 tháng 2 chính là thắng đã là ván thứ hai rồi, anh thắng thì tôi xin nhận thua triệt để. Còn nếu cả hai ngang tài thì đấu trận thứ ba, miệng anh ta thì nói vậy nhưng lòng lại nghĩ, chờ lát nữa xuống nước xem, tôi sẽ chơi chết anh, ván thứ ba là con khỉ gì. Diệp vô phong đáp, rồi rồi, mấy người quả là ăn no rừng mỡ, coi như tôi nghe mấy người đấu ba tháng hai. Nogawa Saburo lập tức cởi bộ kimono rộng thùng thình đang khoái trên người ra, để lộ cái khố dân dã, Hành động này của anh khiến ngư dân quanh đó phải ngại dùm, có không ít phụ nữ che mắt con trẻ lại, trong lòng thầm rủa anh, không biết nhục à. Thách thánh tìm được chung chui N Việt Nam. Anh ta hoàn toàn không chú ý gì, hơi hoạt động gân cốt tí rồi nhảy tùm xuống nước. Chỉ có thể nói, khả năng bơi lội của anh ta giỏi cực kỳ, một cú nhảy cầu hoàn hảo, không bắn nước tung tóe cũng chẳng tạo bọt. Rồi mặt nước yên tĩnh trở lại, không thấy tung tích anh đâu, mãi lúc sau mới thấy anh ngoi lên ở chỗ cách bờ 30 mét. Nogawa Saburo từ xa vẫy gọi Diệp Vô Phong, bảo anh mau xuống nước. Tả Đại Phú thấy lo lắng cho đứa cháu ngoại mình, Vô Phong, kỹ thuật chiến đấu dưới nước cậu có luyện qua bao giờ chưa? Diệp Vô Phong an ủi anh ta, cậu cứ yên tâm, ở dưới nước hay trên bờ thì cũng như nhau thôi. Cháu bơi mấy cái là tới mà, lúc đó thì cái cục thịt thừa vùng biển đó sẽ bị cháu phơi khô như cá nằm bẹp dí trên đất thôi. Làm sao dưới nước lại giống trên bờ được, Tả đại phú nghe anh nói thế thì càng lo hơn, lại lên tiếng nhắc nhở, cháu tôi ơi, nước ở đây vừa sân vừa lạnh, cậu nhất thiết phải hết sức cẩn thận đó. Diệp vô phong bắt đầu cởi quần áo, phụ nữ cả già lẫn trẻ đều là người thường thấy trai tráng mình trần phơi nắng phơi xương, nhưng khi ngắm qua thân thể lực lưỡng rắn chắc vô cùng nam tính kia của anh thì vẫn không nhịn được buông lời tán thưởng. Thậm chí có vài cô còn ngậm ngùi nuốt nước bọt, áo ba lỗ quần hai chân, diệp vô phong cởi áo ra xong cũng nhún nhảy tại chỗ mấy lần anh đến gần bờ hồ rồi thả người nhảy lên cơ thể anh như một chú cá chuồn vẽ ra vòng sáng cong cong trên không trung rồi đáp xuống nước anh vừa mới lặn xuống đã bị một lực mạnh mẽ đâm lên người nogawa saburo mập tới cả một tạ trên đất liền trông thật cồng cành nhưng khi xuống nước lại linh hoạt vô ngần bọt nước tung tóe anh ta như một con cá mập phóng thẳng tới sau lưng diệp vô phong thật sự Kỹ năng thủy chiến của Diệp Vô Phong không ra thể thống gì. Bình thường anh rất ít khi bỏ thời gian luyện tập mảng này. Anh luôn dựa vào nội lực thâm hậu lấy bất biến ứng vạn biến nên cơ thể dễ dàng thích ứng được cái loại môi trường chiến đấu. Nhưng lần này, khi anh chân chính đọ sức với Nogawa Saburo thì đã rơi vào thế hạ phong. Đối thủ của anh có thể trọng lớn hơn, tính linh hoạt cũng ổn định hơn anh nên chiếm lợi thế rất lớn ở trong nước. Khỏi cần phải nói chỉ cần Nogawa Saburo lúc lắc một tí là sóng lớn nổi lên, đẩy cho Diệp Vô Phong phiêu diêu bất định không đủ thế tiến công. Mà Nogawa Saburo còn biết đối thủ của anh có bàn tay đấm phát chết luôn nên đã cố ý kéo Diệp Vô Phong xuống nước. Trong tình trạng này thì cú đánh của Diệp Vô Phong sẽ bị sức nước cản phá, đánh người còn ba cũng không chừng. Thứ Nogawa Saburo muốn chính là đặc tính này của nước, thân thể mập mạp của anh ta quả là cá mập gặp nước. Anh ta bơi vòng vòng quanh thân Diệp Vô Phong Lúc trái lúc phải tránh đông né tây khiến Diệp Vô Phong không thể ra đòn nghiêm chỉnh, tốc độ đánh dần chậm lại, sức lực cũng yếu đi dẫn đến Nogawa Saburo càng dễ tránh thoát. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 51, trận đấu quyết thắng cuối cùng. Diệp Vô Phong cũng phát hiện ra vấn đề này, anh cảm thấy mình không nên cùng đối thủ dây dưa nữa nên đành miễn cưỡng đánh mấy chiêu với ông ta, cũng cảm nhận được mình không chiếm được ưu thế nên liền vọt cơ thể lên mặt nước định thở. Nogawa Saburo xoay người, cơ thể mập mạp lao thẳng xuống, ông ta đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của Diệp Vô Phong. Hai chân để thẳng xuống nước kéo Diệp Vô Phong chìm sâu xuống. Người này đã sớm thở xong khí, ông ta đang chờ cơ hội đã kéo mạnh Diệp Vô Phong xuống, đem anh chết chìm ở trong nước. Cân nặng không chiếm ưu thế, muốn rằng co với Nogawa Saburo ở dưới nước thì chắn chắn sẽ chịu thiệt. Diệp Long phàm trở chân đạp thật mạnh vào mặt béo của đối thủ, Tên kia nhịn đau mà không buông tay vì ông ta tin chắc rằng chỉ cần mình kiên trì thêm 2 phút nữa thì Diệp Vô Phong sẽ nghẹt thở, không có sức lực để tấn công nữa. Diệp Vô Phong cũng hiểu rõ ý đồ của đối thủ, nếu còn dây dưa tiếp như vậy thì mình chẳng những bị thua còn mất đi mạng sống. Nghĩ tới đây, anh co người rồi thu thế trở lại. Hai ngón tay như dao mà đâm thẳng vào mắt Nogawa Saburo. Nogawa Saburo dùng một tay che lại, một tay cầm vật sắc nhọn kia như lưới câu mà kề vào cổ họng ông nói ẩn ý, nếu ông đã muốn ngộp chết tôi, vậy tôi liền bóp chết ông cho khỏe. Dưới tình huống này, Nogawa Saburo chỉ có buông mắt cá chân anh ra mà đưa tay để phá chiêu trí mạng. Mấy người dân của thôn đứng ở trên bờ nhìn ngây người, mặt nước phẳng lặng nhưng trong nước lại vô cùng nguy hiểm. Diệp Vô Phong đã đánh mười mấy chiêu với Nogawa Saburo, thời gian cũng đã trôi qua hơn 5 phút. Nếu như chỉ là nín thở thì giữ thời gian lâu như vậy cũng đã là vấn đề lớn nhưng hai người lại đấu đá giành sống chết với nhau, như vậy thì lượng khí để hô hấp phải tổn thất thêm gấp đôi, Diệp vô phong hơi cố sức, anh cuối cùng cũng ý thức được suy nghĩ độc ác của Nogawa Saburo, đối phương nhờ vào ưu thế là cân nặng của mình mà muốn dồn anh vào chỗ chết. Làm thế nào đây, dưới tình huống này tuyệt đối không thể yếu thế vì yếu thế chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Diệp Long Phong nghĩ tới, Thái Sơn áp đỉnh trưởng anh dồn hết sức vào hai lòng bàn tay của mình rồi trưởng vào đỉnh đầu đối phương mặc dù trưởng ở trong nước sẽ cố lực cản rất lớn nhưng dựa vào nội lực thâm hậu anh vẫn có khí thế giới núi lấp biển đung đưa thành từng vòng gợn sóng ép về phía dưới của Nogawa Saburo Nogawa Saburo nhìn chiêu như liều mạng này của anh thì cũng đứng ở đáy hồ vận trưởng lên trên ông ta cho rằng dưới chân mình có cây dùng hết lực đánh từ dưới lên sẽ có ưu thế rất lớn một trưởng này cũng có thể làm diệp vô phong bị thương nặng ai biết rằng diệp vô phong đang chờ chiêu của ông ta nhìn thấy đối phương vận trưởng ra ở trong nước vận trưởng sẽ kéo theo gợn sóng rất dễ dàng nhìn thấy phạm vi tấn công của đối phương, anh đột nhiên thu thế lại, thậm chí là mượn lực của đối phương mà nhảy lên. Một trường này của Nogawa Saburo đúng là rất mạnh đánh vỡ cả mặt nước tạo thành một người tấn công bằng đài phun nước, cao khoảng 5-6 mét, phun vào giữa người diệp vô phong, anh cuộn người như vỏ chai, xoay vòng vòng mấy vòng mới theo dòng suối phun mặt trở lại mặt nước. Ở bên kia, Nogawa Saburo cũng lên khỏi mặt nước, người này dũng mãnh tiến lên phía trước bổ ra thành hai đường sóng nước như một con cá lôi lớn nhào về phía diệp vô phong người xung quanh đều nhìn hai lên khỏi mặt nước cảm thấy sẽ có một cuộc chiến lớn mới không ngờ rằng diệp vô phong lại không quay đầu tiếp chiến mà xoay người về phía bên bờ nhìn thấy Nogawa saburo sắp đuổi kịp anh nhảy người lên sau đó đạp hai bước lên tảng đá để lên bờ Nogawa saburo lộ ra nửa người ông ta kêu to về phía trên bờ Diệp vô phong cậu đây là ý gì? Lên bờ coi như nhận thua, cậu đây là tự nhận mình là tên nhát cái ăn hại à? Diệp vô phong chậm rãi mặc quần áo, anh nhìn về phía Nogawa Saburo rồi cười khẩy, ván này tôi thua, hơn nữa thắng thua là chuyện bình thường của người dụng binh, có cái gì nhát với không nhát? Không phải ván đầu tiên ông cũng thua dưới trưởng của tôi đấy sao? Diệp vô phong hiểu rất rõ, nếu mình còn dây dưa ở trong nước tiếp thì chắc chắn không phải là đối thủ của thằng cha này cho nên ván này xem như là chủ động từ bỏ. Nếu là anh hùng thật sự thì phải biết có biết rũi, trong binh pháp tôn tử đã từng nói, người không suy nghĩ cho toàn cuộc thì cũng sẽ là người không nắm được một vùng. Nogawa Saburo cũng đã đi vào bờ, Mạc nhị ra vội vàng cầm quần áo ông ta ra, sau đó lại có người lấy khăn lông lau khô cơ thể cho ông ta, một đám người ở nói đó nâng bi bợ đít Nogawa Saburo bơi thật giỏi quá đi. Cái thằng nhãi đó không phải là đối thủ chỉ trói ba con cá mà cũng không làm được chúng ta thắng chắc rồi nogawa saburo tự nghĩ mình hay ho mà mặc quần áo vào lần này đánh bại diệp vô phong đã cho lòng tin của ông ta tăng lên nhưng lúc nãy không có dồn đối phương vào chỗ chết khiến cho ông ta cảm thấy tiếc nuối mạc nhị ra thêm dầu vào lửa ông nogawa saburo thằng nhãi này có thể tránh được ở dưới nước nhưng không thể trốn được trên đất liền ván tiếp theo ông chắc chắn có thể đánh chết cậu ta diệp vô phong ở một bên cười lạnh được nha nếu nói về trận đấu võ thứ ba thì làm sao mà so đây nogawa saburo đẩy mạc nhị ra sang một bên rồi nói diệp vô phong tôi với cậu so tài ở trên đất liền bằng võ thuật võ học trung quốc của mấy người nổi khắp thế giới nhưng theo tôi đó cũng chỉ mồm mép xạo chó nó là thứ mà cậu không bao giờ có thể dùng được hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết kỹ năng giết người thật sự là gì vừa nói ông ta vừa đưa hai mũi chân của mình hướng ra ngoài rồi bước về phía trước một bước, eo và chân duỗi ra, hai tay đan trước ngực, nhìn ông ta làm xong cách thức thì mới biết đây là kỹ thuật đấu vật sumo của quốc gia ở ngoài đảo. Diệp vô phong liếc nhìn như có con ngựa chạy trong lòng, anh cười ha ha, tôi còn tưởng là cái gì? Thì ra không phải là kỹ thuật đấu vật sumo đấy à? Ông cho rằng tinh hoa của nước mình sao? Nhớ không nhầm thì một ngàn năm trước đây cũng không phải là thứ cuối cùng truyền tới Trung Quốc đâu. Những lời này anh nói rất đúng, đấu vật sumo đã trở thành trò chơi thi đấu phổ biến trên khắp cả nước từ triều tống, sau đó bị quốc gia ở ngoài đảo học lén qua xử lý lại trở thành quốc kỹ trong lòng bọn họ. Diệp vô phong cũng tiện tay bày ra chiêu vô cực để chống đỡ, anh lấy đang lấy bất biến để đấu với vạn biến, anh ra hiệu với Nogawa Saburo tới đi nào, còn đứng ra đó làm gì, mặc dù là phóng ngựa tới nhưng mà cũng tốt, vì tôi đây sẽ cho ông biết thế nào là võ học chính tông. Trong lòng Nogawa Saburo biết nếu bàn về chiêu thức thì Diệp Vô Phong chắc chắn là cao thủ, nếu thật sự đổi chiêu thức để đánh thì mình sẽ không dễ dàng chiếm được lợi. Trong võ thuật được nói là, tứ lạng bạc thiên cân, một lực sẽ địch hàng 10 người. Nogawa Saburo quyết định phải đi con đường thứ hai, biết nhiều thì cũng có lợi ích gì. Đối mặt với sức mạnh thực sự thì tất cả kỹ năng cũng chỉ là vô ích. Mình cũng từng nghe mấy vị đời trước nói qua, tâm cảnh của những người luyện võ ở Trung Quốc rất thâm hậu nhưng lại không chú trọng về sức lực. Nếu như mình dùng hết sức để đối phó, chắc chắn sẽ cho cậu ta một đoàn chí mạng, còn quan tâm đến tâm cảnh làm gì, thẳng tay đánh bay, đánh tan tành cậu ta thì tâm cảnh sẽ không dùng được. Nghĩ tới đây, Nogawa Saburo đột nhiên hét lớn, dưới chân dùng lực đạp mạnh, trong chốc lát tạo thành hai cái hố to, đem bùn đất điều khiển lên không chung. Ông ta dùng hết sức mạnh và tốc độ của mình phóng về phía Diệp Vô Phong, giống như một chiếc xe tăng mất kiểm soát cũng giống như ngọn núi băng bắn thịt ra ngoài. Cơ thể ông ta vốn là được cương chiều nên rất to lớn, mà bây giờ lại mở rộng hai chân ra nên đã lấp kín toàn bộ hai bên mà Diệp vô phong có thể né được. Một chiêu này nhìn thì có vẻ thiếu chuyên nhưng thật ra là vô cùng độc ác, đó là khiến cho đối phương không còn đường lui cũng không thể né tránh được. chương 52, thất bại hoàn toàn. Theo như bản chất thật sâu bên trong của võ học Trung Quốc, trong lúc thi đấu cần phải tránh được những đòn tấn công hiểm hóc của đối thủ, đồng thời công kích ngược lại vào nhược điểm của họ. Chẳng hạn như võ học của phái Thái Cực Bát Phong và các nội gia quyền khác đều là tìm cách tránh được những đòn tấn công trực tiếp của đối phương, thừa dịp đối thủ vừa mới ra đòn thất bại để lộ sơ hở mà nhanh chóng thừa cơ hội phản công về phía bên cạnh. Nhưng lần này Diệp Vô Phong lại muốn chọn cho mình lối đi khác, ngược lại với cách thức cũ. Anh thấy rằng lần này Nogawa Saburo sẽ dốc toàn lực tấn công nếu như mình còn tiếp tục tránh né chứng tỏ võ công của mình còn kém xa ông ta nếu đối phương cứ thế mà thừa thắng xông lên tấn công chẳng phải mình sẽ lại càng vất vả hơn trong việc hóa giải chiêu thức của ông ta sao chẳng may mình làm không tốt kết quả chờ đợi mình sẽ là thất bại trong phút chốc nếu đã như vậy vậy thì không bằng bất chấp tất cả tiến lên đối mặt trực tiếp với khó khăn thách thức nghĩ tới đây diệp vô phong không còn tiếp tục né tránh những đòn tấn công cục mỡ của Nogawa Saburo nữa mà trực tiếp xông lên nghinh đón chiêu thức của ông ta. Cơ thể anh hơi hạ thấp xuống, đưa hai tay ôm đầu, chân bước sang hai bên tư thế như đang đứng tấn, khuỷu tay đẩy ra, đây chính là một chiêu bá vương cử đỉnh trong bát cực quyền. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực chấn càn khôn, bát cực quyền là quyền thuật dũng mãnh nhất trong các loại quyền thuật Trung Quốc, người học nó một khi đã luyện được đến trình độ nhất định, chỉ đánh không né, chỉ tiến không lùi, Kỳ thật cũng không phải là ỷ vào sức mạnh mà xem mình là ông nội thiên hạ coi thường đối thủ, mà là lấy công làm thủ, tấn công chính là phòng thủ. Diệp vô phong chính là học theo quan điểm này, hai tay ôm đầu, chính là cách tốt nhất để bảo vệ những chỗ quan trọng là vùng đầu và mặt, đồng thời cũng thuận thế tung trưởng tấn công vào cánh tay đối thủ, nâng khuỷu tay vừa vặn đánh vào ngực Nogawa Saburo. Giữa đòn tấn công nhanh như chấp biệt, một thành âm phát ra như bị ai đó bóp nghẹn lại, Hai bóng người trong cuộc lão nhanh về phía đối phương. Đầu cùi chỏ của Diệp Vô Phong đang chọc thẳng vào vị trí trái tim của Nogawa Saburo, cú đánh này liền đánh cho ông ta khí huyết dâng trào, đầu óc choáng váng, dưới chân không giữ vững được, liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, đem mông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ sử dụng một chiêu lấy cứng đối cứng này, trong người Diệp Vô Phong cũng cảm thấy không mấy dễ chịu. Anh cảm giác như chính bản thân mình cũng phải chịu tổn thương không hề nhỏ, cơ thể anh lúc trước cũng chưa từng phải hứng chịu một nguồn lực nào lớn như vậy, một cô áp lực khổng lồ từ khuỷu tay truyền tới, dĩ nhiên làm cho đan điền của anh bị đình trệ, làm cho hơi thở bởi vì vậy mà tắc nghẹn. Anh vội vàng đẩy lưỡi bên trong khoang miệng, nâng chân lên, sau đó dậm thật mạnh xuống đất, hít vào một hơi thật dài trong nháy mắt khôi phục lại nguyên khí như lúc ban đầu. Lại nhìn về Nogawa Saburo bên kia, vậy mà sau khi lăn mấy vòng thế nhưng thân thể ông ta lại có thể đứng dậy được liền ông ta đưa hai tay xoa xoa ngực miệng hét to một tiếng cứ như là ông ấy không bị nội thương quá lớn điều này làm cho diệp vô phong cũng âm thầm bội phục cái thằng cha to gan này quả thật có nhiều thủ đoạn đúng là muốn bị đánh chết đây mà ngoặc kép một chiêu vừa rồi qua đi nogawa saburo cũng không dám coi thường đối phương mà tấn công một cách qua loa nữa ông ta di chuyển thân hình cao lớn của mình bày trận chờ đợi Diệp vô phong không tự chủ được mà ra tay trước. Mạc nhị ra bên cạnh lại có chút nóng nảy không kiềm chế được, ông ta nhảy bật dậy kêu to, ông Nogawa Saburo, đánh chết cậu ta, nhanh đánh chết cậu ta đi. Ngoặc kép, những học trò bên cạnh cũng đều chờ đợi nhìn ông ta, Nogawa Saburo tam lang rốt cuộc không còn nhịn được tính tình, giống to một tiếng, hai bàn tay xoay tròn trước ngực mình, hơn nữa càng quay càng nhanh, bàn tay cuốn lên lốc xoáy, thổi bay tóc người bên cạnh lên, Khiến khán giả giật mình lui về phía sau mấy bước. Diệp Vô Phong đúng là chưa từng thấy qua loại trưởng pháp này, nhìn Nogawa Saburo trước mắt này đem hai bàn tay múa thành một cái bánh xe, thân thể to lớn đầy những thịt trông cứ như một cái xe ủi đất, từng bước từng bước như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, anh chợt hiểu ra, đây chắc chắn là tuyệt kỹ trí cao của đấu vật sumo, toàn phong trưởng. Bình thường chỉ cần anh tiến vào phạm vi công kích của ông ta, nhẹ thì gân cốt gãy vụn, nặng thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ vỡ nát thậm chí là bị trưởng phong của ông ta làm tổn thương, giống như bị người cầm đao kiếm cắt qua vậy. Hơn nữa phối hợp với bước chân trầm ổn vững vàng như núi của ông ta, có thể thấy được đã tiến vào trạng thái chỉ thắng mà không có thua. Diệp vô phong đã nhìn ra, để thi triển loại thủ pháp công kích này Nogawa Saburo cũng phải hao phí sức lực cực kỳ lớn, anh chỉ cần cùng ông ta rằng có thêm 5-6 phút nữa, chỉ sợ đối thủ sẽ không cần anh tấn công nữa mà tự thua nhưng Nogawa Saburo trước mắt này lại tựa như một con trâu điên không biết mệt mỏi, hoặc là một con robot không biết bị thương là gì. Hai trưởng ông ta vẫn không ngừng chuyển động, thân hình vẫn tiến lên phía trước, đã tấn công xa hơn 10 mét, còn không có ý định dừng lại, mà Diệp vô phong bước từng bước một lui về phía sau, đã lui về bên cạnh hồ nước vừa rồi. Nogawa Saburo nhìn tình hình này trong lòng mừng rỡ, nhịn không được dưới chân lại đẩy nhanh tốc độ, nhóc con, tôi xem cậu còn chạy đi đâu nếu anh không nhảy xuống nước anh chắc chắn sẽ chết trong tay tôi ông ta biết chỉ cần lại xuống nước diệp vô phong khẳng định còn không phải là đối thủ của mình những người vây xem xung quanh cũng nhìn ra manh mối mọi người đều lo lắng thay cho diệp vô phong mà sắc mặt từ nghệ chi càng trắng bệch đôi môi mím lại trong lúc vô tình đã cắn thật chặt thân thể bởi vì căng thẳng lo lắng mà run rẩy đúng vào lúc này diệp vô phong quyết định sẽ ra tay anh biết rằng tất cả mọi thứ sẽ có mặt lợi và mặt hại của nó, trên thế giới này không có gì là không có điểm yếu. Chiêu thức của đối thủ càng mạnh mẽ, nhược điểm lộ ra càng nhiều. Bây giờ anh rất tự tin mà nói rằng, ở trung tâm của trưởng phong cự luân này chính là điểm yếu của Nogawa Saburo. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Phong quát lớn một tiếng, cơ thể đột nhiên nhảy dựng lên, một chân đạp thẳng vào trung tâm của cự luân. Đến rất đúng lúc. Nogawa Saburo chính xác là đang chờ đợi chiêu này của Diệp Vô Phong. Ông ta làm sao có thể không biết được điểm yếu của trường luân của mình, tự nhiên ông ta đã có phòng bị từ trước. Nhìn Diệp Vô Phong một cước đánh tới, xuyên qua tầng tầng ảo ảnh của trường, giống như một cây chùy thủ sắc bén đâm vào bụng mình. Nogawa Saburo dĩ nhiên sẽ không né tránh, mà ỉ vào mình ra dày thịt béo, một cái bụng cứng rắn tiếp nhận một chân Diệp Vô Phong, hai tay ông ta vây quanh, ôm chặt eo của người sau. Nogawa Saburo một chiêu đắc thủ, trong lòng mừng rỡ. Lần này Diệp vô phong bị mình ôm lấy, rốt cuộc có cánh cũng khó lòng bay thoát. Hai cánh tay như sắt thép của ông ta ép chặt lại thành một vòng, đột nhiên siết chặt, tựa như một cái vòng sắt. Theo ông ta thấy, anh lần này, đừng nói một người bằng xương bằng thịt, cho dù là một cái thùng sắt thì cũng phải bị mình siết cho đến mức phải nổ tung. Mọi người sợ hãi hô lên, từ nghệ chi thậm chí còn lấy hai tay che mắt, tiêu rồi, Diệp vô phong lần này thật sự tiêu rồi. Nhưng mà, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, kỳ lạ ở chỗ đó không phải giọng nói của Diệp Vô Phong. Ngay sau đó bịch một tiếng, một thân hình to lớn ẩm ẩm ngã xuống đất, mọi người nhìn lại, bất ngờ nhận ra đó lại là thân hình mập giống như cả núi thịt của Nogawa Saburo ngã xuống, lúc nhào trên mặt đất còn run rẩy vài cái, suýt chút nữa biến thành một trận động đất. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, nên dù là người có con mắt tinh tường, cũng nhìn không ra được toàn bộ diễn biến bên trong trận đấu. Mà người thật sự biết rõ cũng chỉ có hai người trong cuộc. Lúc ấy Nogawa Saburo đã vững vàng ôm lấy Diệp vô phong, hai tay tăng thêm lực đạo, muốn siết chết đối phương từ hai bên. Nhưng khi hai cánh tay của ông ta cố gắng ép chặt đối phương, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ như mình đang ôm không khí vậy. Lần này thật sự làm cho ông hoảng hốt, một nỗi sợ hãi trong lòng sinh ra, nhịn không được mà hai cánh tay buông lỏng. Nhưng theo cánh tay vừa buông, thân thể Diệp Vô Phong lại đột nhiên phình to hơn trước. Ông ta lại vội vàng dùng lực lần thứ hai siết chặt, vừa thu tay vào, thân thể đối phương lần thứ hai đột nhiên biến mất. Ông ta không biết, hiện tại Diệp Vô Phong tu luyện nội công tâm cảnh đã đến mức có mà như không, không mà như có. Luyện cơ thể mình đến cảnh giới có thể mạnh mẽ cứng rắn như thép và mềm mại như bông, loại đòn tấn công như thế này vốn dĩ là không có chút tác dụng nào đối với anh. Nogawa Saburo hiện tại còn đang trong trạng thái ngạc nhiên quá mức, mà đối thủ của ông ta lại không cho ông nhiều cơ hội để bình tĩnh lại. Hai tay Diệp vô phong thong rong rút ra, nắm chặt hai tay lại thành quyền, ở hai bên thái dương ông ta đánh mạnh tới, một cú đánh này chính là nhắm chúng hai bên huyệt thái dương huyệt đánh. Những người vây xem có lẽ không nghe thấy âm thanh gì, nhưng chỉ riêng Nogawa Saburo nghe thấy giống như có tiếng sấm rền bên tai, lại đột nhiên hóa thành ngọn lửa rực rỡ cháy sáng, tinh quang bắn ra bốn phía, ông ta cảm thấy não của mình đều muốn bị vỡ vụn ra, đầu óc như sắp bị nổ tung. Theo bản năng, ông ta bật ra tiếng kêu thảm thiết, cả người ngã vật ra phía sau, cơ thể mập mạp nằm trên mặt đất run lên vài cái, sau đó không ngừng co giật. Mà câu mắng, chết cũng biến thái, của Diệp vô phong, ông ta vốn dĩ không nghe được nữa. Nhìn thấy Nogawa Saburo mạnh như vậy cũng bị đánh tới chết, mặc nhị ra cũng cảm thấy sợ hãi. Ông ta thoáng sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên mắng chửi đàn em của mình, mấy đứa khốn kiếp tụi bay, nhàn dỗi quá hả. Xông lên hết cho tao, giết chết cái thằng nhà quê này ngay lập tức. Đám đàn em của ông ta đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả bọn chúng liền tiến lên hai bước, ngay lập tức không tự chủ mà lùi trở lại ba bước, chuyện này không phải quá rõ ràng sao. Đến cả võ sĩ như Nogawa Saburo cũng không đấu lại được, đám học trò như chúng ta nhảy lên không phải là tự tìm đường chết sao trong số đó có mấy người còn từng bị Diệp Vô Phong đánh qua, trong lòng càng thêm hoảng sợ, làm sao còn dám đi lên. Mấy tên học trò của Nogawa Saburo vội vàng đi qua ôm thầy của mình lên. Nói thật, những người ở quốc gia ngoài đảo này thực ra rất coi trọng chữ tín, vừa rồi bọn họ nghe thầy mình nói muốn đấu võ với người thanh niên này. Nếu đã là thi đấu, kẻ yếu hơn chấp nhận chịu thua, bọn họ cũng không muốn vì thế mà cố chấp báo thù cho thầy mình. Diệp vô phong liếc mắt nhìn mạc nhị ra một cái, nói ông có biết xấu hổ không hả vừa nãy đã nói là thi đấu võ đánh ba trận thắng hai là coi như chiến thắng sao hả giờ lại còn muốn kéo người đánh chung không sao cả muốn đánh thì cứ nói dốc hết sức mà cùng lên đi nào 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 ông cũng được coi là một người đó ngoặc kép mạc nhị ra làm sao dám nhúng tay vào ngay lập tức ông ta liền trở thành một con rùa rụt đầu không dám tiếp nhận lời khiêu khích trong đám người ở đó phát ra một tràn cười khinh thường hóa ra mạc nhị gia bình thường khoe khoang sức mạnh cũng có ngày hôm nay cười xong một trận diệp vô phong xoay người ôm quyền hướng về phía dân làng hành lễ được rồi hôm nay chương trình đến đây là hết mọi người giải tán hết cả đi anh quay sang nói với tả đại phú và từ nghệ chi ông cậu bà mợ vậy chúng ta cũng nên đi thôi nhìn thấy diệp vô phong muốn đi mạc nhị gia cũng không còn cách nào khác đám người có võ công này cũng không chịu động thủ giúp ông ta ông già trung niên như ông ta xông lên càng đánh không lại anh cuối cùng ông ta không cam lòng căm ghét nói diệp vô phong cậu đừng tự cho mình là đúng cậu còn chưa xong với tôi đâu nếu cậu bằng lòng vậy để qua một thời gian chúng ta lại thi thêm một trận đấu võ nữa địa điểm là trên đảo đông ngư của chúng tôi cậu có dám không ngoặc kép diệp vô phong cười lạnh nói tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ nhưng mà lần đấu võ tiếp theo nếu vẫn đấu như bây giờ thì tôi sẽ không chơi với ông đâu chỉ bằng, chúng ta hãy cá cược một vài thứ cho tăng tính đặc sắc đi được không? Mạc nhị ra lớn tiếng kêu lên, được, tôi cược tất cả đội tàu vận tải của tôi, tổng giá trị của đội tàu là 200 triệu đô la. Diệp vô phong, nếu cậu có đủ bản lãnh để đấu thắng tôi, đội tàu này sẽ thuộc về cậu. Diệp vô phong chắp tay, vậy tôi cảm ơn trước, tạm biệt. Mạc nhị ra trơ mắt nhìn Diệp vô phong rời đi, tức giận đến gầm gừ hiện tại Nogawa Saburo đang bị thương rất nặng cần phải được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị ông ta vội vàng gọi mấy thanh niên trai tráng ở trong làng đỡ Nogawa Saburo lên để đưa đến bệnh viện Nogawa Saburo cắn răng nói bí thư mạc không cần thiết phải làm như thế tôi bị thương rất nặng bây giờ có đưa đến bệnh viện cũng không giải quyết được gì đâu tôi có mang theo thuốc trên người ăn một viên trước bình ổn giọng lại rồi nói sau Mạc nhị ra vội vàng kêu người lấy nước ấm mang tới, Nogawa Saburo cố gắng móc từ trong túi ra hai viên thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau, uống cùng với nước nóng, dần bình ổn lại nói, bí thư Mạc, phiền ông nhanh chóng giúp đỡ đưa tôi về Nhật Bản. Nếu tôi trở về muộn, cơ thể tôi coi như phải bỏ đi rồi. Mạc nhị ra nào dám chậm trễ, an ủi Nogawa Saburo, Nogawa Saburo, ông cứ yên tâm giao cho tôi, tôi sẽ lập tức đích thân đưa ông đi. Hai người tuổi bay, nhanh đi lái thuyền của tao tới đây hai vệ sĩ bên cạnh rất nhanh lái một chiếc thuyền cao tốc sang trọng tới mạc nhị ra tự mình đỡ Nogawa saburo lên thuyền Nogawa saburo nói bí thư mạc đường xá xa xôi như vậy ông không cần phải cực khổ đi theo tôi làm gì ông nên ở lại mau đưa tiểu cường đến bệnh viện ngoài ra ông phải thật cẩn thận nghiên cứu kỹ cách đối phó với diệp vô phong chúng ta đã phải ăn thiệt thòi quá lớn rồi lần sau nhất định phải đánh cho cậu ta thảm bại lấy lại danh dự đã mất. Mạc nhị ra gật đầu nói, Nogawa Saburo, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi và Diệp vô phong còn chưa xong đâu. Cho dù có phải tán ra bại sản, dùng hết tiền tài mời cao thủ giang hồ. Dù bất cứ giá nào tôi cũng phải giết chết Diệp vô phong này. Tôi sẽ gọi cho lão đại của tôi. Nogawa Saburo nắm tay Mạc nhị ra nói, bí thư Mạc, tình bạn của chúng ta dù sao cũng đã hơn 10 năm rồi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ sau khi tôi trở về sẽ đem chuyện này nói với thầy của tôi, nếu có võ sĩ tài cao như ông ấy chịu ra mặt, nhất định sẽ đánh cho Diệp vô phong này chết thê thảm. Mạc nhị ra phấn khích nói, ông Nogawa Saburo, vậy thì vất vả cho ông quá. Tôi cũng đã hẹn Diệp vô phong một thời gian nữa sẽ thi đấu thêm một lần nữa rồi. Đến lúc đó giết chết cậu ta cũng không muộn. Nogawa Saburo nói, tuy là như vậy, nhưng những năm gần đây thầy của tôi rất ít khi tham dự vào chuyện ở Trung Quốc bởi vì thầy của tôi trước đây đã làm việc cho lực lượng phòng vệ quân đội Đại Đông Dương. Nếu ông ấy ra mặt lúc này có thể gây ra sự hiểu lầm không cần thiết. Làm cho quân đội Trung Quốc không yên tâm, lỡ như bởi vì chuyện nhỏ này liên quan đến ân oán của hai quốc gia, không khéo cái mất lại nhiều hơn cái được. Mạc nhị ra bèn nói, ông Nogawa Saburo, cho dù sư phụ ông không xuất đầu lộ diện, ông không phải cũng còn rất nhiều đàn anh rất giỏi đó sao? Tùy tiện gọi mấy người tới đây, cũng có thể xử được Diệp Vô Phong rồi. Còn về việc tiền bạc, không thành vấn đề cứ tính hết ta chương 52 thất bại hoàn toàn. Theo như bản chất thật sâu bên trong của võ học Trung Quốc, trong lúc thi đấu cần phải tránh được những đòn tấn công hiểm hóc của đối thủ, đồng thời công kích ngược lại vào nhược điểm của họ. Chẳng hạn như võ học của phái Thái Cực Bát Phong và các nội gia quyền khác đều là tìm cách tránh được những đòn tấn công trực tiếp của đối phương. Thừa dịp đối thủ vừa mới ra đòn thất bại để lộ sơ hở mà nhanh chóng thừa cơ hội phản công về phía bên cạnh. Nhưng lần này Diệp Vô Phong lại muốn chọn cho mình lối đi khác, ngược lại với cách thức cũ. Anh thấy rằng lần này Nogawa Saburo sẽ dốc toàn lực tấn công, nếu như mình còn tiếp tục tránh né, chứng tỏ võ công của mình còn kém xa ông ta. Nếu đối phương cứ thế mà thừa thắng xông lên tấn công, chẳng phải mình sẽ lại càng vất vả hơn trong việc hóa giải chiêu thức của ông ta sao? Chẳng may mình làm không tốt Kết quả chờ đợi mình sẽ là thất bại trong phút chốc. Nếu đã như vậy, vậy thì không bằng bất chấp tất cả tiến lên đối mặt trực tiếp với khó khăn thách thức. Nghĩ tới đây, Diệp Vô Phong không còn tiếp tục né tránh những đòn tấn công cục mỡ của Nogawa Saburo nữa, mà trực tiếp xông lên nghênh đón chiêu thức của ông ta. Cơ thể anh hơi hạ thấp xuống, đưa hai tay ôm đầu, chân bước sang hai bên tư thế như đang đứng tấn, khuỷu tay đẩy ra, đây chính là một chiêu bá vương cử đỉnh trong bát cực quyền văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực chấn càn khôn, bát cực quyền là quyền thuật dũng mãnh nhất trong các loại quyền thuật Trung Quốc, người học nó một khi đã luyện được đến trình độ nhất định, chỉ đánh không né, chỉ tiến không lùi. Kỳ thật cũng không phải là ỷ vào sức mạnh mà xem mình là ông nội thiên hạ coi thường đối thủ, mà là lấy công làm thủ, tấn công chính là phòng thủ. Diệp vô phong chính là học theo quan điểm này, hai tay ôm đầu, chính là cách tốt nhất để bảo vệ những chỗ quan trọng là vùng đầu và mặt, đồng thời cũng thuận thế tung trưởng tấn công vào cánh tay đối thủ, nâng khuỷu tay vừa vặn đánh vào ngực Nogawa Saburo. Giữa đòn tấn công nhanh như chớp điện, một thành âm phát ra như bị ai đó bóp nghẹn lại, hai bóng người trong cuộc lão nhanh về phía đối phương. Đầu cùi trỏ của Diệp Vô Phong đang chọc thẳng vào vị trí trái tim của Nogawa Saburo, cú đánh này liền đánh cho ông ta khí huyết dâng trào, đầu óc choáng váng, dưới chân không giữ vững được, liên tục lui về phía sau hơn 10 bước, đem mông ngã ngồi trên mặt đất. Chỉ sử dụng một chiêu lấy cứng đối cứng này, trong người Diệp Vô Phong cũng cảm thấy không mấy dễ chịu. Anh cảm giác như chính bản thân mình cũng phải chịu tổn thương không hề nhỏ, cơ thể anh lúc trước cũng chưa từng phải hứng chịu một nguồn lực nào lớn như vậy, một cô áp lực khổng lồ từ khuỷu tay truyền tới, dĩ nhiên làm cho đan điền của anh bị đình trệ, làm cho hơi thở bởi vì vậy mà tắc nghẹn. Anh vội vàng đẩy lưỡi bên trong khoang miệng, nâng chân lên, sau đó dậm thật mạnh xuống đất hít vào một hơi thật dài trong nháy mắt khôi phục lại nguyên khí như lúc ban đầu. Lại nhìn về Nogawa Saburo bên kia, vậy mà sau khi lăn mấy vòng thế nhưng thân thể ông ta lại có thể đứng dậy được liền. Ông ta đưa hai tay xoa xoa ngực, miệng hét to một tiếng, cứ như là ông ấy không bị nội thương quá lớn. Điều này làm cho Diệp vô phong cũng âm thầm bội phục, cái thằng cha to gan này quả thật có nhiều thủ đoạn, đúng là muốn bị đánh chết đây mà. Ngoặc kép, một chiêu vừa rồi qua đi, Nogawa Saburo cũng không dám coi thường đối phương mà tấn công một cách qua loa nữa. Ông ta di chuyển thân hình cao lớn của mình, bày trận chờ đợi Diệp vô phong không tự chủ được mà ra tay trước. Mạc nhị ra bên cạnh lại có chút nóng nảy không kiềm chế được. Ông ta nhảy bật dậy kêu to, ông Nogawa Saburo, đánh chết cậu ta, nhanh đánh chết cậu ta đi. Ngoặc kép, những học trò bên cạnh cũng đều chờ đợi nhìn ông ta. Nogawa Saburo tam lang rốt cục không còn nhịn được tính tình, giống to một tiếng, hai bàn tay xoay tròn trước ngực mình, hơn nữa càng quay càng nhanh, bàn tay cuốn lên lốc xoáy, thổi bay tóc người bên cạnh lên, khiến khán giả giật mình lui về phía sau mấy bước. Diệp vô phong đúng là chưa từng thấy qua loại trưởng pháp này, nhìn Nogawa Saburo trước mắt này đem hai bàn tay múa thành một cái bánh xe, thân thể to lớn đầy những thịt trông cứ như một cái xe ủi đất, từng bước từng bước như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, anh chợt hiểu ra, đây chắc chắn là tuyệt kỹ trí cao của đấu vật sumo, toàn phong trưởng bình thường chỉ cần anh tiến vào phạm vi công kích của ông ta, nhẹ thì gân cốt gãy vụn, nặng thì lục phủ ngũ tạng đều sẽ vỡ nát, thậm chí là bị trưởng phong của ông ta làm tổn thương, giống như bị người cầm đao kiếm cắt qua vậy. Hơn nữa phối hợp với bước chân trầm ổn vững vàng như núi của ông ta, có thể thấy được đã tiến vào trạng thái chỉ thắng mà không có thua. Diệp vô phong đã nhìn ra, để thi triển loại thủ pháp công kích này Nogawa Saburo cũng phải hao phí sức lực cực kỳ lớn, anh chỉ cần cùng ông ta rằng có thêm 5-6 phút nữa, chỉ sợ đối thủ sẽ không cần anh tấn công nữa mà tự thua. Nhưng Nogawa Saburo trước mắt này lại tựa như một con trâu điên không biết mệt mỏi, hoặc là một con robot không biết bị thương là gì, hai trưởng ông ta vẫn không ngừng chuyển động, thân hình vẫn tiến lên phía trước, đã tấn công xa hơn 10 mét, còn không có ý định dừng lại, mà Diệp vô phong bước từng bước một lui về phía sau, đã lui về bên cạnh hồ nước vừa rồi. Nogawa Saburo nhìn tình hình này trong lòng mừng rỡ, nhịn không được dưới chân lại đẩy nhanh tốc độ, nhóc con, tôi xem cậu còn chạy đi đâu. Nếu anh không nhảy xuống nước, anh chắc chắn sẽ chết trong tay tôi. Ông ta biết, chỉ cần lại xuống nước, Diệp Vô Phong khẳng định còn không phải là đối thủ của mình. Những người vây xem xung quanh cũng nhìn ra manh mối, mọi người đều lo lắng thay cho Diệp Vô Phong. Mà sắc mặt Từ Nghệ Chi càng trắng bệch, đôi môi mím lại trong lúc vô tình đã cắn thật chặt thân thể bởi vì căng thẳng lo lắng mà run rẩy. Đúng vào lúc này, Diệp Vô Phong quyết định sẽ ra tay. Anh biết rằng tất cả mọi thứ sẽ có mặt lợi và mặt hại của nó, trên thế giới này không có gì là không có điểm yếu. Chiêu thức của đối thủ càng mạnh mẽ, nhược điểm lộ ra càng nhiều. Bây giờ anh rất tự tin mà nói rằng, ở trung tâm của trưởng phong cự luân này chính là điểm yếu của Nogawa Saburo. Nghĩ tới đây, Diệp vô phong quát lớn một tiếng, cơ thể đột nhiên nhảy dựng lên, một chân đạp thẳng vào trung tâm của cự luân. đến rất đúng lúc, Nogawa Saburo chính xác là đang chờ đợi chiêu này của Diệp vô phong. ông ta làm sao có thể không biết được điểm yếu của trường luân của mình? tự nhiên ông ta đã có phòng bị từ trước. nhìn Diệp vô phong một cước đánh tới, xuyên qua tầng tầng ảo ảnh của trường, giống như một cây chủy thủ sắc bén đâm vào bụng mình. Nogawa Saburo dĩ nhiên sẽ không né tránh, mà ỉ vào mình da dày thịt béo một cái bụng cứng rắn tiếp nhận một chân diệp vô phong hai tay ông ta vây quanh ôm chặt eo của người sau nogawa saburo một chiêu đắc thủ trong lòng mừng rỡ lần này diệp vô phong bị mình ôm lấy rốt cuộc có cánh cũng khó lòng bay thoát hai cánh tay như sắt thép của ông ta ép chặt lại thành một vòng đột nhiên siết chặt tựa như một cái vòng sắt theo ông ta thấy anh lần này đừng nói một người bằng xương bằng thịt cho dù là một cái thùng sắt thì cũng phải bị mình siết cho đến mức phải nổ tung mọi người sợ hãi hô lên từ nghệ chi thậm chí còn lấy hai tay che mắt tiêu rồi diệp vô phong lần này thật sự tiêu rồi nhưng mà đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kỳ lạ ở chỗ đó không phải giọng nói của diệp vô phong ngay sau đó bịch một tiếng một thân hình to lớn ẩm ẩm ngã xuống đất mọi người nhìn lại bất ngờ nhận ra đó lại là thân hình mập giống như cả núi thịt của nogawa saburo ngã xuống lúc nhào trên mặt đất còn run rẩy vài cái suýt chút nữa biến thành một trận động đất chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, nên dù là người có con mắt tinh tường, cũng nhìn không ra được toàn bộ diễn biến bên trong trận đấu. Mà người thật sự biết rõ cũng chỉ có hai người trong cuộc. Lúc ấy Nogawa Saburo đã vững vàng ôm lấy Diệp vô phong, hai tay tăng thêm lực đạo, muốn siết chết đối phương từ hai bên. Nhưng khi hai cánh tay của ông ta cố gắng ép chặt đối phương, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, tựa hồ như mình đang ôm không khí vậy lần này thật sự làm cho ông hoảng hốt một nỗi sợ hãi trong lòng sinh ra nhịn không được mà hai cánh tay buông lỏng nhưng theo cánh tay vừa buông thân thể diệp vô phong lại đột nhiên phình to hơn trước ông ta lại vội vàng dùng lực lần thứ hai siết chặt vừa thu tay vào thân thể đối phương lần thứ hai đột nhiên biến mất ông ta không biết hiện tại diệp vô phong tu luyện nội công tâm cảnh đã đến mức có mà như không không mà như có luyện cơ thể mình đến cảnh giới có thể mạnh mẽ cứng rắn như thép và mềm mại như bông loại đòn tấn công như thế này vốn dĩ là không có chút tác dụng nào đối với anh Nogawa Saburo hiện tại còn đang trong trạng thái ngạc nhiên quá mức mà đối thủ của ông ta lại không cho ông nhiều cơ hội để bình tĩnh lại hai tay diệp vô phong thong dong rút ra nắm chặt hai tay lại thành quyền ở hai bên thái dương ông ta đánh mạnh tới một cú đánh này chính là nhắm chúng hai bên huyệt thái dương huyệt đánh những người vây xem có lẽ không nghe thấy âm thanh gì nhưng chỉ riêng Nogawa Saburo nghe thấy giống như có tiếng sấm rền bên tai lại đột nhiên hóa thành ngọn lửa rực rỡ cháy sáng tinh quang bắn ra bốn phía ông ta cảm thấy não của mình đều muốn bị vỡ vụn ra đầu óc như sắp bị nổ tung theo bản năng ông ta bật ra tiếng kêu thảm thiết cả người ngã vật ra phía sau cơ thể mập mạp nằm trên mặt đất run lên vài cái sau đó không ngừng co giật mà câu mắng chết cũng biến thái của diệp vô phong ông ta vốn dĩ không nghe được nữa Nhìn thấy Nogawa Saburo mạnh như vậy cũng bị đánh tới chết, mặc nhị ra cũng cảm thấy sợ hãi. Ông ta thoáng sửng sốt, sau đó nhảy dựng lên mắng chửi đàn em của mình, mấy đứa khốn kiếp tụi bay, nhàn rỗi quá hả. Xông lên hết cho tao, giết chết cái thằng nhà quê này ngay lập tức. Đám đàn em của ông ta đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả bọn chúng liền tiến lên hai bước, ngay lập tức không tự chủ mà lùi trở lại ba bước, chuyện này không phải quá rõ ràng sao đến cả võ sĩ như Nogawa Saburo cũng không đấu lại được đám học trò như chúng ta nhảy lên không phải là tự tìm đường chết sao trong số đó có mấy người còn từng bị diệp vô phong đánh qua trong lòng càng thêm hoảng sợ làm sao còn dám đi lên mấy tên học trò của Nogawa Saburo vội vàng đi qua ôm thầy của mình lên nói thật những người ở quốc gia ngoài đảo này thực ra rất coi trọng chữ tín vừa rồi bọn họ nghe thầy mình nói muốn đấu võ với người thanh niên này nếu đã là thi đấu Kẻ yếu hơn chấp nhận chịu thua, bọn họ cũng không muốn vì thế mà cố chấp báo thù cho thầy mình. Diệp vô phong liếc mắt nhìn Mạc Nhị ra một cái, nói ông có biết xấu hổ không hả? Vừa nãy đã nói là thi đấu võ, đánh ba trận thắng hai là coi như chiến thắng. Sao hả, giờ lại còn muốn kéo người đánh chung? Không sao cả, muốn đánh thì cứ nói, dốc hết sức mà cùng lên đi. Nào nào nào, ông cũng được coi là một người đó. Ngoặc kép, Mạc Nhị ra làm sao dám nhúng tay vào ngay lập tức ông ta liền trở thành một con rùa rụt đầu không dám tiếp nhận lời khiêu khích trong đám người ở đó phát ra một tràn cười khinh thường hóa ra mạc nhị gia bình thường khoe khoang sức mạnh cũng có ngày hôm nay cười xong một trận diệp vô phong xoay người ôm quyền hướng về phía dân làng hành lễ được rồi hôm nay chương trình đến đây là hết mọi người giải tán hết cả đi anh quay sang nói với tả đại phú và từ nghệ chi ông cậu bà mợ vậy chúng ta cũng nên đi thôi nhìn thấy diệp vô phong muốn đi mặc nhị ra cũng không còn cách nào khác đám người có võ công này cũng không chịu động thủ giúp ông ta ông già trung niên như ông ta xông lên càng đánh không lại anh cuối cùng ông ta không cam lòng căm ghét nói diệp vô phong cậu đừng tự cho mình là đúng cậu còn chưa xong với tôi đâu nếu cậu bằng lòng vậy để qua một thời gian chúng ta lại thi thêm một trận đấu võ nữa địa điểm là trên đảo đông ngư của chúng tôi cậu có dám không ngoặc kép Diệp vô phong cười lạnh nói, tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Nhưng mà lần đấu võ tiếp theo, nếu vẫn đấu như bây giờ thì tôi sẽ không chơi với ông đâu. Chỉ bằng, chúng ta hãy cá cược một vài thứ cho tăng tính đặc sắc đi được không? Mạc nhị ra lớn tiếng kêu lên, được, tôi cược tất cả đội tàu vận tải của tôi. Tổng giá trị của đội tàu là 200 triệu đô la. Diệp vô phong, nếu cậu có đủ bản lãnh để đấu thắng tôi, đội tàu này sẽ thuộc về cậu diệp vô phong chắp tay vậy tôi cảm ơn trước tạm biệt mạc nhị ra trơ mắt nhìn diệp vô phong rời đi tức giận đến gầm gừ hiện tại Nogawa saburo đang bị thương rất nặng cần phải được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để điều trị ông ta vội vàng gọi mấy thanh niên trai tráng ở trong làng đỡ Nogawa saburo lên để đưa đến bệnh viện Nogawa saburo cắn răng nói bí thư mạc không cần thiết phải làm như thế tôi bị thương rất nặng bây giờ có đưa đến bệnh viện cũng không giải quyết được gì đâu tôi có mang theo thuốc trên người, ăn một viên trước, bình ổn giọng lại rồi nói sau. Mạc nhị ra vội vàng kêu người lấy nước ấm mang tới, Nogawa Saburo cố gắng móc từ trong túi ra hai viên thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau, uống cùng với nước nóng, dần bình ổn lại nói, bí thư mạc, phiền ông nhanh chóng giúp đỡ đưa tôi về Nhật Bản. Nếu tôi trở về muộn, cơ thể tôi coi như phải bỏ đi rồi. Mạc nhị ra nào dám chậm trễ, an ủi Nogawa Saburo, Nogawa Saburo, Ông cứ yên tâm giao cho tôi, tôi sẽ lập tức đích thân đưa ông đi. Hai người tụi bay, nhanh đi lái thuyền của tao tới đây. Hai vệ sĩ bên cạnh rất nhanh lái một chiếc thuyền cao tốc sang trọng tới, Mạc nhị ra tự mình đỡ Nogawa Saburo lên thuyền. Nogawa Saburo nói, bí thư Mạc, đường xá xa xôi như vậy, ông không cần phải cực khổ đi theo tôi làm gì. Ông nên ở lại mau đưa tiểu cường đến bệnh viện. Ngoài ra, ông phải thật cẩn thận nghiên cứu kỹ cách đối phó với diệp vô phong chúng ta đã phải ăn thiệt thòi quá lớn rồi lần sau nhất định phải đánh cho cậu ta thảm bại lấy lại danh dự đã mất mạc nhị gia gật đầu nói Nogawa saburo ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi tôi và diệp vô phong còn chưa xong đâu cho dù có phải tán ra bại sản dùng hết tiền tài mời cao thủ giang hồ dù bất cứ giá nào tôi cũng phải giết chết diệp vô phong này tôi sẽ gọi cho lão đại của tôi Nogawa saburo nắm tay mạc nhị gia nói bí thư mạc tình bạn của chúng ta dù sao cũng đã hơn 10 năm rồi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Sau khi tôi trở về sẽ đem chuyện này nói với thầy của tôi, nếu có võ sĩ tài cao như ông ấy chịu ra mặt, nhất định sẽ đánh cho Diệp vô phong này chết thê thảm. Mạc nhị ra phấn khích nói, ông Nogawa Saburo, vậy thì vất vả cho ông quá. Tôi cũng đã hẹn Diệp vô phong một thời gian nữa sẽ thi đấu thêm một lần nữa rồi. Đến lúc đó giết chết cậu ta cũng không muộn. Nogawa Saburo nói, tuy là như vậy, nhưng những năm gần đây thầy của tôi rất ít khi tham dự vào chuyện ở Trung Quốc. Bởi vì thầy của tôi trước đây đã làm việc cho lực lượng phòng vệ quân đội Đại Đông Dương. Nếu ông ấy ra mặt lúc này có thể gây ra sự hiểu lầm không cần thiết. Làm cho quân đội Trung Quốc không yên tâm, lỡ như bởi vì chuyện nhỏ này, liên quan đến ân oán của hai quốc gia, không khéo cái mất lại nhiều hơn cái được. Mạc nhị ra bèn nói, ông Nogawa Saburo, cho dù sư phụ ông không xuất đầu lộ diện, ông không phải cũng còn rất nhiều đàn anh rất giỏi đó sao? Tùy tiện gọi mấy người tới đây, cũng có thể xử được Diệp Vô Phong rồi. Còn về việc tiền bạc, không thành vấn đề cứ tính hết tất cả cho tôi là được. Chờ ông về nước, tôi lập tức cho ông 10 triệu, ông cứ tạm thời sử dụng trước. Cho dù phải mất hết gia sản, tôi cũng muốn Diệp Vô Phong chết không có chỗ chôn thân. Nogawa Saburo nói, vậy tốt, khi trở về, tôi sẽ dưỡng thương trước một thời gian nữa vẫn còn một trận quyết chiến trên đảo đông ngư của ông tôi sẽ dắt theo một vài người nữa đến giúp đỡ nhưng mà ông cũng đừng ngồi im chịu khó tiêu tốn nhiều tiền một chút mời thêm vài người mạnh võ sư trung quốc các ông cũng có không ít cao thủ đâu mạc nhị gia nói tôi đã biết phải làm thế nào mạc nhị gia giao cho hai tên đàn em thân cận lái thuyền đưa nogawa saburo về nhật bản còn mình vội vàng đưa con trai nhỏ đến bệnh viện cả cho tôi là được Chờ ông về nước, tôi lập tức cho ông 10 triệu, ông cứ tạm thời sử dụng trước. Cho dù phải mất hết gia sản, tôi cũng muốn Diệp Vô Phong chết không có chỗ chôn thân." Nogawa Saburo nói, "Vậy tốt, khi trở về, tôi sẽ dưỡng thương trước, một thời gian nữa, vẫn còn một trận quyết chiến trên đảo Đông Ngư của ông, tôi sẽ dắt theo một vài người nữa đến giúp đỡ. Nhưng mà, ông cũng đừng ngồi im, chịu khó tiêu tốn nhiều tiền một chút mời thêm vài người mạnh. Võ sư Trung Quốc các ông cũng có không ít cao thủ đâu. Mạc nhị ra nói, tôi đã biết phải làm thế nào. Mạc nhị ra giao cho hai tên đàn em thân cận lái thuyền đưa Nogawa Saburo về Nhật Bản. Còn mình vội vàng đưa con trai nhỏ đến bệnh viện, chương 53, hận thù ngày càng thêm gay gắt. Sau khi được đưa đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra, Mạc Đông Cường được chuẩn đoán là bị gãy toàn bộ xương ở cả hai chân. Chính xác thì cả hai chân anh ta đều bị đánh gãy, tạm thời nếu muốn xuống đất đi lại, cần thời gian ít nhất là một tháng. Và cần ít nhất ba tháng để có thể hồi phục hoàn toàn chấn thương. Mạc nhị ra nhìn con mình mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp vô phong, mày còn chưa xong với tao đâu. Mạc đông lôi nhận được điện thoại của bố mình, lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Nhìn thấy hai chân của anh trai mình bị thương nặng như vậy, anh ta tức giận hỏi, bố, là ai đã làm chuyện này? Mạc nhị ra nói, đó là một con chuột nhắt tên là Diệp Vô Phong gây ra nó rốt cuộc có thân phận thế nào bố còn chưa có thăm dò được rõ ràng. Nhưng con cứ yên tâm bố đã cho thêm người tiếp tục điều tra rồi. Diệp vô phong, mạc đông lôi giết ba chữ này qua kẽ răng của mình, ánh mắt của anh ta hung dữ độc ác kêu lên, lại là Diệp vô phong. Được thôi, Diệp vô phong, nếu mày đủ can đảm để làm hại anh trai của tao, tao cũng phải nhất định bắt mày sống không bằng chết. Tao phải giết chết mày, sau đó bắt vợ của mày. Nuốt hết toàn bộ gia sản nhà họ Lâm bọn mày mới có thể giải hết được nỗi hận trong lòng của tao. Vào lúc này toàn bộ người trong gia đình của Tả Tiểu Thanh đã ở nhà chờ Diệp Vô Phong trở về. Tả Tiểu Lam lén hỏi chị gái mình, tôi nói chị nghe, thằng con rể vô dụng nhà chị thật sự là có chút năng lực nha, hay là cố tình giả vờ vô dụng như vậy nhỉ? Đúng vậy đúng vậy, ai cũng nói nó là cái đồ vô dụng, không ngờ hôm nay nó lại có thể đảm nhiệm nhiều việc lớn như vậy nha theo tôi đoán chắc nó không muốn tiếp tục sống một cuộc sống bị người người khác khinh thường mới thế. Nếu hôm nay nó thực sự làm được việc này, điều đó có nghĩa là thư em mờ đã không có nhìn nhầm người, đứa nhỏ này quả nhiên có năng lực. Tả Tiểu Thanh trong lòng bồn chồn không yên, nếu là 6 tháng trước, Tả Tiểu Thanh sẽ không nói gì mà tin rằng Diệp Vô Phong chẳng thể làm được điều gì tốt đẹp cả. Thế nhưng mà, đứa con rể này trong khoảng thời gian gần đây quả thực có chút khác thường. Đặc biệt, ngay cả bà nội cũng bị cậu ta đánh lừa. Mặc kệ là cậu ta thực sự có khả năng hay giả vờ mình có năng lực, chỉ cần cậu ta dám một mình đứng lên đối mặt với bọn bắt cóc, điều này tốt hơn ông chồng Lâm Vĩnh Quân của mình rất nhiều rồi. Lại nói tiếp, mình mới chính là người bất hạnh nhất, gả cho một tên vô dụng thật sự. Trong lúc mọi người đang bồn chồn không yên, ngoài cổng lớn vang lên tiếng còi xe ô tô, chính là Diệp Vô Phong đã trở lại. Nhìn thêm chút nữa ở phía sau Diệp Vô Phong, Tả Đại Phú và bạn gái anh ta từ nghệ chi đã bình an mà quay trở lại rồi. Mọi người đều giật mình kinh ngạc. Bà ngoại của thư em mờ chạy nhanh lên, ôm lấy Tả Đại Phú mà khóc lớn. Con trai của mẹ, tạ ơn trời rất cuối cùng con đã trở về nhà bình an. Tả Đại Phú cũng khóc. Diệp vô phong đành nhẹ nhàng khuyên bảo, bà ngoại, ông cậu đã bình an trở về, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe mình thật tốt chứ ạ. À? Tả Tiểu Lam trợn to hai mắt nhìn Diệp vô phong, cậu ta thực sự làm được đây có phải là đứa con rể vô dụng của chị hai tôi không vậy thật không thể tin được nghe vậy diệp vô phong cười như không cười nhìn tả tiểu lan nói gì nhỏ à trước đây có phải chúng ta có đánh cược trước với nhau đúng không tả tiểu lam trợn trắng mắt ngượng ngùng lúng túng nói diệp vô phong gì gì thừa nhận trước đây gì có nói như vậy con quả nhiên là người rất có năng lực con đã giải cứu bọn họ như thế nào vậy thật tò mò quá đi con nhanh nói cho chúng ta biết một chút đi Diệp vô phong vẫn mỉm cười, gì nhỏ, có phải gì vẫn nên gọi con một tiếng anh không? Tả tiểu lam hơi đỏ mặt, vùi đầu thật sâu. Tả tiểu thanh nói, Diệp vô phong, dù gì bà ấy cũng là gì của cậu. Nếu bà ấy gọi cậu là anh, vậy gia đình chúng ta sau này không phải xưng hô sẽ bị đảo lộn sao? Tiểu lam cũng đã thừa nhận mình sai rồi, ông cậu cũng đã trở về nhà. Gia đình chúng ta đều rất vui mừng, cũng đã lâu rồi chưa có vui vẻ như vậy hay là chúng ta mở tiệc ăn mừng nhé. Diệp vô phong gật đầu nói với tà tiểu lam, dì nhỏ, nếu mẹ tôi đã xin tôi bỏ qua cho dì, vậy thì lần cá cược này của chúng ta tôi coi như xong. Sau này dì vẫn sẽ là dì của tôi. Tà tiểu lam vội vàng cười nói, vô phong, cháu rể bảo bối của dì, dì không nghĩ con lại có năng lực như vậy đó, rốt cuộc con đã dùng mối quan hệ nào để chuộc người về mà không cần tốn một xu nào vậy. Diệp vô phong trầm mặt nói, ông cậu, mặc dù hôm nay tôi chuộc cậu ra, nhưng tôi phải nói rõ cho cậu nghe, chuyện cờ bạc 10 cược 9 thua. Cho dù bên kia cho vay nặng lãi là không đúng, nhưng cậu cũng không phải không có trách nhiệm đâu. Hôm nay là tôi cứu cậu, nhưng còn có lần sau, tôi sẽ không quan tâm đến nữa đâu. Tả Tiểu Thanh cũng trách tả Đại Phú, cậu cũng đã ngoài 30 tuổi rồi vậy mà vẫn còn đi đánh bạc, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi cậu cứ không chịu nghe lời của tôi. Cuối cùng thì hôm nay cũng có chuyện xảy ra đúng không? nếu không phải nhờ vào mối quan hệ của diệp vô phong giúp cho cậu quay lại có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay về được nữa đâu từ nghệ chi cũng nói tả đại phú nếu anh lại đánh bạc em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa tả đại phú vội vàng bày tỏ thái độ bố mẹ chị tiểu chi vô phong hôm nay tôi đã học được một bài học sâu sắc nhất trong cuộc đời mình tôi đã suýt chết trên đảo đông ngư lần này tôi hứa sẽ không bao giờ đánh bạc nữa Diệp vô phong nói với vẻ hài lòng, cháu hy vọng lời nói của cậu có giá trị một chút, sau này chịu khó tìm việc gì đàng hoàng mà làm đi. Sau khi cả gia đình đã nói chuyện rõ ràng, kết quả đều khiến mọi người hài lòng vui vẻ. Tả tiểu thanh lấy ra một tấm thẻ, nói, đại phú, trong thẻ này có 60 triệu, đây là tiền mà chị tiết kiệm cho tới giờ. Chú cần tiền để kết hôn, đừng tiếc tiền rồi làm quá nhỏ. Chị chỉ có thể tài trợ bấy nhiêu cho chú thôi. Tả Tiểu Hồng và Tả Tiểu Lam cũng xuất ra 30 triệu mỗi người, Tả Đại Phú cảm kích tận đáy lòng, nước mắt nước mũi không kiềm chế được mà rơi, miệng không ngừng nói tiếng cảm ơn. Anh ta tự hứa với mọi người từ nay về sau sẽ cố gắng sống thật tốt. Thấy trời tối dần, Diệp Vô Phong nói với Tả Tiểu Thanh, "Mẹ, chúng ta cũng về đi." Diệp Vô Phong lái xe đưa Tả Tiểu Thanh trở về thành phố Tam Giang. Xe đi được nửa đường thì bầu trời từ từ tối sầm lại. Ở giữa còn phải phải vượt qua một đoạn đường vòng quanh núi rất dài. Sau khi lái xe lên con đường vòng quanh núi, Diệp Vô Phong đột nhiên nhận thấy một chiếc xe tải hạng nặng bám chặt vào phía sau xe của mình. Lái xe thêm một khoảng cách, chiếc xe tải lớn đột nhiên tăng tốc, đâm vào xe của mình. Diệp Vô Phong có linh cảm cực kỳ không tốt, anh nhíu chặt mày nói, "Mẹ, có lẽ có chút rắc rối." Diệp Vô Phong đạp ga, xe tăng tốc, chiếc xe tải liền bị bỏ lại phía sau. Tả Tiểu Thanh cũng nhìn thấy tình hình nguy hiểm vừa rồi, tức giận mắng về phía sau, cái đồ khốn kiếp kia, đang lái xe kiểu gì vậy hả? Ngoặc kép, Diệp vô phong quan sát tình hình đường xá một chút, đoạn đường này dĩ nhiên là một đoạn đường núi, mặt đường rất hẹp, chỉ có thể cho hai chiếc xe song song lái qua. Nếu một vụ va chạm xảy ra trên một con đường núi như vậy, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Diệp vô phong đạp chặt ga, lái xe về phía trước. Ai ngờ, Chiếc xe tải phía sau cũng đuổi theo với tốc độ cao. Xem ra, hành vi va chạm vừa rồi của nó cũng không phải chỉ đơn giản là vô tình đụng chúng. Tả Tiểu Thanh mắng, khốn kiếp, bọn chúng đang cố tình đụng vào chúng ta. Diệp Vô Phong im lặng, bình tĩnh lái xe, bây giờ nói cũng không có giải quyết được gì, cách duy nhất để thoát khỏi nguy hiểm là rời khỏi đây. Mà vào đúng này, phía trước mặt có một chiếc xe tải khác cũng đang lái trên đường điều làm cho người ta tức giận chính là chiếc xe tải này lại không đi theo làn đường bên ngoài của mình mà cố tình chạy ra giữa đường. Hiện tại chiếc xe tải kia chỉ còn cách xe diệp vô phong chưa đầy 100 mét nữa. Trên đường núi đèn đường không nhiều lắm, đường vòng quanh núi tối tăm, bị đèn xe đối diện chiếu sáng. Một bên là một vách đá, một bên là vực sâu. Bị hai chiếc xe tải lớn đánh về phía trước và phía sau, làm sao có thể tránh được. Trong nháy mắt, Diệp Vô Phong và Tà Tiểu Thanh đều thấy rõ ý đồ của chiếc xe tải lớn trước mặt, nếu như nó không nhường đường, bất luận là bên trái hay bên phải, xe của mình cũng đều không có cách nào vượt qua. Cứ kiên quyết đụng phải thì kết quả chỉ có một, đó chính là bọn họ sẽ bị hai chiếc xe tải hạng nặng này ép thành bánh quy. Diệp Vô Phong trong lòng khẽ động, chẳng lẽ Mạc Nhị ra phái bọn chúng tới để đuổi giết anh? Chương 54 tránh khỏi vụ tai nạn xe hơi. Nếu thật sự muốn tránh được vụ tai nạn xe hơi sắp xảy ra này, trừ khi chiếc xe anh đang lái có thể mọc cánh bay qua đầu chiếc xe tải đối diện, nhưng đó chính là một điều không thể thực hiện được. Chuyện không xong rồi, cứ thế này chúng ta sẽ bị tông chết mất, Tả Tiểu Thanh hoảng hốt. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Vô Phong lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của anh đảo nhanh, cố gắng tìm ra một chút hy vọng sống sót trong cảnh hiểm nghèo này. Đột nhiên, anh đạp mạnh chân ga, Chiếc BMW X5 cứ như thế lao nhanh về phía chiếc xe tải trước mặt. Diệp Vô Phong, cậu muốn làm gì vậy hả?" Tả Tiểu Thanh hoảng loạn kêu ầm lên. Trong chiếc xe tải phía đối diện, gã lái xe đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt hắn nheo lại phát ra tia lạnh, giống như một con đại bàng đang chuẩn bị bước vào cuộc săn mồi. Nhìn con mồi của mình đang giãy dụa phía trước, gã ta cũng nhanh chóng tăng tốc xông tới về phía Diệp Vô Phong. Sắc mặt Diệp Vô Phong vẫn lạnh như băng. Anh không có thời giờ để ý tới tiếng kêu kinh hãi của Tả Tiểu Thanh, hai tay trong vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Ngay khi hai chiếc xe sắp đụng trực tiếp vào nhau, Diệp Vô Phong cuối cùng đã tìm ra được mộ con đường sống của mình đó là một sườn dốc nhỏ gần vách núi. Sau khi cho bánh xe chạy lên dốc, bởi vì quán tính, chiếc xe này lập tức dựng đứng lên. Trong tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của Tả Tiểu Thanh, chiếc BMW dưới tay lái cử khôi không chê vào đâu được của Diệp Vô Phong bánh xe dọc theo vách núi nhanh chóng lao qua nóc xe của chiếc xe tải đối diện. Quá sức nguy hiểm, nó khiến người khác không thể tưởng tượng ra được, không ai biết không ai có thể nghĩ đến Diệp Vô Phong lại dùng một phương thức như vậy mà tránh được tai nạn giao thông. Âm ầm, hai chiếc xe tải trên đà lao tới không kịp phanh lại liền đâm vào nhau. Sau đó, cùng nhau lăn xuống vách đá. Diệp Vô Phong thở phào nhẹ nhõm, anh không dám dừng lại thêm một phút. Cho xe tăng tốc nhanh hơn bình thường màu chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Khi về được đến nhà, do mới vừa rồi trải qua nguy hiểm, mọi chuyện diễn ra còn như ở trước mắt, Tà Tiểu Thanh vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi. Lúc bước xuống xe, chân bà ta như muốn nhũn ra, nếu không phải Diệp Vô Phong nhanh tay đỡ kịp, chắc ăn sẽ không thể bước được vào trong nhà. Diệp Vô Phong quay lại nhỏ giọng dặn dò Tà Tiểu Thanh, "Mẹ à, chuyện hôm nay tuy khiến chúng ta kinh hãi không nhỏ, nhưng nói chung cũng là gặp nạn không chết. Chuyện này con nghĩ mẹ cứ để con tự mình xử lý." sau này con sẽ nhờ bạn bè của con điều tra một chút, xem ai là kẻ đứng sau ra tay độc ác với chúng ta hôm nay. Vậy nên, tốt hơn hết là mẹ đừng để cho thư em mờ và bố phải lo lắng sợ hãi, mẹ cũng không nên nói cho bọn họ biết làm gì. Tả Tiểu Thanh gật gật đầu nói, vậy cậu mau chóng điều tra đi. Tôi mới nhận được một lá thư đe dọa ngày hôm qua, bọn chúng nói muốn xử lý tôi thật sạch sẽ, lá thư đó khiến tôi hơi lo lắng. Tôi đang nghĩ những kẻ lái xe đâm vào chúng ta ngày hôm nay có lẽ là cùng một nhóm. Diệp Vô Phong trong lòng biết rõ, người muốn trừ khử anh nhất định chỉ có một người, Mạc Đông Lôi của nhà họ Mạc. Mà giờ phút này, Mạc Đông Lôi lẳng lặng ngồi trên ghế giám đốc trong văn phòng làm việc của anh ta, trong lòng cân nhắc đối sách phải làm sao để đối phó Diệp Vô Phong. Mới vừa rồi nhận được báo cáo về việc phái đi ra hai sát thủ, ở giữa đường cố ý gây ra tai nạn nhằm đụng chết Diệp Vô Phong kết quả không biết làm sao lại không tông chết Diệp Vô Phong, để cho anh ta may mắn tránh thoát được một kiếp, ngược lại còn làm cho hai tên sát thủ tự mình đụng phải nhau, cả hai chiếc xe đều rơi xuống vách đá, cả người và xe đều chung số phận. Cảnh sát nhất định sẽ vào cuộc điều tra vụ án này, cũng may mặc đông lôi sớm đã có sắp xếp từ trước. Hai người được chọn này đều là những tên tội phạm nguy hiểm, sau khi tái phạm lại sợ tội bỏ trốn đã nhiều năm. Hai chiếc xe tải cũng là xe bị đánh cắp, người chết, xe cũng bị hủy, hoàn toàn không có để lại manh mối nào. Tuy nhiên, bước tiếp theo là làm thế nào để đối phó với Diệp Vô Phong? Mạc Đông Lôi ở trong văn phòng suy nghĩ đối sách, xây dựng kế hoạch từng cái từng cái thật chi tiết, sau đó cũng dẹp bỏ từng cái từng cái một. Mãi đến 4 giờ sáng, Mạc Đông Lôi rốt cục đưa ra quyết định, anh ta cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và bấm số, "Trần lão tứ, cậu lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến, tôi có việc gấp cần trao đổi với cậu." Trần Lão Tứ là giám đốc văn phòng phá rỡ của công ty phát triển tập đoàn Mạc Thị, anh ta có quan hệ khá thân thiết với Mạc Đông Lôi. Người kia đang ở nhà ngủ cùng vợ, nghe được điện thoại của ông chủ, anh ta biết ngay có việc gấp liền lập tức lái xe chạy đến công ty. Mạc Đông Lôi đang đợi anh ta, sắc mặt hắn âm trầm, chỉ vào một cái túi ra trên bàn, Lão Tứ, cậu làm giúp tôi một việc. Sáng mai cậu đi truyền chỉ thị giúp tôi, sau khi cậu làm xong việc thì tạm thời hãy đến Nam Dương để lẩn trốn một thời gian trong đây có 300 triệu, đủ để cho cậu sống mấy năm. Ánh mắt Trần Lão Tứ sáng lên, Tổng Giám Đốc Mạc, anh muốn em truyền chỉ thị gì? Mạc Đông lôi nghiến răng nghiến lợi nói, tập hợp tất cả các máy xúc của công ty, chưa mai tháo rỡ khách sạn lớn Hoàng Triều của Lâm Thư M. Tổng Giám Đốc Mạc, em hiểu rồi, em sẽ sắp xếp ngay. Sau khi Trần Lão Tứ rời đi, Mạc Đông lôi bắt đầu triệu tập đội ngũ, chuyện này, anh ta vẫn đang giấu giếm chú ba mình, bởi vậy không dám từ bên cạnh điều động cao thủ hộ vệ bên người chú ba đi. Nhưng mà, Mạc Tam gia đối với Mạc Đông Lôi vô cùng coi trọng, rất nhiều chuyện của công ty đều giao cho anh ta quản lý. Vì thế, Mạc Đông Lôi đã sớm tụ tập rất nhiều cao thủ cho riêng mình. Thành phố Tam Giang quản lý 6 huyện, mỗi huyện đều có một nhân vật trí dũng kiệt xuất, nhân vật này được gọi là đại kiêu cấp huyện. Mà Mạc Tam gia lại là đại kiêu cấp thành phố. Ví dụ, đại kiêu cấp huyện ở huyện Đông Hoa chính là Mạc Nhị Gia. Mạc Đông Lôi gọi điện thoại thông báo cho các vị đại kiêu ở một thành phố lục huyệt, mỗi người ra 100 quân ngũ, nhất định phải đạt điều kiện có thể đánh đấm được. Hôm nay đến văn phòng phá rỡ tập đoàn Mạc Thị báo cáo, sau khi hoàn thành công việc, mỗi người nhận được 30 triệu tiền thưởng. Trước kia, tập đoàn Mạc Thị đều mạnh mẽ chiếm dụng đất đai, tự ý phá rỡ nhà ở của người dân những loại chuyện như thế này vốn làm không ít, cũng thường xuyên từ phía dưới điều động người xe, chỉ là chưa điều động với quy mô lớn như vậy mỗi huyện xuất ra 100 người, cộng thêm hơn trăm người bên cạnh Mạc Đông Lôi, cộng lại có hơn 800 người. Dưới tòa nhà văn phòng công ty phá hủy của tập đoàn Mạc Thị, chất đầy xe tư nhân đông đến mức không có chỗ để đậu. Trần Lão Tứ cùng 7 vị phụ trách dẫn đầu gặp nhau, hạ lệnh phá hủy khách sạn lớn Hoàng Triều. Cho dù đám người này có bị người khác cưỡng chế phá rỡ hay không, chỉ cần có người đưa tiền ra thuê, bọn chúng đều sẽ làm việc. Ngay cả khi trong quá trình có xảy ra chuyện gì, pháp luật thể đổ lỗi cho đám đông kia được. Hơn 800 người xe từ tập đoàn Mạc Thị, tất cả đều mặc quần áo màu đen mang tính biểu tượng, được 6 chiếc máy xúc lớn vây quanh cùng nhau hành động. Mạc Đông Lôi cũng xen lẫn trong đội ngũ, chẳng qua, hành động lần này hắn không tự mình chỉ huy. Mục đích là để thoát khỏi trách nhiệm liên quan sau khi mọi chuyện đổ bể. Mạc Đông Lôi đem quyền chỉ huy hành động giao cho ba anh em họ của Trần Lão Tứ ba người này đều là nhân vật nổi danh lâu đời trên giang hồ đại đạo, biệt danh Trần Gia Tam Hổ, ai nấy đều tâm ngoan thủ lạt, là những kẻ tàn nhẫn lì lợm đánh nhau không cần mạng. Diệp vô phong, nếu mày muốn làm một tên phế vật thì cứ việc chạy trốn cho nhanh, cút đi xa một chút, để cho bọn tao tháo rỡ khách sạn Hoàng Triều. Còn nếu mày muốn xuất đầu lộ diện làm một anh hùng, tốt thôi tao cho mày toại nguyện, bọn tao sẽ giết mày. Diệp vô phong mày có thể đánh nhau với bọn tao, nhưng mày nên nhớ một con hổ giữ không thể quật lại một bầy sói, anh hùng chưa chắc đã địch nổi nhiều người, mày có thể đánh nữa thì tới đi, chẳng lẽ lại có thể đánh bại 800 người của tao sao? Hôm nay, Mạc Đông Lôi đã ra ngoài, dùng lý do phá hủy khách sạn lớn Hoàng Triều, cố ý chọc giận Diệp vô phong. Sau đó kêu gọi đám người này cùng nhau đánh chết anh ngay trên đường phố. Khi sắp đến khách sạn Hoàng Triều, Mạc Đông Lôi lại gọi điện thoại cho phó thị trưởng thành phố là Mã Kiến Đào, Bác Mã, Hôm nay bên con có xảy ra chút chuyện. Xin bác chiếu cố một chút, nói cho cục công an bên can thiệp chế một chút. Mã Kiến Đào vốn là bạn tốt của Mạc Tam gia, ông ta đã quá quen với tác phong làm việc kiểu này của Mạc Đông Lôi rồi, cho nên đối với yêu cầu như thế của Mạc Đông Lôi cũng không có đưa ra bất kỳ ý kiến thắc mắc gì. Ông ta càng không ngờ tới chính là Mạc Đông Lôi hôm nay muốn làm một trận lớn đánh long trời lỡ đất. Mã kiến đào lúc này chỉ xem như Mạc Đông lôi lại phái người thu thập một nhân vật kinh doanh nào đó không có tầm nhìn, dám đối đầu với anh ta. Chờ anh ta dọn dẹp xong, lại để cảnh sát xuất hiện lần nữa mà thôi. Vì vậy, Mã kiến đào thông báo cho anh trai của mình, hiện đang làm cục phó của cục công an nhờ và đôi câu. Hết thải an bài đâu vào đấy, nhìn thời gian đã hơn 11 giờ trưa, Mạc Đông lôi mang theo 800 người, mấy trăm xe máy xúc đến, dường như đều chặn hết con đường xung quanh khách sạn lớn Hoàng Triều. Chính chủ, dù bạn đọc chung chùm truy n, nhìn thấy giao thông đã bị tắc nghẽn, Mạc Đông lôi lặng lẽ phân phó tam hổ, tất cả chú ý, tiến hành theo kế hoạch đã định. chương 55, người đông thế mạnh. Tuân theo mệnh lệnh của Mạc Đông lôi, 800 tên thuộc hạ mặc áo đen từ trên xe bước ra. Mấy tên này ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, vai u thịt bắp, tay cầm côn tay cầm dao mát, có tên còn cầm theo chai rượu trên tay. Bởi vì quy mô quá lớn, mấy ông công an giao thông cũng không dám tới cản, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. 800 tên này không khác gì xã hội đen trá hình, trắng trợn ngông nghênh xông thẳng vào cửa lớn khách sạn lớn Hoàng Triều. Ở trước cửa, có 6 chiếc máy xúc cỡ lớn, nắm chuẩn thời cơ dỡ bỏ khách sạn Hoàng Triều. Nhiều người như vậy, tiếng động lớn như thế, tin tức rất nhanh đã chuyển tới tai lâm thư em mờ. Cái gì, mấy trăm người tới gây rối, còn có thêm mấy máy xúc nữa. Lúc này Lâm Thư Em Mờ muốn ngồi cũng ngồi không vững nữa. Cô chạy tới trước khung cửa sổ, nhìn xuống dưới, tình hình quả thực đúng như vậy, mấy người kia khí thế bừng bừng, gần như đứng chật cứng một đoạn đường dài. Lâm Thư Em Mờ quay người lại, nhìn Diệp Vô Phong đang lạnh thanh ngồi trên ghế sofa uống trà ăn bánh. Diệp Vô Phong, làm sao đây? Anh có thể giải quyết được không? Diệp Vô Phong sớm đã đoán được, sau chuyện xảy ra tối qua, Mạc Đông Lôi chắc chắn sẽ quay lại báo thù quả nhiên anh ta tới báo thù rồi nè. Diệp vô phong đứng dậy, nói, không cần lo, có 800 người chứ nhiêu. Thưa em mờ, anh sớm đã biết trước rồi, đây đều là chuyện tốt mà Mạc Đông lôi làm ra, 800 tên này cũng chỉ là một đám có tiếng mà không có miếng thôi. Anh với Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ đã đủ xử lý đám này rồi. Nhưng mà, đám côn đồ này đông thế kia, một khi bắt đầu đánh nhau, sợ là sẽ lỡ tay, dù không đánh chết người, mấy chục phần trăm thương tích kết thành tội không nhẹ đâu nha lâm thư m nhanh tay nhấc điện thoại lên vậy để em gọi ngày cho bạch tinh đồng để cô ấy cho người tới dẹp loạn diệp vô phong cười hắc hắc nói đừng để cảnh sát tới làm loạn thêm nữa chuyện của chúng ta chúng ta tự giải quyết lâm thư m không hiểu rốt cuộc diệp vô phong đang có ý định gì nữa lẽ nào anh muốn làm một trận sống mái với bọn họ hả diệp vô phong cười lạnh một tiếng không sai tiết phi tập hợp toàn bộ đội bảo an. Diệp vô phong phòng ngừa trước, từ tối hôm qua đã bảo Lâm Thư M điều hơn mười mấy người bảo vệ từ công trường về khách sạn lớn Hoàng Triều đợi lệnh sẵn. Tiết Phi, Mã Vũ, Hàn Kỳ ngay lập tức triệu tập đội bảo vệ lại, mặc dù số người không đông, chỉ có khoảng hai mươi mấy mống. Cộng thêm đầu bếp chuyên nấu nướng sau bếp, với mấy người phục vụ bàn chuyên phục vụ món vào nữa, vừa hay được khoảng hơn ba mươi mấy mống. Mấy anh đầu bếp ai ai cũng cầm cây cán bột trên tay, phục vụ bàn tay cầm cán chảo, đây chính xác là một đội bảo vệ dân chơi nhất từng thấy. Tiết Phi xoa xoa nắm đấm, ha ha, thú vị thật nha, chốc nữa 800 tên kia tới, anh em chúng ta gói chúng nó lại làm bánh luôn. Mã Vũ và Hàn Kỳ lại có chút lo lắng, anh Phong, phải đánh thật ấy hả? Diệp Vô Phong nhìn ra ngoài thông qua một cánh cửa sổ, hỏi, Tiết Phi, anh có để ý thấy bọn chúng có vũ khí nóng không? Mã Vũ và Hàn Kỳ càng ngạc nhiên và sợ hãi hơn, vũ khí nóng chỗ này là chỗ nào chứ? Tam giác vàng trận địa của mấy ông trùm khét tiếng không đó, đến mấy tên giang hồ nổi danh ở tỉnh lẻ còn chả dám. Vũ khí nóng, ban ngày ban mặt tay cầm AK-47, M-41 hay mấy khẩu Remington đi càn quét ấy hả? Ai dám? Cho dù là nhà họ bạch ở tỉnh, nhà họ viên ở Hoa Hải, cũng không to gan lớn mật đến vậy. Nếu thực sự muốn làm như vậy, tất ngang nhiên ra oai, khiêu chiến với sức mạnh quân sự của quốc gia, mà tất nhiên kết quả sau đó khẳng định chính là bạn bị thế lực quân sự nghiền thành bột luôn. Tiết Phi nghiêm túc nói, chắc không có vũ khí nóng đâu, ít nhất tôi không nhìn thấy dấu hiệu nào cả. Anh Phong anh cũng coi thường mấy thằng nhãi con này quá rồi đó, chúng nó thực sự có gan đó, sớm đã chiếm cứ Tam Giác Vàng và Somalia rồi đó. Diệp Vô Phong gật đầu, nói, không có vũ khí nóng là được rồi. Anh em chuẩn bị tốt vào, hôm nay chúng ta chơi lớn luôn, nhớ lấy nhất định phải giữ được cửa lớn tuyệt đối không được để bọn chúng vào trong để thiệt hại của khách sạn chúng ta chỉ ở phía ngoài giảm thiểu tổn hại xuống mức thấp nhất còn nữa lúc ra tay không phải ngại cứ đánh mạnh vào miễn là không đánh chết chúng nó là được mã vũ hàn kỳ hai người dẫn dắt bọn họ cũng đừng đánh bậy đánh bạ chỉ cần bảo vệ được cửa lớn thôi những việc khác cứ để cho tôi với tiết phi chúng ta làm thịt mấy thằng nhóc ngây thơ này bên ngoài khách sạn hoàng triều đám người Mạc Đông Lôi ồ ạt đánh tới, có thể hình dung như một trận chiến lớn, Mạc Đông Lôi đã chuẩn bị cả tối qua. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể chút hận trong lòng ra rồi, lấy ra một điếu thuốc hiệu Trung Quốc, châm lên. Mạc Đông Lôi không đánh trận tiền tuyến, mà ngồi trong một chiếc xe nằm giữa đội quân kia xem màn kịch lớn này. Anh ta biết Diệp Vô Phong rất lợi hại, anh ta cũng không có gan đánh trận đầu, nhưng anh ta muốn tận mắt chứng kiến, thế lực to lớn của bản thân trấn áp khách sạn Hoàng Triều của Diệp Vô Phong trước cửa lớn khách sạn hoàng triều những thành viên của đội bảo an cứ như phải đối mặt với một đối thủ lớn trước cửa là bậc thang tam cấp có thể lên xuống theo ba hướng phần ở giữa bậc tam cấp này là một bệ hình vuông cao hơn một mét ở trên bệ thang kia diệp vô phong đã sắp xếp xong người đứng phòng bị ở đó hai người mã vũ và hàn kỳ mỗi người đứng ở một bên bên cạnh mỗi người có bốn bảo vệ vị trí chính giữa bệ thang có hai người diệp vô phong và tiết phi đứng phòng vệ bên cạnh mỗi người cũng có bốn bảo vệ trẻ tuổi có trang bị vũ khí. Bảo vệ ở khách sạn Hoàng Triều không đông, tuy rằng không thể so sánh với 800 người của Mạc Đông lôi được, nhưng cũng chưa chắc là không có khí thế gì. Người qua đường thấy cảnh này lặng lẽ tránh xa chút, có một số người nhát gan mau chóng sách dép chạy. Có một số người to gan, chuyện hay thế này đành đứng xa xa hóng hớt, muốn hóng xem rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì. Những vị khách đến khách sạn ngày hôm nay cũng để ý tới nhìn thấy sắp có đánh nhau bèn nhanh chóng muốn chuồn trước, bởi những người thường đi dạo vào ban đêm ở đây biết rằng, cái kiểu bầy binh bố trận thế này nhất định là sắp xảy ra một cuộc ẩu đả cực kỳ lớn rồi. Diệp vô phong nhìn thấy tình hình này, bình tĩnh nói với mọi người. Hỡi các vị khách quý thân mến, các vị không cần lo, chỉ cần còn ở lại khách sạn, chúng tôi có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho các vị, nhưng nếu vị nào chạy khỏi đây, chúng tôi không dám đảm bảo mọi người sẽ được an toàn đâu. Mọi người thấy Diệp vô phong nói vậy, đành ngoan ngoãn quay về phòng, trốn sau rèm cửa sổ, trộm nhìn ra con đường sắp xảy ra một cuộc ẩu đả lớn. Đám người của Mạc Đông lôi quá đông, hơn trăm chiếc xe hơi giống như đám côn trùng lúc nhúc rừng trên đường lớn đối diện, 800 tên xuống xe, thằng nào thằng nấy mặc toàn đồ đen, trùng trùng điệp điệp như một đám mây đen kịt không lối thoát. Đảm bảo đây là trận chiến lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Tam Giang. 800 tên cao to đen hồi đấu với mười mấy người bảo vệ, đây là cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Mạc Đông lôi ra lệnh chia ra 100 người, chặn ở hai đầu đường, dùng để đánh lạc hướng, phòng trường hợp tin tức truyền đến tai cảnh sát, lôi đám cảnh sát đến ngăn cản đại đội của anh ta. Anh ta đoán, Diệp Vô Phong có thể sẽ báo cảnh sát, kể cả Diệp Vô Phong không báo cảnh sát thì những người xung quanh cũng có thể sẽ báo cảnh sát. Cho thủ hạ đi ngăn cản cảnh sát, kéo dài thêm thời gian, bản thân mới có cơ hội xử lý Diệp Vô Phong. Đương nhiên trận này đánh xong chắc chắn sẽ thành danh. Mạc Đông lôi cho máy đào khởi động, nếu phía trước khách sạn Hoàng Triều đã có người ngăn cản rồi, thế thì bắt đầu làm thôi. Từng giây từng phút trôi qua, Tiết Phi đứng bên cạnh Diệp vô phong, vẫn luôn lạnh lùng theo dõi đội hình của đối phương, anh ấy quét mắt qua là có thể đoán được trong một hàng người có bao nhiêu cao thủ. Cẩn thận quan sát phe đối phương hết một lần, Tiết Phi vứt điếu thuốc trên tay mình xuống đất, mạnh mẽ đạp lên, nói anh Phong, phe đối phương toàn hạng tép diêu, tôi thấy anh không cần ra tay đâu, tôi đi xử lý bọn chúng. Diệp vô phong nói, cũng được, vậy anh cẩn thận chút. Còn nữa, đừng có đánh chết người. Audio điện tử võ tấn bền. chương 56, hỗn chiến. Anh Phong, máy xúc của chúng nó lên rồi kìa, khốn nạn, để tôi mần chúng nó ra bã. Tiết Phi với lấy một thanh thép dài hơn một mét, xông về phía sáu chiếc máy xúc. Ý của Mạc Đông Lôi là, võ mồm trước đánh tay chân sau, mấy người phụ trách phá rỡ của tập đoàn Mạc Thị đưa ra tờ hợp đồng ban đầu của Hàn Huy là lối om sòm, ý muốn Lâm Thư M ra mặt. Lâm Thư M rảnh đâu mà để ý tới mấy người kia, thế là, đội trưởng đội phá rỡ ra lệnh một tiếng, sáu chiếc máy xúc đồng thời xông lên, chớp mắt đã phá đổ ba gian nhà kho bên phải cửa chính. Cái này chính là cái gọi là giết gà dọa khỉ đây nè. Tính tình thiết phi cục xúc, còn hay nóng này, nhìn thấy mấy cái máy xúc kia thực sự hành động, xông qua vùng ống thép trong tay lên, đập thẳng vào mấy cái máy đào. Đập kính trước, xử tài xế sau. Sáu tài xế trên sáu chiếc máy đào bị tiết phi đánh cho sợ chạy trối chết. Đại hổ thấy người của khách sạn Hoàng Triều ra tay rồi thì lập tức ra lệnh, lên cho tao, đánh chết nó. Diệp vô phong tìm một cái loa cầm tay, đứng giữa cửa chính khách sạn lớn Hoàng Triều, nói vọng xuống dưới, mấy người anh em dưới kia, tôi không cần biết hôm nay tới khách sạn lớn Hoàng Triều với mục đích gì, tôi chỉ muốn khuyên mấy người một câu, vào trong uống miếng trà ăn miếng bánh thì làm bạn, ở ngoài gây sự làm loạn tất thành thù. Trở thành kẻ thù của Hoàng Triều chúng tôi, bất kể là ai, đều không có kết quả tốt đâu. Đại hổ mắng, khốn khiếp, bọn tao không tới để uống trà, bọn tao tới lấy mạng mày. Lên cho tao, tuân theo mệnh lệnh, trước mắt cả hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, 800 người kia tay vung gậy gỗ, gậy sắt, còn có cả mấy thứ như dao các loại, người nào người nấy đều như nhe nanh múa vuốt xông qua bậc thang cao một mét hơn này. Đây giống như một trận chiến công thành vậy. Mặc dù, bậc thang này không tới mức quá cao, nhưng trong chốc lát muốn xông vào trong cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều đều tuân theo những gì Diệp vô phong dặn từ trước, vững vàng phòng thủ trên đài cao. Bọn họ không tấn công, chỉ phòng thủ, chỉ cần có người lao qua đây, lập tức sẽ dùng rùi cui đánh. Bốp 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 bốp, đánh một trận hỗn chiến cứ thế mà bắt đầu. 800 tên thuộc hạ của Mạc Đông Lôi, thực ra đều là những người thất nghiệp nhập cư bất hợp pháp, thấy thì gom gom vào, thành ra không có mấy người biết đánh đấm gì. Lúc đầu nháo nhào xông qua còn thấy có vẻ ghê gớm lắm, nhưng nhào qua rồi lại lập tức bị đánh cảnh cáo ngay. Có người còn bị đánh cho sứt đầu chảy máu. Vừa thấy máu đổ, có mấy người bị dọa sợ đái trong quần, có người vứt vũ khí sách quần chạy ngược lại, Thành cảnh tượng chen chúc giữa đám người đang tiến lên phía trước với người chạy lại phía sau, sống chết chen nhau, hỗn loạn kinh khủng. Đám thuộc hạ của Mạc Đông lôi mặc dù đông, nhưng lại chạm không tới một nửa chữ lời. Trong đội hình bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều, có Diệp Vô Phong, có Hàn Kỳ và Mã Vũ là mấy người có thân thủ tốt, ngăn chặn đám người kia hoàn toàn không có cách nào xông lên, thấy ai có vẻ sung, Diệp Vô Phong nhẹ nhàng tới gần đụng nhẹ một cái, đảm bảo người kia ngã nhào ra đất ngay. Nếu như không phải dạng người vai u thịt bắp, có khi còn bị người phe mình đạp nát như tương." Hàn Phi bị vây quanh kia thì sung khỏi nói, anh ta một mình đánh ngã bảy tám người, căn bản không tốn chút sức lực nào. Lúc mới đầu, khi trận hỗn chiến vừa xảy ra, phía bảo vệ khách sạn hoàng triều còn bị dọa cho hết hồn, sợ chính họ không thể cầm cự nổi. Nhưng đến lúc đánh rồi mới biết, phe mình thế mà lời to rồi. Cộng thêm một mình Thiết Phi chấp liền một lúc 10 người, bảo vệ phía trước đội hình cái người cao 1m9 ấy như vừa mới thiết lập được một bức tường thành vững chãi. Tiết phi mạnh quá rồi, mạnh tới mức khiến bọn họ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Đủ lớn để nâng cao tinh thần chiến đấu của những tay bảo vệ khách sạn. Đánh nhau, điểm quyết định nằm ở tinh thần. Một khi được lên dây có tinh thần, sức mạnh bộc phát có thể khiến người khác phải há hốc mồm. Cùi củ bắp, mấy thằng tép siêu như tụi mày cũng dám đánh nhau với tao á. Tiết Phi một tay túm lấy một tên khoảng 50 cân ốm nhách lại, một tay dơ cao lên đỉnh đầu. Về bố ti mẹ đi con, Tiết Phi nâng tay, vứt tên nhóc con kia sang một bên, trực tiếp làm sáu tên khác ngã dạp. Đội hình phía đối phương, lại một lần nữa loạn cào cào lên. Anh em, đánh mấy cái bao thịt này mạnh vào, Tiết Phi thét lớn, được sự cổ vũ từ Tiết Phi, bảo vệ Hoàng Triều càng đánh càng hăng, trong nháy mắt, dưới đài đám người bị đánh cho ngã lăn lóc, số người bị đánh tới mức không thể đứng thẳng lên được tăng lên sáu bảy chục người. Mà bên phe Hoàng Triều, có người bảo vệ, chỉ có hai người bị thương nhẹ. Hai anh trai này mang tiếng bị thương, một người bị thương nhẹ ở chán, một người cánh tay bị xước do dao, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều. Đánh nhau xong, giám đốc lâm còn xem xét tình hình mà thưởng tiền đó. Mấy cái vết thương này tính là gì chứ? Liều với bọn họ luôn hôm nay tiết phi đánh người ta hoàn toàn tuân theo những gì diệp vô phong dặn lúc đánh người nhắm chuẩn lực kiểu gì cũng đánh gãy xương người ta hơn nữa mỗi lần chỉ đánh một cái cái kiểu đánh ít mà hiệu quả cao này khiến cho đối phương tổn thất rất lớn còn bản thân diệp vô phong thì sao cũng không cần tốn sức luôn đứng đó hỗ trợ hàn kỳ và mã vũ bảo vệ cửa chính phía chính diện có kiểu mãnh tướng như tiết phi ngăn gánh đầu sóng ngọn gió tấn công vào khách sạn rồi Tam hổ chỉ huy chiến trận, thấy phe mình không chiếm được ưu thế, đã hao binh tổn tướng rồi không nói, đến trận địa của đối phương cũng không tiến vào được. Đại hổ trong con tức giận, phi côn trong tay về phía Diệp vô phong. Diệp vô phong nghiêng người, côn kia đánh trượt rồi, đập lên cửa kính, choang choang, cửa kính siêu to bị ném vỡ toang, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt đất. Lâm Thư mờ đứng trong đại sảnh khách sạn lại không hề hoảng hốt, tất cả những điều này đều trong tầm kiểm soát. Trong khách sạn, Mấy người khách kia sớm đã rời xa cửa chính nên không ai bị thương, chẳng qua bị tiếng động mạnh kia dọa cho sợ khiếp vía. Có một vài vị khách nữ vốn càng căng thẳng hơn, có người nhịn không nổi mà hét ầm lên. Một vài vị khách sốt ruột hỏi, đã báo cảnh sát được 10 phút hơn rồi, sao vẫn chưa thấy cảnh sát tới nữa? Diệp Vô Phong nói, bên ngoài kẹt bao nhiêu người thế kia, có thể xe cảnh sát không vào được. Không sao, đợi thêm chút nữa, mấy tên nhãi này rồi sẽ bỏ cuộc thôi. Mấy nữ phục vụ trong khách sạn, còn có mấy chị gái ở quầy tiếp tân đều hết sức tò mò túm tụm lại phía này, cách một cánh cửa sổ hóng hớt trận chiến bên ngoài, trong lòng hết sức khâm phục Diệp Vô Phong và những anh bảo vệ dưới quyền anh. Thì thà thì thầm nói, vẫn là bảo vệ của hoàng triều chúng ta giỏi, hơn 10 người đánh với mấy trăm người, ai ai cũng như hổ vậy, tôi yêu các anh chết mất. Nghe thấy lời khen của mấy cô gái trẻ, đội bảo vệ càng sung hơn. Diệp Vô Phong hô lên, hỡi các anh em, đây chính là thời cơ thể hiện tốt nhất của anh em, chưa có người yêu thì nhân cơ hội này mà nắm bắt đi. Trận chiến càng đánh càng nảy lửa, gây côn bay lung tung, tiếng hô thét ầm ý. Mạc Đông lôi mang tới 800 thuộc hạ, chưa tới 10 phút, đã mất hơn 100 người, mà bảo vệ bên Thiên Luân Hoàng Triều người bị thương cũng tăng lên con số 5. Bởi vì có 5 người bị thương nên 5 người đó được phục vụ khách sạn đỡ vào trong để chữa trị. Thế nên, tuyến phòng bị xuất hiện một lỗ hồng. Dưới đầu sóng ngọn gió, đại hổ ra lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng xông vào. Lỗ hổng phía đông kia, nhanh, mấy tên thuộc hạ tranh thủ xông lên bậc cao, nhưng chưa kịp tiến vào cửa chính, đã bị Hàn Kỳ và Mã Vũ đánh cho rất đài, trận chiến vẫn y như trước. Ban đầu Mạc Đông Lôi ngồi trong xe vẫn còn khá bình tĩnh, có điều thời gian càng dài anh ta muốn ngồi cũng ngồi không nổi nữa. Chương năm 17, người chuyên phá hoại chuyện tốt. Đúng vào lúc này, có người âm thầm tới báo cho Mạc Đông Lôi, giám đốc Mạc, cảnh sát tới rồi. Người của chúng ta đang cố chặn ở bên ngoài, nhưng có lẽ không cầm chân được bao lâu. Trong lòng Mạc Đông Lôi trở nên sốt sắng, gọi lên Tam Hổ. "Giám đốc Mạc, chúng tôi đây." Tam Hổ chạy qua nói. Mạc Đông Lôi nói, "Tam Hổ, không còn thời gian nữa rồi, tình thế hiện giờ mấy cậu cũng thấy rồi đấy, mấy cậu nắm rõ thời gian rồi chứ hả? Nếu còn không ra tay nữa, cảnh sát mà vào được đây thì hỏng rồi. Chỉ cần làm được chuyện này ba anh em các cậu mỗi người thưởng thêm một triệu. Cảm ơn giám đốc mạc, anh xem bọn chúng cũng không chịu nổi nữa rồi, bất cứ lúc nào người của chúng ta cũng có thể xông vào được. Chỉ cần có 7-8 người xông được vào trong, bọn họ sẽ lập tức đập phá. Sau đó, em mang theo người xông vào khách sạn xử lý diệp vô phong. Mạc đông lôi kích động xoa xoa tay, vất vả cho các cậu rồi, nhất định phải giết nó. Ba con hổ túng tụm lại cùng nhau bàn kế hoạch, Nhị Hổ nói mấy tên bảo vệ của khách sạn Hoàng Triều này biết đánh nhau ghê ấy, chúng ta thiệt hại không ít rồi. Giờ chúng ta cho thêm người xông lên, biến cái khách sạn Hoàng Triều này thành đám bùi nhùi luôn. Tam Hổ nói Đại ca, anh hai, không biết hai người có nhìn thấy không? Cái tên đứng ở mấy cái máy xúc cầm gậy sắt ấy là một nhân vật đặc biệt đấy. Ra tay ác thật, một gậy đánh một người luôn kia. Trong mắt chúng ta không thể chỉ có một mình Diệp vô phong được đối với một số nhân vật đặc biệt chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Nhị hổ mắng, cái thằng khốn kia chúng ta có biết đâu, ai vậy chứ, sức mạnh lớn phết đấy. Nhưng mà, có mạnh hơn nữa cũng đỏ không lại sức người đông. Để nó chơi thêm chốc nữa, xíu nữa tao tranh thủ lúc hỗn loạn xử nó luôn. Ánh mắt nhị hổ lộ ra vẻ ác độc, từ eo lấy ra một con dao găm sáng loáng, giờ em đi xử nó ngay. Ban đầu mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Vô Phong, ai ngờ, vào thời khắc quan trọng nhất, từ trong đám người phía sau mạc đông lôi, lại xuất hiện một tên cao to đen hôi. Cái tên này trông còn mạnh hơn tiết phi, từ phía sau sông lên phía trước, giống như một con hổ băng qua giữa bầy cừu mà sông lên. Đường chảm nắm lấy cây gậy sắt, phi qua đám người đang láo nháo kia hạ gục tên to cao này. Tiết phi còn biết không chế, đường chảm thì không, dù sao, võ công của đường chảm giỏi hơn tiết phi nhiều. Mấy thằng khốn này, dám vây đánh đại ca tao, đúng là đáng chết mà. Đầu gậy đường chảm bắt đầu xử đẹp đám người kia. Lời của nhị hổ vừa buông ra, lại có thêm một tên cao to đen hôi nữa từ phía sau sông lên đánh. Đường chảm vung gậy sắt trong tay lên, bắt đầu nện mạnh xuống, trong những tình huống đánh nhau tứ lung tung thế này, không quan trọng đánh ra bao nhiêu cái, mà đọ xem ai mạnh hơn ai. Gậy sắt trong tay đường chảm tung hoành ngang dọc, sức một người có thể quét sạch ngàn quân, một mình anh ta đã có thể xử đẹp bốn năm mươi tên. Hơn nữa, tên nào tên nấy đều bị thương nặng. Cả khuôn mặt đường Trảm góc nào cũng hiện ra vẻ hung dữ, thét lên, này mấy thằng sao sao, hôm nay ông nội mày dạy chúng mày thế nào mới gọi là đánh nhau. Đường Trảm vừa hô, đầu gậy từng bước từng bước tiến về phía trước. Lúc này, cái tên hung dữ này cứ như một cái máy xay thịt vậy, từ giữa đám người lộm nhộm phát ra tiếng động ầm ầm, sức mạnh cứ như muốn nghiền nát từng người bọn họ. Nhị hổ cầm dao găm sông lên, lớn tiếng ra lệnh, bình tĩnh lại cho tao, đánh đánh cho tao đánh chết cái thằng to xác này mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy nhị hổ tham chiến như được gia tăng thêm lòng tin chớp mắt sông lên như vũ bão điên cuồng tấn công đường chạm sơ côn cùng dao mát trong tay lên ào ảo đánh tới cực kỳ đáng sợ đường chạm cười lạnh đối diện với vô số vũ khí đang đánh về phía mình anh ta vậy mà không hề hoảng thanh gậy trong tay vẫn y như cũ chuyển xác ra đòn y như cũ một đòn hạ một người người bị đánh ngã chắc chắn bị gãy mất mấy cái xương một trận vung gậy mạnh như vũ bão đường trảm để ý thấy mạc đông lôi đang ngồi trong xe thò đầu ra điều khiển đám người này từ xa đường trảm cũng đã ở thành phố tam giang này một thời gian rồi lập tức nhận ra mạc đông lôi ngay đoán đoán rằng thằng ôn này khẳng định là thằng đầu sỏ đánh giặc phải đánh thằng tướng của chúng nó trước đường trảm lại đánh gục thêm mấy tên thuộc hạ nữa rồi phi qua chỗ mạc đông lôi mạc đông lôi cảm nhận được có gì đó không ổn hô lên bắt lấy nó đừng để nó qua đây, đánh chết nó. Mấy tên đánh thuê được trả nhiều tiền, nghe thấy lệnh, nhanh chóng tiến lên phía trước bảo vệ mạc đông lôi, đồng thời càng nhiều tên đánh mướn sông về phía đường trạm thành ra tạm thời áp lực trên đài phẳng của khách sạn Hoàng Triều giảm đi hơn một nửa. Mã Vũ và Hàn Kỳ nhìn thấy một tên cao to đen thui là hoác sông vào đám người của đối phương, cho rằng đây là người bạn Diệp vô phong sắp xếp. Cái người này mạnh thật chứ, phi đi băng băng như nơi không người vậy ấy tất cả những tên đánh thuê ngăn cản anh ta đều bị thương nặng. Trung Phóc, chính là mày đầu tiên, đường chảm đánh tới mắt đỏ lên màu máu, hét lớn về phía mạc đông lôi chỉ còn cách anh ấy 50 mét, xem ông đây đánh gãy chân mày thế nào. Đường chảm như một con xe tăng hạng nặng được tăng tốc, điên cuồng càn quét, không cần biết trước mặt là ai, đều bị đánh cho lăn lóc dưới đất, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Trong trước mắt, khoảng cách giữa anh ấy với mạc đông lôi chỉ còn lại chưa tới 20 mét thấy không cách nào ngăn được đường chảm, Mạc Đông Lôi sợ run cầm cập, cản nó lại, giết nó. Giọng nói Mạc Đông Lôi mang theo tiếng chóe. Nào mấy thằng xúc vực, mấy thằng lòng lợn tụi bay, tới hết đi, ông giết hết. Xúc vật, ông giết, đường chảm càng đánh càng hăng, mỗi lần hô lên một chữ, giết, cây gậy trong tay lại vung ra một lần, mỗi lần đều đánh ngã một tên đánh thuê. Anh ta ra tay không chỉ từ góc độ hung hiểm, lực đạo ác độc, quan trọng hơn là phòng thủ không một kẽ hở kể cả có tên muốn đánh lén từ đằng sau, anh ta như thể gắn mắt ở sau lưng mạnh mẽ đánh trả, cho đối thủ một đòn nằm sàn. Lâu lâu có mấy cây kiếm giao tranh với cây gậy của đường chảm, cũng bị đánh văng, không kịp chăn chối. Cứ như hổ giữa đám dê con, không con nào có thể đọ được. Mỗi một tên đánh thuê bị anh ta quật ngã, khỏi phải nói đều không còn chút sức nào để chiến đấu nữa, tên nào tên nấy như mấy con run đất khóc lóc lăn lóc trên mặt đất. Dần dần, tiếng khóc lóc gào thét càng lúc càng nhiều, cả một con đường lớn, nhanh chóng biến thành chiến trường tu la đến thần quỷ cũng phải sợ hãi. Mạc Đông lôi thuê tới 800 người, đã thiệt mất hơn một nửa rồi. Đọc truyện hay tại tương đương trùm trời huyện Việt Nam tương đương. Sự thể hiện anh dũng của đường chảm, trong mắt của anh em khách sạn Hoàng Triều, sự tồn tại của anh ngang với sự tồn tại của chiến thần vậy. Mà, trong mắt phe Mạc Đông Lôi, đường chảm giống như một vị thần chuyên đi diệt thần, gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần. Mấy nữ phục vụ, cô gái trong khách sạn Hoàng Triều Ai Ai cũng phun ra một nụ hôn gió, vào giờ khắc này, Đường Trạm trở thành nam thần trong trái tim của tất cả bọn họ. Cô mấy cô gái còn trực tiếp chạy tới tìm Lâm Thư Mờ hỏi thăm thông tin cá nhân của Đường Trạm. Lâm Thư Mờ còn hết hồn hơn, người đàn ông to cao kia không phải là chủ nhân của chiếc Bugatti kia sao? Tự nhiên vô duyên vô cớ lại chạy tới giúp chúng ta đánh nhau vậy. Diệp Vô Phong thấy Đường Trạm ra mặt, trong lòng âm thầm lo lắng không phải anh lo đám thuộc hạ của Mạc Đông Lôi làm đường chạm bị thương, mà sợ cái thằng nhóc đường chạm này ra tay không biết nặng nhẹ gì cả, lỡ như vô tình đánh chết con nhà người ta, vậy thì thành ra rước một đống phiền phức vào trong người rồi. Giang hạ tam hổ, anh em mấy người đừng có đứng đó xem nữa, cản nó đi chứ. Đến nói chuyện thôi Mạc Đông Lôi cũng có chút run rẩy. Ban nãy còn nóng lòng muốn thử, định bụng âm thầm dùng dao đâm, nhị hổ tính xử lý đường chạm bây giờ răng đang run cầm cập, Tính toán trong lòng, cái dạng mạnh thấy bà này, tôi mà xông lên khác gì nộp mạng đâu. Mẹ ơi, sớm biết đối thủ mạnh thế này, anh em chúng tôi còn lâu mới nhận vụ này. Mạc Đông lôi bảo ba anh em họ ngăn chặn đường chảm, trong lòng ba anh em bọn họ có tính toán riêng, Tam Hổ hơi giả nhân giả nghĩa, nghĩ nghĩ rồi nói, dám đốc Mạc, tên nhóc này mạnh quá. Trong xe tôi có giấu một khẩu Remington, tôi đi lấy súng, xử lý nó. Tam Hổ nói xong, nháy mắt với đại ca và anh hai hai người đó hội ý, ba anh em nhà này chân như bôi dầu, loáng cái chạy mất tiêu. Mạc Đông Lôi thấy ba anh em nhà kia không đánh mà chuồn luôn, tức đến méo mặt, mắng, ba thằng vô dụng bay. Cầm tiền của tao, còn không làm được việc cho tao, tao đập cái tổ cha mày. mươi 58, đánh giặc phải bắt vua trước. Lúc này, trận chiến càng lúc càng nguy hiểm, đường chảm lại đánh ngã vài tên nữa. Sải chân thật dài xông về phía xe của Mạc Đông Lôi. Mạc Đông Lôi thấy tình thế không khả quan mấy, gấp gáp nói với tài xế quay xe. Đi ngay. Đáng tiếc, hôm nay Mạc Đông Lôi mang theo nhiều người quá rồi, độc xe của người mình đã có hơn 100 chiếc, đường lui phía sau, tất cả đều bị xe của mình đậu chật cứng. Trong lúc đó, đường chảm nhấc ống sắt đã biến dạng, phía trên còn đang có máu chảy không ngừng lên, tiến gần về phía trước. Nhìn khuôn mặt Mạc Đông Lôi thông qua một màn kính ô tô, con mẹ nó, còn muốn chạy hả? Mạc Đông Lôi sợ tới mức cả người run cầm cập, liên tục thúc giục tài xế lái xe rời đi. Đường chạm, ống sắt trên tay trực tiếp đánh thẳng xuống màn kính xe BMW, sau khi tiếng loạn choạng vang lên, tiếng gào thét của Mạc Đông Lôi theo sau dội tới. Cái thanh sắt kia, thế nào mà không cẩn thận đâm thẳng vào đùi Mạc Đông Lôi rồi? Mày còn muốn đi hả? Vừa nói cánh tay đường chạm vừa đưa ra gạt phát cái cửa kính đã vỡ tan ra, mở toang cửa xe, mày bước xuống cho ông đường chảm ngang ngược lôi mạc đông lôi ra khỏi xe chân kia của mạc đông lôi còn bị găm một cái thanh sắt máu tươi chảy ra biến chiếc quần kia thành màu đỏ anh ta đau tới mức kêu lên như tiếng lợn bị chọc tiết tha mạng tha mạng đau chết tôi rồi đường chảm mắng thằng ôn con hôm nay tao chính là muốn cho mày biết cái gì gọi là đau đớn đường chảm một chân dẫm lên mạc đông lôi hô lớn tất cả dừng tay ngay đám người đánh thuê được mạc đông lôi tha tới thấy anh ta bị túm rồi Ai nấy cũng sợ không dám đánh tiếp, cũng không dám lên tiếng, cả hiện trường đều yên lặng tới kỳ lạ. Trận chiến lấy ít đánh nhiều này, cuối cùng kết thúc vì Đường Trảm túm được Mạc Đông Lôi, mẹ kiếp bỏ hết vũ khí xuống. Không thì ông đây xử nó. Mạc Đông Lôi đau muốn chết đi sống lại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Mấy người hỗn tạp đánh mướn kia, sớm đã không muốn tiếp tục đánh nữa rồi, có hơn một nửa không bị thương, đã chán nản bỏ chạy lâu rồi. Còn lại toàn người bị thương không còn sức chiến đấu, không nằm thì ngồi, thê thảm không nhìn nổi. Lúc này, mấy vị khách trốn trong khách sạn Hoàng Triều hóng hớt, đã yên tâm hết cả, bảo vệ của Hoàng Triều giỏi thật đó. Thích quá đi, hỏi sao anh Phong nhà Hoàng Triều lại bảo ở trong khách sạn sẽ không làm sao. Đây là lời hứa của một người đàn ông, cũng là niềm tin của kẻ mạnh. Đường chảm đang muốn nghiêm khắc dạy dỗ lại Mạc Đông Lôi, theo ý muốn của anh ta thì hôm nay phải làm cho Mạc Đông Lôi quẻ quạt luôn bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, đường chảm nhận được một tin nhắn từ Diệp Vô Phong. Cái thằng dở hơi này, cậu bớt làm tôi thêm phiền đi, còn không mau phắn đi, đến cậu tôi cũng giết nốt. Đường chảm dựng hết cả tóc gáy lên, cậu nhóc này có sức khỏe mà cũng có đầu óc luôn, túm được mạc đông lôi xong, còn cố ý cao giọng nói vọng lên, mạc đông lôi, mày còn nhớ tao là ai không? Mạc đông lôi căn bản không hề quen biết đường chảm, lắp ba lắp bắp nói. Anh, lẽ nào không phải người của Diệp Vô Phong sao? Đường trảm khí thế bừng bừng nói, Diệp Vô Phong là thằng chó nào? Ông đây không quen. Mạc Đông Lôi tức giận nói, nếu anh đã không phải một phe với Diệp Vô Phong, thế đánh tôi làm gì? Đường chảm mắng, mày còn nợ ông năm vạn nhân dân tệ kia, tới giờ vẫn chưa trả. Ông tìm mày mấy năm nay, hôm nay cuối cùng cũng tóm được mày. Ông không đánh mày thì đánh ai? Mạc Đông Lôi vừa tức vừa uất, tôi mượn tiền của anh khi nào? chết cũng muốn chối phải không? Không sao, ông không cần tiền nữa, hôm nay ông muốn xử lý mày. Đường chảm giơ tay lên, tát cho Mạc Đông lôi năm sáu cái. Phụt phụt, khóe miệng Mạc Đông lôi ướm máu, còn bị đánh rất mất ba cái răng. Đúng vào lúc này, bên ngoài có tiếng hô của một người vang lên, cảnh sát đây. Tất cả đứng im. Đường chảm quay đầu lại, thấy phía bên kia đường có một chiếc xe cảnh sát cơ động tới. Người vừa hô lên là một chị gái xinh đẹp, Nhìn bên ngoài chắc là cảnh sát. Hôm nay Đường Trảm tới đây, vốn định nói lời tạm biệt với Diệp Vô Phong. Ai mà ngờ lại thấy Mạc Đông lôi vây đánh khách sạn Hoàng Triều, Đường Trảm trong chốc lát ngứa ngáy chân tay thế là thò tay vào giúp luôn. Kết quả thành ra đánh người ta bị thương không ít. Đường Trảm thầm nghĩ, mình không có sợ bị cảnh sát bắt đâu. Chỉ sợ lại đem tới cho lão đại mớ phiền phức không cần thiết thôi. Thôi kệ, tuân theo người xưa dạy 36 kế chuồn là thượng sách. Đường chảm vứt mạc đông lôi đi, quay đầu chạy túi bụi. Bạch Tinh Đồng đang chỉ huy đội cảnh sát xử lý hiện trường thì nhìn thấy có một tên to con tính chạy trốn. Vừa nãy đứng ở xa, cô ta đã nhìn thấy hết rồi, người này đánh gục không ít người, bèn hô về hướng đường chảm, không được chạy. Nhưng mà đừng nhìn cơ thể đường chảm có vẻ nặng nề, ấy vậy mà chạy lại cực kỳ nhanh. Mấy viên cảnh sát định ngăn cản đường chảm đều bị anh ấy huyết bay mất. Đường chảm quay đầu rẽ vào con hẻm ở bên cạnh đợi tới khi bạch tinh đồng đuổi tới, trong con hẻm nhỏ kia đã không thấy bóng dáng của đường chảm nữa rồi. Bởi vì hiện trường hỗn loạn, số người bị thương lên đến con số 2 300, nên bạch tinh đồng cũng không để ý nổi tới đường chảm. Quay lại cửa chính khách sạn Hoàng Triều, cô ta tiếp tục chỉ huy sắp xếp hiện trường. Túm gọn hai bên gây sự ra ngoài hết. Tiết Phi không phục, tức giận nói, phó đội trường Bạch, cô không đúng rồi. Là Mạc Đông lôi đem người tới bắt nạt khách sạn chúng tôi mà. Khách sạn chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi, mắc gì cô bắt chúng tôi chứ?" Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nói, "Anh không cần nhiều lời. Có gì cần nói tới sở cảnh sát trình bày sau." Bạch Tinh Đồng không hiểu rõ tình hình ở hiện trường, thế nên, mỗi bên đều bắt ra 10 người, cùng cô ta về sở cảnh sát thẩm vấn. Những người bị thương thì cứ đưa tới bệnh viện cứu chữa trước đã. Mạc Đông Lôi bị thương khá nặng, máu tươi ướt đỏ cả quần, mất máu quá nhiều khiến anh ta xém chút nữa bị ngất đi cho nên cũng đưa tới bệnh viện chữa nốt. Bạch Tinh Đồng phái 4 viên cảnh sát đi theo theo dõi Mạc Đông Lôi. Lâm Thư M xuất hiện nói, đội trưởng Bạch, chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, là Mạc Đông Lôi rảnh rỗi gây sự, đem tới nhiều người như vậy đe dọa khách sạn của tôi. Cô xem, hầm để xe nhà tôi bị bọn họ phá đổ rồi, bảo vệ của chúng tôi mới ra tay với bọn họ. Bạch Tinh Đồng nói, giám đốc Lâm, chuyện trắng đen phải trái ra sao tất sẽ có định luận tôi đã tìm tới bốn người nhân chứng tận mắt chứng kiến rồi, theo tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. mấy người bảo vệ bên cạnh cô đây, xin lỗi, tôi phải làm theo đúng quy trình. bọn họ đánh người bị thương nhiều quá rồi. ngoài ra, người đàn ông to cao da ngăm vừa mới chạy đi kia, cũng là người của cô sao? cô lập tức gọi cho anh ta, nhanh chóng quay về sở cảnh sát đầu thú, không thì mọi hậu quả anh ta đều phải tự gánh hết. lâm thư em mờ nói, người đó tôi không biết. Bạch Tinh Đồng lành lùng nói, cho dù cô không biết thì người dưới trướng cô khẳng định biết chứ hả. Ánh mắt Bạch Tinh Đồng quét qua quan sát đám người Diệp Vô Phong, Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ. Diệp Vô Phong cười, tôi cũng không biết. Ba người Tiết Phi cũng nói, tôi cũng không biết. Bạch Tinh Đồng nóng nảy nói, không quen, anh ta giúp mấy người đánh nhau mà, hơn nữa còn ra tay mạnh thế này, không lẽ anh ta đánh cho vui. Diệp Vô Phong nói, cũng có thể do anh ta và Mạc Đông Lôi có thủ riêng chứ. Vừa nãy hình như tôi có nghe thấy anh ta nói, Mạc Đông Lôi nợ tiền anh ta. Anh ta tìm Mạc Đông Lôi để đòi lại tiền á. Tiết Phi cũng nói, không sai, tôi cũng nghe thấy. Bạch Tinh Đồng suy nghĩ một chút, nói, mấy anh cứ theo tôi về sở cảnh sát trước đã, có quen hay không, tự tôi sẽ có cách điều tra. chương 59, Thẩm vấn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong, Tiết Phi, Mã Vũ và Hàn Kỳ bốn người bị đưa tới sở cảnh sát, người dự thẩm là trưởng ban chương hỏi bạch tinh đồng đội trưởng bạch phải xử lý thế nào đây bạch tinh đồng nói trước tiên cứ giữ bọn họ lại mấy tiếng đã chúng ta đi xem cctv xung quanh hiện trường trước đi bạch tinh đồng đi quan sát xung quanh khách sạn hoàng triều tìm thấy được bốn cái cctv cô ta cùng trưởng ban chương xem lại đoạn ghi hình xem hết gần một giờ đồng hồ cũng xem được cơ bản quá trình diễn ra của cuộc hỗn chiến Bạch Tinh Đồng tập trung quan sát Diệp Vô Phong thêm một lần nữa, nhưng lại không thấy Diệp Vô Phong tham gia vào trận chiến này, hoàn toàn không có bất cứ một hành động gì hết. Trận chiến lớn này, người bắt mắt nhất là Tiết Phi. Tiết Phi tay cầm ống sắt, đập phá 6 chiếc máy đào, đánh gục mấy chục người. Có điều, khi cuộc chiến diễn ra được một nửa thời gian, đường chảm xuất hiện, chiếm hết đất diễn của Tiết Phi. Người đàn ông cao to ra năm này là ai nhỉ? Trong đầu Bạch Tinh Đồng đặt ra một câu hỏi lúc này một vị trung đội trường cầm theo mấy tờ giấy hỏi cung đi vào đây là lời khai của một số nhân chứng ở hiện trường chị xem qua chút đi ạ à. bạch tinh đồng xem qua một lượt những chi tiết liên quan đến đường trảm cô đặc biệt chú ý thêm một chút lời khai của bốn nhân chứng gần như trùng khớp lúc đường trảm đánh mạc đông lôi có la lên mạc đông lôi nợ anh ta 5 vạn lẽ nào chỉ vì lý do này lại khiến anh ta ra tay nặng như vậy sao đánh người xong rồi chạy mất tâm nếu bắt được tên này mọi chuyện xem như sáng tỏ rồi thẩm vấn bốn người diệp vô phong bạch tinh đồng ra lệnh lần đầu tiên diệp vô phong mang theo thân phận nghi phạm bị dẫn tới phòng thẩm vấn trong phòng còn chuẩn bị sẵn cho diệp vô phong một cái ghế thẩm vấn anh cũng chẳng ngại ngùng gì ngang nhiên ngồi xuống trước mặt còn có một cái bàn thẩm vấn sau bàn có ba người đang ngồi đó diệp vô phong chỉ biết duy nhất một mình bạch tinh đồng ba người mặt ai nấy đều lạnh như băng Bốn bức tường vây quanh cũng lạnh lùng mà tối đen như mực, chỉ mở một bóng đèn duy nhất đối diện Diệp Vô Phong, ánh tới mức anh mở không nổi mắt. "Này cảnh sát, cũng không cần nghiêm túc vậy đâu ha. Tôi có phải tội phạm đâu mà?" Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nói, trước khi sự việc chưa được điều tra rõ, không ai có thể chứng minh cho việc anh có phải tội phạm hay không. Hơn 200 người bị thương, trong đó có hơn 80 người bị thương nặng. Diệp Vô Phong anh cũng hay lắm, thành phố Tam Giang này từ trước đến nay chưa từng xảy ra một trận chiến nào kinh khủng như vậy đâu. Diệp vô phong nở nụ cười, này là do anh mạc đao to bố lớn mà. Anh đừng có chối bỏ trách nhiệm, mạc đông lôi có phạm tội hay không, không tới lượt anh lên tiếng. Dù sao hơn 200 người bị thương kia đều do các người đánh cả mà. Diệp vô phong nói, hình như không phải đâu. Giữa đường chui ra một người đàn ông cao to ra ngăm ngăm ấy, ra tay siêu ác luôn, mấy người bị thương nặng đều do anh ta đánh hết á bảo vệ của hoàng triều chúng tôi đều nhận được lệnh không được đi quá giới hạn phòng vệ mà diệp vô phong dẻo mồm dẻo miệng khéo léo xác nhận đường chảm không phải người phe mình dù sao thằng nhóc con kia cũng trốn mất tiêu rồi cảnh sát thành phố tam giang này căn bản không có bản lĩnh túm được thằng nhóc ấy được thôi anh không thừa nhận việc bản thân có quan hệ với người đàn ông kia cũng được vậy chúng ta nói sơ qua về tội danh của anh vậy Số người bị đội bảo vệ của hoàng triều các anh đánh bị thương ít nhất cũng có gần trăm người mà. Bốn người dẫn đầu các anh, mỗi người phạt 10 năm cũng không quá. Diệp Vô Phong không nhanh không chậm nói, "Đội trưởng Bạch, lối của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ chịu mọi sự trừng phạt từ pháp luật. Quan trọng là, Mạc Đông lôi ức hiếp người quá đáng. Ban ngày ban mặt như thế, mang theo 800 người, trong tay hết dao còn có kiếm, quá trời vũ khí, bao vây tấn công khách sạn chúng tôi." với tư cách người bảo vệ an ninh trong khu vực, cô là người đầu tiên sơ suất trong chuyện này. Nếu phía trên cha hỏi xuống, cô gánh nổi trách nhiệm không? Bạch Tinh Đồng hừ lạnh một cái, anh bất hù dọa tôi đi. Bây giờ tôi hỏi anh trả lời, tuyệt đối phải trả lời thật, nếu có gì che giấu, tội nặng thêm một bậc. Tên Diệp Vô Phong Tuổi 26 Quê quán Thôn Tam Lý, thị trấn Đại Hà, thành phố Tam Giang địa chỉ cư trú. Số 33, Bách Hoa Lâm, Nhạn Tây Sơn Đông. Biểu cảm Bạch Tinh Đồng khẽ đổi, địa chỉ này hình như là địa chỉ nhà Lâm Thư Âm. Thành viên trong gia đình, Bạch Tinh Đồng tiếp tục hỏi. Bố mẹ vợ Lâm Vĩnh Quân, tả Tiểu Thanh, vợ Lâm Thư Âm. Bạch Tinh Đồng hết sức ngạc nhiên, Lâm Thư Âm là vợ anh. Diệp Vô Phong nói, không sai, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Bạch Tinh Đồng cười lạnh một tiếng hóa ra anh chính là người chồng vô dụng trong lời đồn. Diệp vô phong cười ha ha, không sai, tôi chính là người chồng vô dụng trong lời đồn đây. Đội trưởng Bạch, bây giờ cô cảm thấy một người vô dụng như tôi có thể đánh được bao nhiêu tên đánh thuê của Mạc Đông Lôi chứ? Bạch Tinh Đồng nói, anh bớt nhiều lời, bây giờ là tôi hỏi anh trả lời, anh tiếp tục nói, cuộc chiến giữa anh và Mạc Đông Lôi vì sao bắt đầu, lại vì cái gì mà kết thúc? Diệp Vô Phong huệ oải nói, "Ở trước cửa chính khách sạn Hoàng Triều, tôi có nói với cô một lần rồi, không thích phải nói lại lần hai." Bạch Tinh động đập bàn, "Tôi bảo anh nói lại lần nữa, anh nghe rõ chưa?" Diệp Vô Phong dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta, lười nhác duỗi eo ngả về phía sau ghế dựa, buồn ngủ ghê, nếu cô không còn chuyện gì khác, tôi chập mắt tí đây. Cũng không thèm nhiều lời. Cái tên này, ở trong địa bàn của tôi mà còn dám ngang ngược thế này hả?" Lửa giận trong người Bạch Tinh Đồng trong chớp mắt phừng phừng cháy lên cao. Cô ta đứng bật dậy, bước vài bước đứng trước mặt Diệp Vô Phong, đưa tay ra nắm lấy cổ áo Diệp Vô Phong, "Có phải anh muốn nếm thử mùi vị nắm đấm của bà đây không?" Bạch Tinh Đồng giơ nắm đấm lên, đôi quả đấm thép này hoàn toàn không giống với nắm tay mềm mại dịu dàng của những cô gái bình thường khác, sáu tuổi tập võ, toàn thân đã luyện ra được mình đồng da thép, một quả đấm của cô ta mà đấm vào thân châu, có khi đánh gãy sống lưng châu ấy chứ người bình thường căn bản chịu không nổi quả đấm thép của bạch tinh đồng diệp vô phong nhướng mí mắt lên đội trưởng bạch cảnh sát không được phép đánh người bậy bạ cô đừng có mà phạm pháp tôi kiện ngược lại đấy bạch tinh đồng hư lạnh đừng có tưởng tôi không dám đánh anh con người tôi ấy tính tình ương ngạnh lắm nếu anh chọc giận tôi thì cho dù tôi có thân bại danh liệt cũng phải xả cơn giận ra mới được bạch tinh đồng vừa nói vừa cởi áo khoác đồng phục cảnh sát ra thật áo lót màu xám gò bồng cao ngất, nhìn thấy mà Diệp vô phong cũng cảm thấy hoa mắt, cô làm cái gì đó. Bạch tinh đồng nghiến răng nghiến lợi nói, còn dám cãi tôi nữa thử xem. Diệp vô phong cười hi hi, vậy thì đã sao? Đội trưởng Bạch cô cởi áo ra thế này là muốn dùng mỹ nhân kế sao? Cô cũng thật là, đừng có quên, cô với vợ tôi là bạn cùng trường cùng lớp. Lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Bạch tinh đồng đã bay thẳng vào mặt Diệp vô phong rồi. Bốp, diệp vô phong cứ thể lãnh chọn cú đấm của bạch tinh đồng thế là cả người căng cứng cả lên mắt trợn trắng sau đó cả người sụi lơ hai người còn lại đều bị dọa cho sợ mất hồn cuống cuồng đứng bật dậy đội trưởng bạch chỉ sao phải làm vậy chứ lỡ như đánh chết anh ta toàn bộ chúng ta đều sẽ bị kỷ luật hết đó gánh không nổi đâu lúc cho một cú này ra trong lòng bạch tinh đồng cũng cảm thấy hối hận đều trách bản thân quá nóng này bị diệp vô phong chọc tức không kiềm chế được một cú này cấp bậc đại sư, cao thủ trở xuống khẳng định chịu không nổi, nhẹ thì bị tổn thương nội tạng, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Bản thân chịu phạt, còn liên lụy tới đồng đội, thế chẳng phải cả đời mang tiếng sao. Trong thâm tâm cô ta hoang mang, biểu cảm bên ngoài lại hết sức bình tĩnh. cúi đầu nhìn Diệp vô phong, cũng may tên khốn này có căn bản, hình như vẫn chưa bị đánh chết, chắc là bị ngất thôi. Bạch tinh đồng âm thầm thở vào trong lòng, hứ, ai bảo anh ta nói mà không biết nghĩ. Chương 60, Diệp Vô Phong được bảo lãnh. Hai người Diệp Vô Phong và Tiết Phi đã bị cảnh sát đưa đi, Lâm Thư Âm có chút lo lắng, cô đang bận liên hệ với những người xung quanh để nhờ vả. Lúc nộp tiền bảo lãnh cho Diệp Vô Phong, Bạch Nhạn Phi từ tỉnh thành cũng đã đến. "Thư Âm, tớ đến thành phố Tam Giang rồi, hiện tại tớ đang ở phòng làm việc của cậu tại khách sạn Hoàng Triều. Sao cậu lại không có ở đây? Tớ nghe trợ lý của cậu nói rồi, khách sạn đã xảy ra chuyện lớn gì à?" Lâm Thư Âm vừa mừng vừa sợ, bà cô của tôi ơi, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Khách sạn của tụi tớ thật sự là xảy ra chuyện rồi. Cậu đợi tớ một chút, tớ lập tức quay trở về. Lâm Thư Âm vội vã lên xe quay trở về khách sạn Hoàng Triều, ngay giữa văn phòng, có một người đẹp, thân hình nóng bỏng đang sốt ruột chờ đợi Lâm Thư Âm. Cô ấy cao khoảng 1m70, mặc một bộ đồng phục trang trọng phối với một chiếc váy bó sát màu đen được thiết kế riêng ôm sát lấy cơ thể đầy đặn và tinh tế của cô có thể nói thân thể của cô ấy rất đẹp, cái eo nhỏ nhắn nguyển chuyển có thể nắm chặt bằng một tay, cái mông nở nang làm cho bộ trang phục muốn nứt ra. Bạch nhạn phi nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của Lâm Thư Âm, an ủi nói, Thư Âm, không cần lo lắng, không phải tớ đã đến rồi sao? Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi ôm chầm lấy nhau một lúc, sau đó đem những chuyện đã xảy ra ở khách sạn Hoàng Triều, kể lại một cách ngắn gọn cho Bạch Nhạn Phi nghe, Nhạn Phi, Diệp Vô Phong bọn họ đều bị cảnh sát bắt đi rồi. Cậu nhanh chóng nghĩ cách đi, nếu như bị xử phạt vậy thì phiền phức to rồi. Sắc mặt Bạch Nhạn Phi trở nên nghiêm trọng gật gật đầu nói, chuyện này tớ nhất định sẽ giải quyết đến cùng. Mạc Đông lôi ức hiếp người ta quá đáng, lát nữa tớ sẽ tìm anh ta tính sổ, bây giờ chúng ta đi đến cục cảnh sát đưa bốn người bọn họ ra ngoài. Bạch Nhạn Phi và Lâm Thư Âm không ngừng tiến bộ, ngay lập tức đã đến trước cục cảnh sát. Bạch Nhạn Phi không đi đến đội hình sự Cô ấy biết Bạch Tinh Đồng là người trí công vô tư, rất khó để nói chuyện. Cô ấy tìm thẳng đến cục trưởng Thạch người đứng đầu của cục cảnh sát thành phố Tam Giang. "Cục trưởng Thạch, tôi là Nhạn Phi." Cục trưởng Thạch nhìn thấy người trước mặt chính là Bạch Nhạn Phi, liền ngạc nhiên mà đứng dậy, "Cháu gái lớn của chú, ngọn gió nào đã thổi cháu đến thành phố Tam Giang này vậy? Chẳng lẽ cháu đến là vì lo lắng vấn đề an toàn của buổi triển lãm châu báu vào lễ quốc khánh sao?" nhưng mà vẫn còn khá lâu mới đến thời gian diễn ra buổi triển lãm châu báu mà bạch nhạn phi nói cục trưởng thạch không phải vì chuyện đó hôm nay cháu đến tìm chú là vì một chuyện khác sự việc là như thế này bạch nhạn phi kể lại cho cục trưởng thạch nghe những chuyện đã xảy ra ở khách sạn hoàng triều cục trưởng thạch bảo vệ của khách sạn hoàng triều đều là bảo vệ của công ty bảo an long kiếm bọn cháu đoạn video giám sát tại hiện trường cũng đã chứng minh là mạc đông lôi ức hiếp người ta quá đáng mang theo rất nhiều người đến đập phá khách sạn của bọn cháu. Lúc này mới dẫn đến trường hợp mất kiểm soát, hiện tại cháu muốn bảo lãnh cho các thành viên đội bảo vệ của chúng cháu. Vẻ mặt cục trưởng thạch lộ ra vẻ khó xử, nhạn phi, sự việc này đã gây ra ồn ào quá lớn rồi. Thị ủy và thị chính phủ, lãnh đạo của hai nơi này đều đã gọi điện thoại đến để hỏi về chuyện này. Hiện tại chú còn chưa hoàn toàn nắm rõ về sự việc, căn bản là không dám tùy ý thả người. Ngoài ra, vụ án này do Bạch Tinh Đồng phụ trách. Bà cô đó trước giờ đều không nói tình cảm, dù cho chú ra mặt cũng sợ rằng cô ta một chút thể diện cũng không cho chú. Bạch Nhạn Phi nói, Cục trưởng Thạch, chú hãy cứ nghĩ cách giúp cháu đi. Lúc này Cục trưởng Thạch đang rơi vào tình huống khó xử, điện thoại trên bàn bỗng vang lên, ông ta nhìn thoáng qua tên được hiển thị trên điện thoại, nhanh chóng chạy tới cầm lấy micro lên, cơ thể cũng trở nên thẳng tắm, nghe điện thoại, giám đốc Hàn, ý của cậu là gì? thả người được rồi tôi hiểu rồi không có vấn đề gì hết tôi lập tức chấp hành mệnh lệnh kết thúc cuộc gọi cục trưởng thạch cười ha ha nói nhạn phi cháu thực sự là có bản lĩnh tìm được giám đốc hàn trực tiếp ra mặt giúp cháu đi chúng ta đến phòng thẩm vấn bạch nhạn phi cũng có chút khó hiểu nghe giọng điệu của cục trưởng thì cuộc điện thoại vừa nãy hình như là của giám đốc hàn người phụ trách công an tỉnh đồng thời cung cấp trên của ông ta giám đốc hàn quả nhiên cũng quan tâm đến vụ án này hơn nữa còn ra lệnh cho cục trưởng thả người trước, lẽ nào là bố mình đích thân ra mặt liên hệ nhờ và sao? Bạch Nhạn Phi trong lòng tràn ngập nghi vấn, cùng Lâm Thư Âm đi theo cục trưởng thạch đến phòng thẩm vấn. Đúng lúc bắt gặp Bạch Tinh Đồng và Diệp Vô Phong đang đối đầu với nhau, Diệp Vô Phong bị dội một gốc nước lạnh, từ từ tỉnh lại, nở một nụ cười gượng gạo, đội trưởng Bạch, cô đúng thật là vẫn dám ra tay. Được lắm, cú đấm này của cô suýt chút nữa đánh chết tôi rồi. Tôi sẽ ghi nhớ, Bạch Tinh đồng tức giận nói, anh tốt nhất là nhớ cho kỹ, xem anh sau này còn dám thách thức tôi hay không. Cục trưởng Thạch và hai người kia vừa đi vào, hai vị bồi thẩm đoàn cũng nhanh chóng đứng lên, cục trưởng Thạch ông đến rồi. Cục trưởng Thạch nét mặt nghiêm nghị gật đầu, nói với hai người bọn họ, mở còng tay của anh ta ra, thả người ra trước. Nhìn thấy hai người bọn họ có chút do dự, sắc mặt cục trưởng Thạch trầm xuống, các cậu không nghe thấy sao? hai sĩ quan cảnh sát này vừa định đi đến mở còng tay của Diệp Vô Phong ra, bị Bạch Tinh Đồng ngăn lại, cục trưởng thạch, ông làm cái gì vậy? Nhìn thoáng qua thấy Lâm Thư Âm và Bạch Nhạn Phi đứng phía sau cục trưởng thạch, Bạch Tinh Đồng lạnh lùng nói, tôi hiểu rồi, ông là muốn vì tình riêng mà làm rối loạn kỳ cương sao? Cục trưởng thạch, tôi cần phải nhắc nhở ông, ông làm lãnh đạo cũng hơn 10 năm rồi, vẫn luôn là tấm gương để tôi học tập. Vụ án hôm nay là do tôi phụ trách, kết quả điều tra còn chưa có, ông lại muốn thả người. Điều này không phù hợp với quy tắc và trình tự chấp hành pháp luật. Tôi không đồng ý. Cục trưởng Thạch nói, đội trưởng Bạch, tôi làm việc tự tôi biết chừng mực. Các cô cứ thả người trước đi rồi lại nói tiếp. Bạch tinh đồng việc đáng làm thì phải làm, chừng mắt nói, không được. Tôi là đội trưởng đội hình sự, tôi đang sử dụng quyền của tôi. Người này là nghi phạm phạm tội mà tôi bắt được. Các người không có sự cho phép của tôi, ai dám thả người, tôi liền bắt người đó. Hai sĩ quan cảnh sát của phòng thẩm tra có chút khựng lại, nhìn về cục trưởng, lại nhìn về Bạch Tinh Đồng, mặc dù cục trưởng Thạch là người đứng đầu của cục cảnh sát, nhưng mà bà cô họ Bạch này cũng là người có uy quyền. Đặc biệt là bối cảnh của cô ta thật sự rất lớn mạnh, đắc tội một trong hai vị này cũng đều không dễ sống. Cục trưởng Thạch nhìn thấy thái độ của Bạch Tinh Đồng cứng rắn như vậy, cũng có chút tức giận, Bạch Tinh Đồng, cô thật là vô tổ chức vô kỷ luật. Lẽ nào cô muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Bạch Tinh Đồng Hừ, nhẹ một tiếng nói, không dám. Tôi chỉ là hy vọng cục trưởng Thạch làm việc công mà thôi. Mệnh lệnh hiện giờ của ông không phù hợp với quy tắc và quy định của tổ chức. Tôi lo rằng ông sử dụng lung tung quyền mà đảng và nhà nước ban tặng, phạm phải sai lầm thì tuổi già khó mà giữ được. Bạch Nhạn Phi cuối cùng cũng mở miệng nói, "Đội trưởng Bạch, những bảo vệ mà cô đang tạm giam đều là người của công ty bảo an Long Kiếm." Một cây bút không thể viết ra hai chữ, "Bạch", cô vẫn còn tích cực chống đối tôi sao? bạch tinh đồng lạnh lùng cười cô bạch tôi chỉ là xử án theo phép công mà thôi xin các cô đừng cản trở tôi đang xử lý vụ án nếu không đừng trách tôi trở mặt không nể tình nhìn thấy bạch tinh đồng thật sự không nể mặt sắc mặt cục trưởng thạch trầm xuống nói đội trưởng bạch hiện tại tôi đang chấp hành mệnh lệnh của giám đốc hàn nếu như cố tình ngăn cản tôi chỉ có thể cách chức cô ngay tại đây chấp hành mệnh lệnh của giám đốc hàn bạch tinh đồng có chút không hiểu Nhìn Bạch Nhạn Phi trong lòng tự nhủ, nhà họ Bạch thủ đoạn thật là cao tay, ngay cả giám đốc Hàn mà cũng liên hệ được. Diệp Vô Phong, hôm nay xem như cậu may mắn, chỉ có điều, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Cục trưởng Thạch, nếu như thật sự là mệnh lệnh của giám đốc Hàn truyền xuống, vậy thì tôi tuân theo vô điều kiện. Bạch Tinh đồng tức giận liếc nhìn Diệp Vô Phong một cái, vung tay đi ra ngoài. Cục trưởng thạch nhìn về phía hai người của phòng thẩm vấn xua tay nói, ba người kia các người cũng thả ra đi. Vụ án này, bây giờ sẽ do tôi tiếp nhận và đích thân phụ trách. Hai vị cảnh sát này chỉ mong sao bản thân không phải thẩm tra xử lý vụ án rắc rối này, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 60